Phổ Kiến nghe nói chuyện này có chút hiếu kỳ, rượu này thế mà đều có giả mạo. Người ta có công phu này làm gì không đi bắt trước Mao Đài Ngũ Lương Dịch. Kia nhận biết độ cao bao nhiêu, lợi nhuận cao bao nhiêu. Một. Trần Thiên Phàm trợn nhìn con hàng này một chút, người cái này liền không hiểu được đi. Mao Đài Ngũ Lương Dịch bắt trước độ khó tương đối lớn, rượu giả nhiều nhất ngược lại là cấp trung kém tán đồng độ cao rượu. Rượu sái đủ tiện nghi đi, nhưng là giả rượu nhiều nhất, rượu chân chính chi phí rất thấp, bỏ đi mở rộng phí. Trần Thiên Phàm ý thức được mình có chút nói nhiều rồi, cười nói, không trò chuyện cái này, uống rượu. Phổ Kiến bị khơi gợi lên hào hứng, cổ vũ hắn tiếp tục nói đi xuống. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói nữa, lại nói liền dính đến thương nghiệp cơ mật, Trần ca, cái kia Khâu lão nhị cùng Thái Sẹo Mụn đi qua đều là từ các ngươi nhà máy ra. Trần Thiên Phàm thở dài nói, Thiên Phàm tập đoàn tiền thân là Hoàng Mao trấn cất rượu nhà máy, cuối những năm 80, cha ta nhận thầu cái này nhà máy rượu, Khâu lão nhị cùng Thái Sẹo Mụn đều là rượu này nhà máy công nhân. Về sau ta tiếp nhận nhà máy rượu, nể tình bọn hắn là lão thần tử phân thượng, đối bọn hắn cũng không tệ, nhưng bọn hắn ỷ vào mình già đời kéo bè kết phái chèn ép người mới, không những như thế, còn làm chút chuyện trộm gà trộm chó, nếu như chỉ là một chút nhỏ nhỏ không phải sự tình ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng về sau bọn hắn làm tầm trọng thêm, ta không thể nhịn được nữa phía dưới đem bọn hắn toàn bộ khai trừ. Hứa Thuần Lương đối Trần Thiên Phàm nửa tin nửa ngờ, coi như Khâu lão nhị cùng Thái Sẹo Mụn đám người này cùng Trần Thiên Phàm không phải một đường, Trần Thiên Phàm lúc trước ý đồ cầm xuống Nguy Sơn đảo nhà máy rượu cũng có không thể cho ai biết mục đích. Phổ Kiến nói, ta liền buồn bực nhà máy rượu dưới mặt đất cũng không có vật gì tốt, làm sao khiến cho nhiều như vậy phần tử phạm tội từng cái che giả măng mọc đi đến đâm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi không phải tự xưng là chuyên gia khảo cổ sao? Liền ngươi cũng không hiểu rõ đồ vật chúng ta càng không làm rõ ràng được. Trần Thiên Phàm nói, không trò chuyện cái này, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đến cảm tạ Thuần Lương, nếu như lúc trước ta cầm xuống Nguy Sơn đảo nhà máy rượu, vậy coi như thật nói không rõ ràng. Người khác đến cho là ta cũng là có mục đích khác. Hứa Thuần Lương cười nói, thanh giả tự thanh, người căn bản không cần lo lắng. Trần Thiên Phàm nói, kỳ thật hai ngày này ta chính suy nghĩ hướng Đông Châu đi một chuyến, Đông Châu đồ nướng như thế lửa, ta nghĩ dựng một dựng các ngươi đi nhờ xe, mở rộng chúng ta Thiên Phàm tập đoàn sản phẩm. Hứa Thuần Lương nói, không có vấn đề, ta quay đầu cùng phó cục lên tiếng kêu gọi, người không cần thiết tự mình đi qua, an bài những người khác đi cũng giống như vậy. Trần Thiên Phàm cùng hắn đụng đụng chén rượu, cạn ly rượu này biểu đạt cảm ơn. Phổ Kiến nói, người thuốc này uống nhiều rượu sẽ không chảy máu mũi à. Trần Thiên Phàm nói, người không uống được, đây không phải rượu thuốc là ta chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, rượu này phẩm chất không thể so với Mao Đài chênh lệch. Phổ Kiến cười nói, lại bắt đầu kể chuyện xưa, người lúc nào nghe Mao Năm Kiếm nói qua cố sự. Nghiêm Kính Tùng nói, khoan hãy nói, ta cảm thấy rượu này không tệ. Bất quá rượu này danh tự có phải hay không quá trực bạch một chút, nếu như làm cái tương đối lịch sự tao nhã danh tự, hoặc là các ngươi đơn độc đẩy ra một cái bình thường rượu hệ liệt, nói không chừng còn có thể mở mang một mảnh mới thiên địa. Trần Thiên Phàm nói, chúng ta trước mắt ngay tại thúc đẩy chuyện này, lập tức đẩy ra một cái Trần Lão Đao Tương rượu hệ liệt, các ngươi uống cái này rượu, ngoại trừ bao bên ngoài chứa bên ngoài, bên trong rót trang chính là Trần Lão Đao Tương rượu chủ đánh sản phẩm. Phổ Kiến nói, ta cảm thấy không mùi thuốc đâu. Cái này Trần Lão Đao là ai? Trần Thiên Phàm cười nói, cha ta, không dối gạt mấy ca, đẩy ra cái này sản phẩm chủ yếu là kỷ niệm cha ta, đương nhiên cũng có thử nghiệm tương rượu thị trường ý tứ, nếu như tiếng vọng tốt, ta liền mở rộng sản lượng. Sản phẩm bao bên ngoài chứ cũng thiết kế tốt, trước mắt còn không có sản xuất ra ta đoán chừng cuối tháng 5 nhóm đầu tiên sản phẩm liền có thể chính thức bột thị. Hứa Thuần Lương nâng chén nói, chúc ngươi sản phẩm mới bán chạy. Phổ Kiến cùng Nghiêm Kính Tùng cùng một chỗ hưởng ứng. Trần Thiên Phàm uống chén rượu này nói thật, Nguy Sơn Hồ nhà máy rượu kia mấy ngụm hầm ao vẫn rất có giá trị, hiện tại các ngươi liền gác lại ở nơi đó, xem như văn vật cung cấp, thật không có ý định làm ấn mở phát nghiên cứu loại hình. Hứa Thuần Lương một đoán Trần Thiên Phàm chính là chưa hết hy vọng, một câu hai ý nghĩa nói, làm sao? Ngươi vẫn còn đang đánh nhà máy rượu chủ ý. Trần Thiên Phàm nói, ta thật sự là đối hầm trong ao hầm bùn cảm thấy hứng thú, kia mấy ngụm cổ hầm ao giá trị rất lớn, như có khả năng, ta nguyện ý bỏ vốn thành lập một cái hầm ao sở nghiên cứu ra thành quả có thể cùng Hồ Sơn trấn chính phủ cùng hưởng. Hứa Thuần Lương nói, người ý nghĩ này không tệ, ta quay đầu cùng trấn lãnh đạo thương lượng một chút, còn phải cùng Mặc Hàm lên tiếng kêu gọi.
Phổ Kiến nói, cùng với nàng chào hỏi gì, hầm ao đều là thuộc về quốc gia. Hứa Thuần Lương cười nói, lời tuy như thế, người ta hiện tại là thầu khoán, về tình về lý cũng phải nói một tiếng. Phổ Kiến chợt nhớ tới một sự kiện, Thuần Lương, người đối Mộc Thiên tập đoàn hiểu bao nhiêu? Hứa Thuần Lương nói, không phải trong nước suối nước nóng lĩnh quân xí nghiệp sao? Phổ Kiến nói, Mộc Thiên là bên trong ngày hùn vốn, Vương Hoành Phong chỉ là trên danh nghĩa giám đốc, đương ra làm chủ kỳ thật là lão bà của hắn. Bởi vì Phổ Kiến phụ trách nhà máy rượu suối nước nóng sự tình, bình thường cùng Mộc Thiên tập đoàn tiếp xúc đến nhiều một ít, cho nên đối Mộc Thiên tình huống thực tế so Hứa Thuần Lương muốn hiểu. Đương nhiên cái này cùng Hứa Thuần Lương sự tình tương đối nhiều có quan hệ, Mộc Thiên tập đoàn là xích đạo vốn liếng dẫn vào Nguy Sơn đảo, Hồ Sơn chấn đối hạng mục này phi thường hài lòng, người ta cũng không thiếu tiền, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cùng suối nước nóng làng du lịch kiến thiết đều tại thuận lợi tiến hành. Hứa Thuần Lương chưa thấy qua Vương Hoành Phong lão bà, đây không phải rất bình thường, rất nhiều xí nghiệp đều là lão bà đương gia. Xa không nói, Ân Hằng chế dược chính là như thế, Thịnh Chiêu Huy chính là một cái bài trí. Chân chính chủ nhà là lão bà của hắn Lương Văn Tĩnh. Phổ Kiến nói, lão bà hắn là Nghê Hồng người gọi Sơn Thôn Tĩnh Tử, là Sơn Thôn Nê Di chất nữ. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Mộc Thiên tập đoàn từ bối cảnh hắn đã sớm biết, lúc trước Đông Nghiễm Sinh không muốn cùng Mộc Thiên hợp tác chính là nguyên nhân này, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không biết Vương Hoành Phong lão bà đều là Nghê Cầu Vồng người. Phổ Kiến nói, ta nhưng nghe nói, Mộc Thiên tập đoàn về sau muốn khai triển xuyên quốc gia dưỡng lão phục vụ. Đến lúc đó một bang đông doanh lão đầu lão thái thái liền đem Nguy Sơn đảo cho chiếm lĩnh. Trần Thiên Phàm nói, thuộc chung cũng có chuyện như vậy, ngay tại chúng ta Thiên Phàm tập đoàn bên cạnh xây dựng một tòa khang nuôi thành, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, đầu tư trên trăm ức, nghe nói muốn rèn đúc Nghê Hồng phong cách khang nuôi cộng đồng chủ yếu nhằm vào đông doanh người mở ra, lấy tên đẹp dẫy đông doanh người tiền, hiện ngay tại chỗ sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, năm đó xuyên quân dục huyết phấn chiến tướng đông doanh quỷ tử đuổi đi. Hiện tại lại áp dụng loại phương thức này đem bọn hắn mời đi theo nuôi già. Cái này cũng có lỗi với chúng ta cách mạng tiên liệt a. Nghiêm Kính Tùng nói, không có các ngươi nói đến nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ là bình thường chung ngoại hợp tác hạng mục, không muốn sự tình gì đều lên tới chính trị phương diện. Gần nhất có một loại hiện tượng thật không tốt, trên xã hội có một nắm người đang cố ý bốc lên quốc tế mâu thuẫn, động một chút lại làm âm mưu luận, lên cao đến mâu thuẫn địch và ta bên trên. Không rõ chân tướng dân chúng rất dễ dàng bị quốc thù nhà hận cảm xúc tả hữu, tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Phổ Kiến nói, Nghiêm Kính Tùng, người có ý tứ gì? Người nói là ta đang cố ý gây mâu thuẫn rồi. Nghiêm Kính Tùng nói, ta không phải nói ngươi, ta là nhằm vào loại này xã hội hiện tượng, không nên đem chúng ta ngành tương quan nghĩ đến thấp như vậy có thể, tất cả mọi người là có năng lực phán đoán. Phổ Kiến ha ha cười một tiếng nói, năng lực kém. Có một số việc năng lực kém cũng không thể hình dung, chỉ có chúng ta dân chúng nghĩ không ra, không có các ngươi chơi không đến. Nghiêm Kính Tùng dở khóc dở cười nói, ta nhưng không có đắc tội ngươi, ngươi không thể ngay cả ta cùng một chỗ mắng a. Phổ Kiến nói, ta chỉ là nghĩ cho các ngươi đề tỉnh một câu, xây dựng kinh tế muốn làm, nhưng là cũng muốn đề cao cảnh giác, chủ nghĩa đế quốc vong ngã chi tâm không chết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói là, chúng ta cái này khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Về sau chủ yếu hộ khách đều là Nghê Hồng người. Phổ Kiến nói, ta đều là nghe nói, người nghĩ làm rõ ràng chuyện này có thể tìm Mộc Thiên tập đoàn chứng thực. Trần Thiên Phàm nói, Nghê Hồng hướng hải ngoại chuyển vận lão đầu lão thái thái có tiền lệ mà theo, bọn hắn quốc gia quốc thổ diện tích nhỏ, tài nguyên khẩn trương, nhớ thương chúng ta tổ quốc tốt đẹp non sông từ xưa đến nay. Phổ Kiến nói, ngươi nhưng phải thận trọng, Mộc Thiên tập đoàn hạng mục là ngươi đưa vào Nguy Sơn đảo, về sau vạn nhất xảy ra sai lầm. Người chính là cho đông doanh quỷ tử dẫn đường hán gian. Hứa Thuần Lương chừng mắt liếc hắn một cái, người mới hán gian đâu. Nghiêm Kính Tùng nở nụ cười, Phổ Kiến, ngươi trương này phá miệng nhưng thật thất đức. Phổ Kiến nói, thất đức cũng so thiếu thông minh mạnh a, ta là đứng tại dân tộc đại nghĩa trên lập trường, đúng vậy, các ngươi những cán bộ này yêu có nghe hay không? Hứa Thuần Lương nói, ta cũng có chút buồn bực, gần nhất Nguy Sơn đảo đột nhiên thành những này đầu tư bên ngoài trong mắt bánh trái thơm ngon. Minh Đức tập đoàn gần nhất cũng để mắt tới Nguy Sơn đảo, đại hằng cái kia cục diện rối rắm bọn hắn cũng nguyện ý tiếp, các ngươi nói Nguy Sơn đảo phía dưới đến tột cùng có bảo bối gì. Hứa Thuần Lương nói câu nói này thời điểm cố ý nhìn xem Trần Thiên Phàm biết hắn nói là cho mình nghe. Nghiêm Kính Tùng nói, nhìn chúng môi trường tự nhiên thôi, non sông tươi đẹp, thiên nhiên dưỡng đi, hiện tại lại phát hiện suối nước nóng, sản vật phong phú,
ai không muốn tại hoàn cảnh như vậy bên trong an hưởng tuổi già. Trần Thiên Phàm nói, có lẽ thật có cái gì bí mật không muốn người biết đâu. Phổ Kiến nói, Cục Văn hóa Khảo cổ đều nhanh nâng cốc nhà máy đào sâu 3 thước, nào có cái gì bí mật, ta nghe bọn hắn nói, Nguy Sơn đảo khối này thổ địa bên trên, cũng chính là ra Trương Lương như thế một vị danh nhân trong lịch sử, coi như Trương Lương mộ ngay tại Nguy Sơn đảo, quy chế cũng không có khả năng quá lớn, liền nhà máy rượu mảnh đất kia, cao nữa là cũng liền bình cái huyện cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Hứa Thuần Lương nói, đừng quên Nguy Sơn hồ còn có cái dưới nước chìm thành, nghe nói là năm đó Trương Lương phong ấp. Trần Thiên Phàm cười nói, dưới nước chìm thành cùng Nguy Sơn đảo lại có quan hệ gì? Mục tiêu của bọn hắn nếu là dưới nước chìm thành, hẳn là đi tìm mấy chiếc thuyền lớn, nhiều triệu tập mấy cái thợ lặn, mà không phải đi vào Nguy Sơn đảo nhận thầu thổ địa, đầu tư khởi công xây dựng dưỡng lão hạng mục. Phổ Kiến nói, Trương Lương người nào? Mưu Thánh A, loại này tuyệt đỉnh người thông minh xáo lộ há là bình thường phàm nhân có thể phỏng đoán. Hứa Thuần Lương nói, đã phỏng đoán không thấu, không bằng thoải mái uống. Làm gì là cổ nhân lo lắng, uống rượu uống rượu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương trước kia liền nhận được Diệp Lão điện thoại, Diệp Lão đã biết hắn đi tới kinh thành, hẹn hắn đi trong nhà ngồi một chút, Hứa Thuần Lương nhớ tới Kiều Lão phân phó, thận trọng lý do biểu thị mình có công vụ muốn làm, hạ buổi trưa mới có thể đi qua. Diệp Lão ngữ khí mặc dù cùng bình thường cũng không có khác gì, nhưng Hứa Thuần Lương lại cảm giác được một loại mưa gió nổi lên không khí. Hắn chủ động nhắc tới Kiều Như Long sự tình, ông nội nuôi, người cũng không cần là Như Long lo lắng, ta có biện pháp để hắn khôi phục khỏe mạnh. Diệp Lão trở về câu minh bạch, liền đã cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ nắng sớm vừa vặn, Diệp Lão nội tâm lại che một tầng thật dày mây đen, Kiều Như Long lần này tai nạn xe cộ bại lộ quá nhiều bí mật, những bí mật này vô cùng có khả năng dẫn đến Diệp Kiều hai nhà kinh doanh nhiều năm hữu nghị thổ băng tan rã. Diệp Kiều hai nhà tương hỗ thành tựu. Hắn cùng Kiều Lão hữu nghị cơ hồ quán xuyên toàn bộ chính trị kiếp sống, tôn nữ cùng Kiều Như Long thông gia, ngay từ đầu người trong nhà là phản đối, bởi vì người Diệp gia mới xuất hiện lớp lớp, mà Kiều gia người mới tàn lụi, Kiều Như Long là Kiều gia hy vọng cuối cùng, nhưng hắn vừa mới bắt đầu lựa chọn cũng không phải là thể chế mà là thương đồ. Giống bọn hắn dạng này gia tộc bình thường sẽ không tiếp nhận một cái thương nhân, vô luận ngươi như thế nào thành công. Diệp Lão sở dĩ lựa chọn Kiều Như Long. Cũng không phải là hắn xem trọng Kiều Như Long, mà là duyên với hắn đối Kiều Lão tín nhiệm, nhưng mà trận này tai nạn xe cộ chẳng những cướp đi Kiều Như Long trái tim, cũng tổn thương thấu Diệp Lão tâm, hắn đối Kiều Như Long, thậm chí đối toàn bộ Kiều gia tín nhiệm sinh ra dao động, hắn thậm chí hoài nghi Kiều gia đã sớm biết chuyện này. Kiều Lão hôm qua liền trở về kinh thành, còn đặc địa gọi điện thoại nói cho hắn biết sáng hôm nay tới tiếp. Giữa bọn hắn quá quen thuộc, Kiều Lão là cái bảo trì bình thản người. Hắn giỏi về tại nghịch cảnh bên trong tác chiến nhưng lần này không giống, hắn nể trọng nhất một chương bài mấy tận toàn phế. Dựa theo Diệp Sương Nguyên thuyết pháp, Kiều Như Long coi như có thể trốn qua một kiếp cũng biến thành một cái phế vật, Kiều gia không có quật khởi hy vọng, Kiều Như Long không xứng với mình nữ nhi. Diệp Lão đốt lên một điếu thuốc, hắn đã thật lâu không có hút thuốc lá, cũng thật lâu không có gặp được khó giải quyết như vậy tình trạng, liền hắn đều không rõ ràng chính mình tại sao phải cho Hứa Thuần Lương gọi cú điện thoại này. Trong đầu quanh quẩn Hứa Thuần Lương câu nói kia, Hứa Thuần Lương ý tứ lại minh xác bất quá, hắn có biện pháp có thể để Kiều Như Long khôi phục khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương nói câu nói này nhưng không phải là vì an ủi hắn, hẳn là để hắn thận trọng cân nhắc hai nhà quan hệ, trên danh nghĩa Hứa Thuần Lương là mình cháu nuôi, nhưng là về mặt tình cảm tiểu tử này khẳng định đứng tại Kiều gia kia bên cạnh. Nếu như là người khác nói câu nói này, Diệp Lão có thể sẽ cười trừ, nhưng là Hứa Thuần Lương nói ra câu nói này, hắn lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Hứa Thuần Lương tự tay đem hắn từ đau đến không muốn sống chứng bệnh bên trong cứu vớt trở về, Diệp Lão tin tưởng Hứa Thuần Lương có được năng lực như vậy. Diệp Sương Nguyên gõ cửa tiến vào thư phòng thời điểm, bị khắp phòng mùi khói cho kích thích, liên tiếp ho khan 2 tiếng, sau đó cấp tốc đi vào phía trước cửa sổ tướng cửa sổ mở ra, cha, người đến yêu quý thân thể của mình, bệnh còn không có thật nhiều lâu, làm sao lại hút. Diệp Lão đem trên tay một nửa khói bóp tắt, không rút. Diệp Sương Nguyên nói, sớm một chút chuẩn bị xong ngài là đi phòng ăn ăn vẫn là ta cho ngài bưng tới. Diệp Lão lắc đầu nói, không muốn ăn. Diệp Sương Nguyên biết phụ thân tâm tình không tốt, đi vào trước mặt phụ thân, cha, người cũng đừng quan tâm, chuyện này giao cho ta đến xử lý. Diệp Lão nói, người thật chuẩn bị để bọn hắn hai tách ra. Diệp Sương Nguyên nói, không phân còn có thể thế nào. Bọn hắn kiều ra quá khi dễ người.
Diệp lão nói, ta nhớ được ngươi đã từng nói, hôn nhân chính là một phen làm ăn. Diệp Sương Nguyên có chút ngượng ngùng nở nụ cười, cha, ta nói lời kia thời điểm tuổi trẻ không hiểu chuyện. Diệp lão nói, hôn nhân đến tột cùng là cái gì? Người khác nhau có khác biệt lý giải, khác biệt đoạn thời gian có khác biệt ý nghĩ, lúc trước ta kiên trì cùng Kiều gia kết thân, người trong nhà cơ hồ tất cả đều phản đối, sự phản đối của ngươi càng kịch liệt. Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu. Diệp lão nói, bởi vì ngươi đem hôn nhân trở thành một môn sinh ý, cho rằng cùng Kiều gia trận này thông gia vô lợi nhưng đồ, ngươi cho rằng nhà chúng ta thực lực đã vượt qua Kiều gia. Diệp Sương Nguyên chưa hề nói qua, nhưng là trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy. Diệp lão nói, Thanh Nhã kết hôn 5 năm, 5 năm này con đường của ngươi đi thẳng rất thuận. Diệp Sương Nguyên biết phụ thân đang nhắc nhở mình, trong 5 năm này mình không ít từ Kiều lão kia lấy được trợ giúp. Diệp Sương Nguyên không phủ nhận Kiều lão vẫn có được rất mạnh lực ảnh hưởng, nhưng là nhân vô viễn lự, Kiều gia đã không có tương lai, mà lại lần này là Kiều Như Long phản bội trước đây. Cha, ta biết người cùng Kiều bá bá tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng là Thanh Nhã là ta nữ nhi duy nhất, ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng thụ ủy khuất. Diệp lão thở dài nói, người muốn cái gì, ta minh bạch, người muốn Kiều gia đã cấp không nổi. Diệp Sương Nguyên nói, Kiều Như Long là một viên lôi. Coi như hắn có thể khôi phục năng lực làm việc, hắn cũng đi không xa, cái này bê bối liền coi như chúng ta không đi lộ ra ánh sáng, sớm muộn cũng sẽ có người cầm chuyện này làm văn chương, Kiều gia địch nhân cũng không ít, đến lúc đó mất mặt không chỉ có riêng là Kiều gia, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên người nghĩ nhân cơ hội này cùng Kiều gia làm cắt chém. Diệp Sương Nguyên nói, cha, ta cảm thấy vô luận từ Thanh Nhã người hạnh phúc xuất phát vẫn là từ lợi ích của gia tộc xuất phát, đều hẳn là sớm làm quyết đoán. Diệp lão nói khẽ, người Kiều bá bá chờ một lúc liền muốn tới. Diệp Sương Nguyên nói, hắn ra mặt cũng giống như vậy. Diệp lão nói, ngươi không hiểu rõ hắn, ta lại hiểu rõ ngươi, chỉ cần ngươi Kiều bá bá có thể cho ra để ngươi hài lòng đền bù, ngươi hẳn là sẽ ngầm đồng ý đoạn hôn nhân này tiếp tục. Cha, ngươi cứ như vậy nhìn ta. Diệp lão nói, tỉ như nói đưa ngươi phù chính. Diệp Sương Nguyên tâm nhảy loạn một cái, bất quá hắn rất tốt khống chế được mình, cha. Tại trong lòng ngài, ta chẳng lẽ có thể vì mình lợi ích chính trị hy sinh nữ nhi hạnh phúc? Diệp lão nói, một cái lý trí nam nhân nhất định phải rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng, Thanh Nhã có phải hay không hạnh phúc, chỉ có nàng tự mình biết, vô luận như thế nào, Kiều Như Long sự tình không thể để nàng biết, nàng là cái giữ mình trong sạch người, ngoài mềm trong cứng, nếu là biết được việc này, nàng sẽ không tha thứ Kiều Như Long. Diệp Sương Nguyên từ phụ thân lời nói bên trong phát giác được hắn hẳn là cũng không ủng hộ hai người ly hôn. Cha, có một số việc không gạt được. Diệp lão nói, coi như không gạt được cũng không nên từ chúng ta nói cho nàng, ngươi là phụ thân của nàng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, Kiều Như Long trong lòng nàng địa vị không có trọng yếu như vậy. Kiều Như Long tình trạng cơ thể khôi phục được rất nhanh, liền Thư Viễn Hàng đều cảm giác được có chút ngạc nhiên, hẳn là Kiều Như Long ưu tú tố chất thân thể làm ra tác dụng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, thân thể của hắn rất phối hợp tiếp nhận Bùi Lâm quả tim này. Cũng không xuất hiện mãnh liệt bài xích phản ứng. Kiều Như Long nửa nằm tại trên giường bệnh, nhìn qua ngoài cửa sổ Diệp Thanh Nhã, hắn chủ động cầm lên điện thoại. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Kiều Như Long gọi điện thoại tới, biết hắn đã thuận lợi tiến vào khôi phục kỳ, Diệp Thanh Nhã chuẩn bị nghe thời điểm, lại lộ vẻ do dự, nàng từ đáy lòng cự tuyệt cùng Kiều Như Long trò chuyện, từ khi biết Kiều Như Long trong xe còn có một nữ nhân, nàng trong tiềm thức đối Kiều Như Long liền sinh ra kháng cự. Mặc dù nàng cũng không hiểu rõ nữ nhân này thân phận, càng không rõ ràng nàng cùng Kiều Như Long quan hệ. Có một số việc nàng chỉ là lười đi chú ý, cũng không có nghĩa là nàng ngu dốt, phụ thân San San tới chậm lại vội vàng rời đi, ở trong đó bao hàm tin tức rất nhiều. Hai cha con mặc dù không có làm quá nhiều giao lưu, thế nhưng là Diệp Thanh Nhã cũng có thể phỏng đoán ra ảo diệu bên trong. Bọn hắn kết hôn 5 năm có thể dùng tương kính như tân để hình dung, giữa phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Diệp Thanh Nhã đã sớm biết mình không yêu Kiều Như Long, nàng cũng rõ ràng Kiều Như Long không yêu mình, để bọn hắn tiến tới cùng nhau chính là lợi ích chính trị, gắn bó bọn hắn tình cảm đồng dạng là lợi ích chính trị. 1. Ở nhà người trong mắt, nàng cùng Kiều Như Long cưới sau nhiều năm không mang thai thủy chung là tiếc nuối, thế nhưng là tại nàng đáy lòng ngược lại cảm thấy may mắn, nàng chưa hề chờ mong qua tiểu sinh mệnh đến. Chuông điện thoại di động còn tại vang, Kiều Như Long chỉ điện thoại. Diệp Thanh Nhã như ở trong mộng mới tỉnh nhận nghe điện thoại, Như Long. Kiều Như Long nghe được nàng phong ba không sợ hãi thanh âm,
phản ứng đầu tiên chính là Diệp Thanh Nhã đối với mình cũng không quan tâm. Hôn nhân của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền ra ngoài chính trị mục đích, hai người bọn họ môn đăng hộ đối, Diệp Thanh Nhã tài mạo song toàn, vô luận ai đến xem bọn hắn đều là trời đất tạo nên một đôi, nhưng là hai người bọn họ ở giữa khuyết thiếu tình yêu. Kiều Như Long thưởng thức Diệp Thanh Nhã thanh cao, nhưng là chính là bởi vì Diệp Thanh Nhã thanh cao cùng không mị tục làm nổi bật ra hắn đã từng làm thương nhân thị sẽ một mặt, từ khi biết Diệp Thanh Nhã bắt đầu, hắn liền muốn cất giữ tự bản thân bản tính, ngụy trang thành người khác muốn dáng vẻ, 5 năm hôn nhân, trong lòng của hắn nhiều nhất cảm giác chính là mệt mỏi. Diệp Thanh Nhã từ bất quá hỏi hắn ở bên ngoài làm cái gì, khổ cực hay không, nhìn qua tựa hồ đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nhưng nguyên nhân chân chính là Diệp Thanh Nhã căn bản không quan tâm hắn. Bất luận kẻ nào cũng không thể thuận buồm xuôi gió, Kiều Như Long cũng là như thế, hắn cần một cái phiền muộn lúc có thể làm bạn, khoái hoạt lúc có thể chia sẻ hồng nhan chi kỷ, mà không phải Diệp Thanh Nhã loại này thời thời khắc khắc đắm chìm trong từ ta thế giới bên trong mèo khen mèo dài đuôi nữ nhân. Kiều Như Long nhìn qua ngoài cửa sổ Diệp Thanh Nhã, hai người chỉ cách lấy một cánh cửa sổ, nhưng lòng của bọn hắn chưa hề đều là hai thế giới, đi qua như thế, hiện tại càng là như vậy. Kiều Như Long từ Diệp Thanh Nhã trong mắt tìm không thấy mảy may yêu thương. Diệp Thanh Nhã từ Kiều Như Long trong ánh mắt cũng không có tìm được nàng muốn đổ vật, hai người cứ như vậy nhìn lẫn nhau. Một lát sau, vẫn là Diệp Thanh Nhã nói, người cảm giác ra sao? Còn tốt. Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi nhiều, ít nói chuyện. Diệp Thanh Nhã nói xong liền đã cúp điện thoại về sau, nàng ý thức được mình biểu hiện được quá bình tĩnh gần như lạnh lùng. Mới giao làm việc một dạng bổ sung một cái nụ cười nhàn nhạt. Kiều Như Long phát hiện cũng không phải là tất cả nữ nhân đều biết diễn kịch, Diệp Thanh Nhã là thuộc về cái này một loại, có thể là bởi vì gia đình xuất thân duyên cớ, nàng trời sinh liền sẽ không lấy lòng người khác, cái nụ cười này như thế máy móc tràn ngập đối với hắn qua loa, Kiều Như Long không khỏi sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, nếu mình lần này trong tai nạn xe chết đi, nàng cũng sẽ không đả thương tâm. Diệp Thanh Nhã mấy ngày nay đều là tại Trường Hưng bệnh viện vượt qua, tại cùng Kiều Như Long ngắn gọn hỗ động về sau, nàng nghĩ khởi mình đã nhiều ngày không có đi bên ngoài đi một chút, không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, nàng sinh ra một cái mãnh liệt ý nghĩ, mình hẳn là ra ngoài đi một chút, cảm thụ một chút phía ngoài ánh nắng, gió nhẹ, sờ sờ một chút thế giới chân thật. Kiều Như Long trận này tai nạn xe cộ để nàng đi tới Đông Châu, đưa nàng giam cầm tại tòa này trong bệnh viện. Thân vì thê tử nàng nên không ngủ không nghỉ mất ăn mất ngủ canh giữ ở trượng phu bên người, nhìn thấy Kiều Như Long thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nàng như chút được gánh nặng, không chỉ là vì Kiều Như Long giành lấy cuộc sống mới, cũng vì mình trùng hoạch tự do. Diệp Thanh Nhã phi thường rõ ràng mình là như thế nào người, nàng có được thế giới tinh thần của mình, nàng có thể không có hôn nhân, không có con cái, nhưng là nàng không thể mất đi tự do. Đi qua nàng cũng không nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là một cái cô gái ngoan ngoãn, nàng có được để cho người ta hâm mộ gia đình xuất thân, nàng thậm chí không cần quy hoạch tương lai của mình, người nhà vì nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy, bao quát nàng hôn nhân. Cùng Kiều Như Long kết hôn, nàng cho rằng là một cái lựa chọn chính xác, Kiều Như Long không thể nghi ngờ là cái siêu quần bạt tụy nam nhân, hai nhà bọn họ lại là thế giao, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên, Diệp Thanh Nhã thậm chí không có nghĩ tới mình có phải hay không yêu hắn. Chính như Gia Gia nói tới đang suy nghĩ môn đăng hộ đối đồng thời liền không nên lại quá nghiêm khắc tình yêu. Tình yêu hơn phân nửa mù quáng, hôn nhân nhất định phải lý trí. Diệp Thanh Nhã thông minh hơn người, nàng phi thường rõ ràng mình hẳn là vai trò nhân vật, nhưng là sự thông tuệ của nàng để nàng thấy rõ quá nhiều hiện thực, không phải nàng không muốn đi kinh doanh bọn hắn tiểu gia, mà là nàng đã sớm ý thức được đầu nhập đến càng nhiều. Về sau có thể sẽ càng thống khổ, thế là nàng tướng tự thân hơn phân nửa tinh lực chuyển rời đến thư họa đi lên. Diệp Thanh Nhã đi ra phòng bệnh cao ốc, lại không nhìn thấy ánh nắng, trên bầu trời bao phủ tầng mây dày đặc, gió thật to Diệp Thanh Nhã chẳng có mục đích đi về phía trước. Kiều phu nhân, người đây là đi chỗ nào a? Diệp Thanh Nhã theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Trường Hưng bệnh viện viện trưởng Triệu Phi Dương xuất hiện tại bên cạnh mình, trong tay còn mang theo một cái túi lớn. Chính là tùy tiện đi dạo. Trời muốn mưa, chớ đi xa a. Triệu Phi Dương hảo tâm nhắc nhở. Diệp Thanh Nhã nói, người đây là đi nơi nào? Triệu Phi Dương nói, đi xem nhi tử, hắn sinh non, con mới sinh bệnh vàng da, còn tại Lam Quang trong Dương đâu. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới nếu như không phải Triệu Phi Dương thê tử quyên ra trái tim, Kiều Như Long rất khó cứu trở về, hiện tại Triệu Phi Dương nhi tử không có mẫu thân,
mình thân là Kiều Như Long thê tử tại Tình Tại Lý cũng hẳn là đi thăm viếng một chút, nàng chủ động đưa ra muốn hộ tống Triệu Phi Dương đi qua nhìn một chút hài tử. Triệu Phi Dương làm sơ do dự vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Diệp Thanh Nhã đi qua chưa bao giờ thấy qua nhỏ như vậy hài tử, Triệu Phi Dương nói cho nàng, hài tử cũng không đủ tháng, cho nên muốn so bình thường hài nhi nhỏ không ít, bất quá hiện tại thân thể tình trạng coi như không tệ, phát dục cũng không có gì dị thường. Đổi thành những nữ nhân khác nói không chừng sẽ khen đứa nhỏ này thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Nhưng Diệp Thanh Nhã thực sự nói không nên lời, đứa nhỏ này vừa gầy lại nhỏ, trên người trên mặt che kín nếp gấp, nhìn tựa như là cái khỉ nhỏ, nàng không thể nói ra loại này trái lương tâm. Diệp Thanh Nhã mở ra sắc tay, bên trong vừa vặn có 1 vạn khối tiền mặt, lúc trước giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Triệu Phi Dương vốn không muốn thu, nhưng Diệp Thanh Nhã kiên trì muốn cho hài tử lễ gặp mặt, nhún nhường bất quá đành phải nhận lấy. Diệp Thanh Nhã chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài bắt đầu mưa, nàng đứng tại phòng bệnh trên hành lang nhìn qua phía ngoài mưa to, Triệu Phi Dương đi vào bên cạnh nàng nói, cái này mưa một lát không dừng được, ta đi cho ngài tìm đem dù tới. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, không cần, ta chờ một lát, mấy ngày nay đều ở bên kia phòng bệnh ngây ngô. Triệu Phi Dương nói, nơi này cũng là phòng bệnh, đúng, ta hỏi qua thư bác sĩ, Kiều Tổng khôi phục tình huống rất tốt, mà lại hắn bài dị phản ứng rất nhẹ, tin tưởng không bao lâu liền có thể giải trừ cô lập. Diệp Thanh Nhã nói, lần này may mắn mà có bệnh viện các ngươi toàn lực nghĩ cách cứu viện, càng phải cảm ơn ngài vô tư kính dâng. Triệu Phi Dương thở dài nói, duyên phận đi, hắn còn có việc nên rời đi trước. Diệp Thanh Nhã liền đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng nhìn xem mưa, trên thế giới này có quá nhiều ràng buộc, cho dù là một trận đột nhiên xuất hiện mưa to đều có thể vây khốn cước bộ của nàng. Kiều Lão cùng Diệp Lão rất ít đi đối phương trong nhà, từ Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã sau khi kết hôn, bọn hắn ít có gặp mặt, thậm chí liên thông nói đều rất ít. Cũng không phải là bởi vì người đã già tận lực ngăn chặn vô hiệu xã giao, mà là bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn thâm cư không ra ngoài. Thể chế bên trong có một cái quy củ bất thành văn, một khi lui ra đến liền tận lực giảm bớt lộ diện, chức vị càng cao càng là như thế. Lão đồng chí tương hỗ ở giữa cũng tận lượng phòng ngừa đi lại, để tránh bị người lầm đọc. Kiều Lão đi vào Diệp gia đại môn thời điểm, Diệp Lão đã trong sân chờ lấy hắn. Hai người mặc dù đều cái eo thẳng tắp, đều phát hiện đối phương mắt trần có thể thấy già rồi. Diệp Lão nói, hôm nay nhớ tới nhà ta ăn trực rồi. Kiều Lão cười nói, ta nhưng không có ý định tại nhà ngươi ăn cơm, chợt nhớ tới ngươi đã đến, chính là tới xem một chút. Có gì đáng xem, ta cái này không sống được thật tốt sao? Diệp Lão một bên nói một bên đem Kiều Lão hướng bên trong mời. Diệp Lão chuẩn bị xong trà, hai vị lão gia tử đi vào phòng trà, Diệp Lão bắt đầu nấu nước pha trà. Kiều Lão nói, trước đó vài ngày nghe nói thân thể ngươi không tốt lắm, liền nghĩ qua tới thăm ngươi. Diệp Lão nói, thân thể ta không biết tốt bao nhiêu, ngươi nghe ai nói hưu nói vượn. Ta không nói cho ngươi. Diệp Lão nói, cáo già. Lẫn nhau, lẫn nhau. Hai người đều nở nụ cười, buồn cười đến rõ ràng đều không phải là vui sướng như vậy. Diệp Lão tướng chén trà đưa cho Kiều Lão bưng qua, ngửi ngửi hương trà, trà ngon a. Cháu của ta tặng. Kiều Lão trong lòng tự nhủ ngươi ở đâu ra cháu trai, cháu nuôi còn tạm được. Trà này Hứa Thuần Lương đều không cho ta đưa, có thể đưa ngươi chỗ này. Cố ý nói cho ta nghe. Kiều Lão nói, ta hôm nay tới a, là nghĩ thương lượng với ngươi chút chuyện. Diệp Lão nâng chén trà lên, uống trà, trước uống trà. Kiều Lão nhấp một ngụm trà nói, Như Long sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Diệp Lão nói, ngươi nói là chuyện nào a? Kiều Lão nói, lão đệ a, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, hai người chúng ta có cái gì không thể nói a? Diệp Lão thở dài nói, lúc còn trẻ người ta không chỗ không nói, càng về sau, bắt đầu minh bạch liền xem như bằng hữu tốt nhất, có mấy lời có thể đàm có chút lời cũng không thể nói, hiện tại chúng ta già, có thể không nói tận lực không nói. Kiều Lão nói, nên nói sự tình vẫn là phải đàm, Như Long xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như khôi phục cũng không có khả năng khôi phục thành đi qua dáng vẻ, mặc dù ta hy vọng hắn kiện kiện khang khang. Nhưng hiện thực bày ở chỗ này lão đệ a, ta không muốn hắn liên lụy Thanh Nhã cả một đời. Diệp Lão lông mày phong khẽ động, hắn vốn cho rằng Kiều Lão này đến là vì bàn điều kiện, lại nghĩ không ra hắn trực tiếp biểu lộ thái độ. Lão Kiều a lão Kiều, người đây là lấy lui làm tiến, rõ ràng là tôn tử của ngươi phạm sai lầm, khiến cho tốt giống nhiều cho chúng ta Diệp gia cân nhắc giống như.
Diệp lão nhấp một ngụm trà, không nói chuyện. Kiều lão nói, ta vốn muốn cùng Dương Nguyên hảo hảo nói chuyện, nhưng càng nghĩ, vẫn là phải cùng ngươi đàm, ta đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định sẽ làm, lấy Dương Nguyên năng lực, vô luận ta ra không ra mặt, hắn lại tiến một bước đều là chuyện sớm hay muộn. Diệp lão nhìn qua vị này cơ hồ làm bạn cả đời lão hữu nói, ngươi làm như vậy là nghĩ đền bù sao? Kiều lão lắc đầu, ta không dối gạt ngươi, ta tất cả hy vọng đều ký thác vào Như Long trên thân, lấy tình trạng cơ thể của hắn, đã không có khả năng tại bên trong thể chế phát triển, cho dù miễn cưỡng lưu lại, cũng đi không được quá xa, ta hiện tại chỉ muốn hắn kiện kiện khang khang sống lâu mấy năm. Diệp lão biết Kiều lão tuyệt không phải cố ý nói cho mình nghe, hắn cũng biết qua Kiều Như Long tình trạng, làm qua giải phẫu ghép tim, vô luận hắn sẽ khôi phục được tốt bao nhiêu, cũng không có khả năng khôi phục lại đi qua trạng thái thân thể, thậm chí có thể nói, Kiều Như Long đã không phải là một cái kiện toàn người, dạng này người ai cũng không dám đối với hắn ủy thác trách nhiệm, Kiều gia ngôi sao hy vọng chưa dâng lên đã vẫn lạc. Diệp lão cầm lấy ấm trà là Kiều lão nối liền trà nóng, nhìn qua màu hổ phách cháo bột ý vị thâm trường nói, ngươi cứ như vậy chịu thua. Kiều lão nói, có thể đánh bại ngươi đều là người một nhà. Từ trên người hắn ta thấy được Viễn Sơn cái bóng. Diệp lão nói, người hỏi qua Như Long ý tứ sao? Kiều lão nói, hắn sẽ tôn trọng ý kiến của ta. Diệp lão nói, người bây giờ là đang trưng cầu ý kiến của ta vẫn là đến cho ta biết quyết định của ngươi. Kiều lão nhắc nhở hắn nói, đầy. Trước mặt chén trà đã thêm đầy, trà ngược lại 7 phần, Kiều lão mới không tin lão hữu không biết đạo lý này, cũng không tin hắn lại đột nhiên thất thần, đến bọn hắn dạng này đẳng cấp. Tâm cảnh rất khó chịu ra ngoài vật làm nhiễu, mình hôm nay đến có chuẩn bị, Diệp lão trong đoạn thời gian này cũng khẳng định nghĩ sâu tính kỹ. Diệp lão nói, chỉ cần quả nhiên bình, đầy cũng sẽ không vậy. Kiều lão nói, ta già dặn tay cũng bắt đầu run lên. Diệp lão nói, người am hiểu nhất không phải liền là bưng nước sao. Kiều lão nhịn không được cười lên, lão hữu cuối cùng vẫn là tức giận. Bưng lên ly kia tràn đầy chén trà, tay của hắn vững vàng như lúc ban đầu. Một chút cũng không có run run nhấp một ngụm trà, uống cạn một nửa. Diệp lão nói, ta liền nói ngươi được rồi. Kiều lão nói, ta đối với mình không có lòng tin gì. Diệp lão nói, Sương Nguyên rất đau nữ nhi này, hắn cảm thấy ủy khuất. Kiều lão nhẹ gật đầu, ta cũng rất đau Thanh Nhã, cho nên không nghĩ nàng cả một đời đi theo Như Long thụ ủy khuất. Diệp lão nói, không có gì tốt ủy khuất, muốn trách cũng hẳn là trách ta, ban đầu là ta một tay an bài. Kiều lão mím môi, lão đệ, thật xin lỗi. Diệp lão nói, kỳ thật không có người nói bi quan như vậy, Kiều gia còn có hy vọng. Kiều lão minh bạch hắn chỉ là cái gì, cười khổ nói, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận. Không đến hy vọng trở thành sự thật thời điểm. Diệp lão nói, người tiếp nhận hay không đều là sự thật mà lại tương lai như thế nào ngươi nói không tính. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ kia bạch bạch tiểu tử mập mạp, rõ, Kiều gia hoàn toàn chính xác vẫn là có hy vọng. Chỉ là hắn đã nhìn. Hai người nhìn nhau, Kiều lão minh bạch lão hữu câu nói này đại biểu cái gì, hắn già, lực ảnh hưởng từng ngày hạ xuống, không dùng đến quá lâu thời gian, hắn thậm chí đều không thể trưởng khống cái này ngày càng ảm đạm gia tộc. Kiều lão nói, Như Long khôi phục về sau ta sẽ đề nghị hắn rời khỏi Hoa Đầu, hắn vốn là thích kinh thương, là ta để hắn từ bỏ, về sau theo hắn đi thôi, để hắn làm mình thích sự tình, hắn những năm này cũng để giành được không nhỏ gia nghiệp. Bên trong có Thanh Nhã một nửa. Diệp lão nói, Thanh Nhã sẽ không cần, chúng ta Diệp gia cũng sẽ không cần, hai người liền xem như tách ra, cũng nên là Thanh Nhã nói ra. Hai người đều hiểu, Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã nếu như lựa chọn tách ra, tuyệt không chỉ là ly hôn đơn giản như vậy, mang ý nghĩa Kiều Diệp hai nhà liên minh từ đây kết thúc. Kiều lão nói, bây giờ suy nghĩ một chút rất nhiều chuyện đều là chú định, vô luận ngươi làm sao tránh đều không tránh thoát. Diệp lão nói, không có gì tốt tránh, đến chúng ta loại đến tuổi này, không có gì phải sợ, cũng không có gì có thể lo lắng, nên buông tay liền buông tay đi, đã lui ra đến, liền muốn thích ứng loại cuộc sống này, người miệng bên trên nói mình già, nhưng người này căn bản không chịu nhận mình già. Kiều lão nói, ai nói ta không chịu nhận mình già à? Ta chỉ là quan tâm sự tình có chút nhiều, không chịu nhận mệnh thôi Như Long chuyện lần này để cho ta cái gì đều coi nhẹ. Diệp lão nhìn qua hắn. Trên mặt biểu lộ nửa tin nửa ngờ. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Nếu, ta nói là nếu người bảo bối cháu trai hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Kiều lão nói, không có nếu. Diệp lão nói, chính hắn chưa từ bỏ đâu, nghĩ không ra người đã trước từ bỏ.
Kiều lão rõ ràng chính mình vị lão bằng hữu này đáy lòng cũng không muốn cái này cái cọc việc hôn nhân như vậy tan cuộc, Kiều lão cũng không muốn, cho dù là mặt ngoài duy trì một cái hình thức cũng tốt hơn ly hôn. Làm sai lầm Phương Kiều Như Long khẳng định nguyện ý tướng hôn nhân gắn bó xuống dưới, nhưng là mấu chốt của vấn đề không tại hắn, mà tại Diệp Thanh Nhã, nếu như Diệp Thanh Nhã kiên quyết muốn cùng hắn tách ra, như vậy bất luận kẻ nào nhúng tay đều không được tác dụng. Diệp lão cùng Kiều lão mặc dù không có nói chuyện cụ thể, nhưng hai người đã hiểu tâm ý của đối phương, Kiều lão cũng đã từ bỏ bồi dưỡng Kiều Như Long ý nghĩ, hắn cũng uyển chuyển hướng mình cho thấy, sẽ lợi dụng mình hiện hữu lực ảnh hưởng trợ giúp Diệp Sương Nguyên, làm đối Diệp gia đền bù. Diệp lão phi thường rõ ràng vị lão bằng hữu này muốn cái gì, nhưng là hắn không có hứa hẹn bất cứ chuyện gì, hắn quyết định tướng cuối cùng quyền lựa chọn giao cho cháu gái của mình, chính như hắn vừa rồi nói, người đã già, nên buông tay liền thả tay. Bọn hắn đều là cực kỳ thật mạnh người, đổi thành đi qua, Diệp lão tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tâm bình khí hòa, nhưng là trước đây không lâu trận kia bệnh để hắn cải biến rất nhiều. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Diệp lão ngay tại công cụ trong phòng làm nghề mộc, đây là hắn yêu thích. Hứa Thuần Lương nhìn thấy công cụ phòng muôn hình muôn vẻ đồ gỗ, không khỏi khen, hừm, nghĩ không ra người còn có ngón này công phu. Diệp lão nở nụ cười, người không nghĩ tới nhiều. Hắn cầm lấy ngay tại đánh bóng đại mộc bát biểu hiện ra cho Hứa Thuần Lương nhìn. Hứa Thuần Lương nói, lợi hại, chính là lỗ ban tái thế cũng không gì hơn cái này. Diệp lão nói, nghe xong liền là nói dối, ta lúc tuổi còn trẻ tại đồ gỗ nhà máy làm qua, học qua mấy tay, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bộ này công cụ là Như Long mua cho ta, ta cũng mấy hôm vô dụng, cái này chén gỗ làm tốt đưa cho ngươi. Ngài vẫn là đưa cho ta một bát sắt may mắn. Diệp lão cười ha ha, còn chọn tới, ngươi thế nào không muốn cái chén vàng. Hứa Thuần Lương nói, ta còn có chút tự mình hiểu lấy, như thế lớn chén vàng quá chìm, ta sợ ta bưng bất động. Diệp lão để chính hắn tùy tiện tham quan, tiếp tục đánh bóng con kia đại mộc bát. Hứa Thuần Lương cái này sờ một cái lại cầm cái kia, tác phẩm không ít a, hoa này bình cũng không tệ. Diệp lão nói, kia bình hoa ta đáp ứng cho Thanh Nhã, ngươi cũng đừng nghĩ cách. Đúng vậy, quân tử không đoạt người chỗ yêu. Ta nghe nói Như Long ngay tại bệnh viện các ngươi làm giải phẫu. Hứa Thuần Lương cải chính, ta đi qua bệnh viện hiện tại ta đi văn lữ cục. Diệp lão nói, tốt như vậy y thuật không đi trị bệnh cứu người, chạy văn lữ cục làm gì? Người trẻ tuổi làm việc phải cước đạp thực địa, chịu khổ nhọc, đừng cả ngày liền suy nghĩ hưởng thụ. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài cho là ta đi văn lữ cục chính là chơi. Nhưng không phải như vậy, văn lữ cục so bệnh viện mệt mỏi nhiều, ta tại bệnh viện cũng không phải xem bệnh, là làm quản lý. Diệp lão ngừng tay đầu công việc, đem đại mộc bát đặt ở đặt vật trên kệ, chỉ chén trà của mình. Hứa Thuần Lương hỗ trợ đem chén trà cầm tới, Diệp lão lấy xuống thủ sáo, tiếp nhận chén trà uống vào mấy ngụm nói, người hôm nay nói Kiều Như Long có thể khôi phục như thường. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là có khả năng rất lớn tính, bất quá ta hôm nay nghe thủ thuật của hắn bác sĩ nói, hắn khôi phục tình huống phi thường tốt, cấy ghép giải phẫu sau cơ hồ không có sinh ra bài xích phản ứng, cái này tại khí quan cấy ghép bên trong rất ít gặp. Diệp lão nói, như thế nói đến, vận khí của hắn còn thực là không tồi. Hứa Thuần Lương nói, bình thường tới nói, chỉ có cùng chứng song bào thai khí quan cấy ghép mới sẽ thuận lợi như vậy, bởi vì cùng chứng song bào thai khí quan bởi vì gen cơ bản giống nhau, cho nên biểu đạt ra mặt ngoài kháng nguyên cũng cơ bản tương cùng, bởi vậy khung máy sẽ phán đoán là này khí quan không phải đối lập, cơ hồ sẽ không phát sinh miễn dịch bài xích phản ứng, không phải quan hệ máu mủ xuất hiện loại hiện tượng này tỷ lệ rất nhỏ. Nghe nói liền 1/1 triệu đều không có, nhưng là hoàn toàn chính xác xác thực phát sinh. Có thể nói hắn đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Diệp lão nhẹ gật đầu, lúc đầu hắn đối Hứa Thuần Lương y thuật có lòng tin, hiện tại xem ra Kiều Như Long vận khí thật đúng là không xấu. Nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ có thể có được kịp thời nghĩ cách cứu viện, cần cấy ghép trái tim, tại cái này a trong thời gian ngắn đã tìm được cung cấp thể, càng khó hơn chính là cung cấp thể trái tim cùng hắn như thế tương xứng. Không có sinh ra nghiêm trọng bài xích phản ứng. Diệp lão chợt nhớ tới một câu, đại nạn không chết tất có hậu phúc, Kiều Như Long nếu có hậu phúc, chẳng phải là mang ý nghĩa Kiều gia khí vận chưa hết. Diệp lão nói, người hôm nay nói với ta câu nói kia có phải hay không có ý nghĩ gì? Hứa Thuần Lương cười nói, ta có ý nghĩ gì cũng không gạt được người a. Tiểu tử ngươi ít cùng ta ngang ngạnh, ngươi cái gì đều rõ ràng, nói câu nói kia mục đích. Đơn giản là muốn nói cho ta biết Kiều Như Long còn có hy vọng, người vẫn là đứng tại Kiều gia bên kia a.
Hứa Thuần Lương nói, ta chính là người đứng xem, việc nhà của các ngươi sự tình ta không có quyền nhúng tay, chỉ là ta cảm thấy đi, thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một môn thân, Kiều Như Long lại là Mai Như Tuyết ca ca, ta khả năng giúp đỡ vẫn là giúp một cái, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Diệp lão lắc đầu nói, người giúp không được gì. Hứa Thuần Lương nói, ta tình nguyện không biết chuyện này, vạn nhất đem đến truyền ra ngoài, người khác còn phải coi ta là thành hoài nghi đối tượng. Thuần Lương, nếu như ngươi là Kiều Như Long ngươi sẽ làm thế nào? Ngài tha cho ta đi, ta đừng làm loại này giả thiết, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi lấy một người đứng xem góc độ nhìn Thanh Nhã cùng Như Long, vợ chồng bọn họ tình cảm như thế nào? Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút nói, tương kính như tân. Diệp lão cho rằng bốn chữ này cực kỳ chuẩn xác, không tự chủ được thở dài, ta thực sự không muốn Thanh Nhã bị thương tổn. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải người có muốn hay không vấn đề, nên tới từ đầu đến cuối muốn tới. Diệp Thanh Nhã trở lại phòng bệnh, phát hiện có người qua tới thăm Kiều Như Long, người này lại là Uông Kiến Thành. Tẩu tử, ta mới vừa từ nước ngoài trở về, liền nghe nói Như Long ca sự tình. Uông Kiến Thành biểu lộ tràn đầy đồng tình. Diệp Thanh Nhã không cần bất luận người nào đồng tình, nàng mấy ngày nay vô luận thể lực vẫn là tinh lực đều ở vào cực kỳ mỏi mệt trạng thái, nàng cũng không muốn bất luận kẻ nào tới chơi, có thể bày tỏ một lễ phép vẫn là còn muốn, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, hắn còn tốt. Uông Kiến Thành nói, ta mới vừa cùng Như Long ca nói chuyện điện thoại. Ngươi nhìn thấy Tiểu Tuyết rồi. Diệp Thanh Nhã cho rằng Uông Kiến Thành hôm nay tới đây hẳn là không chỉ là vì thăm viếng Kiều Như Long. Uông Kiến Thành lắc đầu, nàng cũng tại Đông Châu, từ trong lời của hắn không khó biết được hắn cũng không rõ ràng Mai Như Tuyết tình trạng. Diệp Thanh Nhã nói, đoán chừng mau tới đây, nàng hôm nay đi sự cố đại đội xử lý một vài thủ tục. Uông Kiến Thành nói, ta nghe nói Tề Sảng cũng trên xe. Diệp Thanh Nhã sửng sốt một chút, ngẩng đầu tiếp cận Uông Kiến Thành, Uông Kiến Thành có chút lúng túng ho khan một tiếng, tranh thủ thời gian nói tránh đi, tẩu tử, có gì cần ta hỗ trợ sao? Diệp Thanh Nhã nói, người biết nàng. Gặp qua, nàng là Hà Đông tập đoàn tài vụ tổng thanh tra, giống như cùng Long ca có chút nghiệp vụ lui tới. Diệp Thanh Nhã không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Uông Kiến Thành con mắt, Uông Kiến Thành nháy nháy mắt, biểu lộ lộ ra càng mất tự nhiên. Diệp Thanh Nhã nói, ngay từ đầu sự cố trong báo cáo cũng không có nói ra tên của nàng. Thật sao? Kiến Thành, người có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Tẩu tử, người đừng hiểu lầm, đừng nghe tin phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Uông Kiến Thành, người là không là bằng hữu của ta, nói đến Diệp Thanh Nhã nhận biết Kiến Thành còn muốn tại Kiều Như Long trước đó. Uông Kiến Thành nói, ta thật không biết, ta biết Tề Sảng ngược lại là có một đoạn thời gian. Tựa như là 4-5 năm trước đi, nàng từng tại Minh Thịnh đầu tư làm qua thực tập sinh, ta lúc ấy cảm thấy nữ hài tử này rất xinh đẹp bất quá nàng thực tập kết thúc liền đi Bắc Mỹ đào tạo sâu. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, người đã sớm nhận biết a. Uông Kiến Thành cười khổ nói, người đừng suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng Như Long ca nhân phẩm. Diệp Thanh Nhã nói, cảm ơn người có thể đến xem hắn có thể có người bằng hữu như vậy thật tốt. Uông Kiến Thành mím môi. Thấp giọng nói, ta cũng đồng dạng lo lắng ngươi. Diệp Thanh Nhã biểu lộ hờ hững nói, Tiểu Tuyết tới. Mai Như Tuyết nhìn thấy Uông Kiến Thành cũng có chút ngoài ý muốn, nàng cùng Uông Kiến Thành đã nói đến đủ minh bạch, lấy Uông Kiến Thành thân phận hẳn là sẽ không đối với mình quấn quýt chặt lấy, duy nhất khả năng giải thích chính là hắn chuyên qua tới thăm. Nhưng là đại ca tin tức, Kiều gia phong tỏa rất nghiêm, ngoại trừ Kiều Diệp hai nhà, ngoại nhân cũng không rõ ràng đại ca trạng huống cụ thể. Uông Kiến Thành đến cũng có chút đột ngột, lấy ra thế của hắn phải hiểu loại thời khắc nhạy cảm này cũng không thích hợp thăm viếng. Mai Như Tuyết trong lòng yên lặng tính toán Uông Kiến Thành động cơ, ngoài mặt vẫn là không phải thường khách khí lên tiếng chào hỏi. 1. Uông Kiến Thành trấn an một chút Mai Như Tuyết, căn dặn nàng muốn bảo trọng thân thể, có gì cần mình hỗ trợ địa phương một mực nói thẳng, có mấy lời hắn đã vừa mới đối Diệp Thanh Nhã nói qua. Mai Như Tuyết nói, tạ ơn quan tâm, không cần cái gì ngươi hỗ trợ địa phương. Mai Như Tuyết cái này cũng không uyển chuyển cự tuyệt lại để cho Uông Kiến Thành lại lần nữa lâm vào xấu hổ. Uông Kiến Thành nói, vậy thì tốt, ta còn có việc đi trước, mỗi khi cần ta hỗ trợ, tùy thời gọi điện thoại. Mai Như Tuyết nói, anh ta sự tình ngươi là nghe ai nói. Uông Kiến Thành tại Mai Như Tuyết sáng như hai hoàng thanh tuyển đôi mắt nhìn chăm chú lại có chút co quắp, hắn cười nói, bằng hữu, kỳ thật chuyện của đại ca ngươi tại chúng ta vòng tròn bên trong đã truyền ra.
Như Long ca làm người trượng nghĩa là lão đại của chúng ta ca, tất cả mọi người rất quan tâm hắn. Mai Như Tuyết nói, xem ra ta đại ca chỉ chỗ đến ngươi một cái thật lòng bằng hữu, cho đến nay, cũng chỉ có một mình ngươi qua tới thăm hắn. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca vẫn luôn rất chiếu cố ta, ta sang đây xem hắn cũng là nên, hy vọng ta đến không có cho các ngươi tạo thành bối rối. Ta đại ca hiện tại tình trạng cũng không thích hợp ngoại nhân qua tới thăm, ngươi thật sự tạo thành chúng ta bối rối. Mai Như Tuyết mảy may không cho Uông Kiến Thành mặt mũi. Uông Kiến Thành cũng không nghĩ Mai Như Tuyết sẽ nói như vậy, hắn nhẹ gật đầu, lại hướng Diệp Thanh Nhã cười cười, ta đi trước. Diệp Thanh Nhã còn không nói chuyện, Mai Như Tuyết đã đi đầu nói, không tiễn. Uông Kiến Thành quay người rời đi. Mai Như Tuyết ánh mắt chuyển hướng Diệp Thanh Nhã nói, tẩu tử, hắn đều nói cái gì? Diệp Thanh Nhã nói, ngươi yên tâm đi, lời hắn nói ta sẽ không để vào trong lòng, sự tình làm được còn thuận lợi sao? Mai Như Tuyết tướng một phần sao chép kiện đưa cho nàng xem qua, Diệp Thanh Nhã đơn giản lật xem một chút, nàng nhìn thấy Tề Sảng danh tự, thoáng dừng lại một chút, nói khẽ ta lấy về nhìn. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Thanh Nhã rời đi, mới vừa tới phòng cô lập cửa sổ sát đất trước. Kiều Như Long cầm điện thoại di động lên, tỉnh lại hắn rất muốn cùng ngoại giới trò chuyện, nhất là người nhà, hắn thực sự muốn biết điều phát sau chân thực tình trạng. Mai Như Tuyết nghe đến chuông điện thoại di động, nhận nghe điện thoại. Tiểu Tuyết, Kiều Như Long thanh âm y nguyên suy yếu. Mai Như Tuyết nói ca. Sự cố xử lý tình huống như thế nào? Mai Như Tuyết nói, ngươi liền không cần quan tâm, trong xe một vị khác hành khách đã giảng thuật toàn bộ quá trình. Nàng, thế nào? Mai Như Tuyết nói, bình an vô sự, đã rời đi, cụ thể đi hướng ta cũng không rõ ràng. Kiều Như Long mím môi hắn có loại dự cảm, đã sự việc đã bại lộ, muội muội coi như không nói, hắn cũng có thể từ Diệp Thanh Nhã lạnh lùng vẻ mặt cảm thấy được. Ra ra thế nào? Mai Như Tuyết nói, trở lại kinh thành, có một số việc hắn muốn đích thân xử lý. Kiều Như Long bên trong lòng dâng lên một trận áy náy, hắn phi thường rõ ràng ra ra trở về là xử lý cái gì. Tiếp theo loại này áy náy cảm giác tăng thêm nội tâm của hắn gánh vác, ngực của hắn bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mai Như Tuyết nói, người hảo hảo dưỡng thương, những chuyện khác không nên suy nghĩ nhiều, trên đời này không có khảm qua không được. Kiều Như Long nói, Tiểu Tuyết, người đại tẩu có phải hay không hoài nghi ta cùng Tề Sảng quan hệ? Mai Như Tuyết nói, từ ngươi xảy ra chuyện bắt đầu, đại tẩu một mực canh giữ ở bệnh viện, nàng nghĩ như thế nào ta không biết. Kiều Như Long nói, ta luôn cảm thấy hết thảy cũng thay đổi, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Mai Như Tuyết lắc đầu, Thư Viễn Hàng chuyên môn căn dặn, giải phẫu ghép tim sự tình càng muộn cho hắn biết càng tốt. Kiều Như Long nói, ta có phải hay không hẳn là cho Gia Gia gọi điện thoại. Hắn vẫn muốn đánh, nhưng là do dự mãi từ đầu đến cuối không dám thông qua cú điện thoại này. Ca, không có cái gì so ngươi khôi phục khỏe mạnh quan trọng hơn, ngươi bây giờ khang phục tình huống không tệ, tranh thủ thời gian tốt, có thật nhiều sự tình vẫn chờ ngươi đi xử lý. Kiều Như Long nói, nếu như là việc nhỏ Uông Kiến Thành không gặp qua tới thăm ta, hắn suy nghĩ gì, ta vẫn luôn rõ ràng. 1. Mai Như Tuyết nói, đại ca, người nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc, không tán gẫu nữa. Kiều Như Long mắt thấy muội muội cúp điện thoại quay người rời đi, một loại trước nay chưa từng có cảm giác cô độc bao phủ nội tâm của hắn, đây cũng không phải là bởi vì cách ly chỗ tạo thành, hắn ý thức được mỗi người đều tại đối với mình giấu giếm chân tướng. Cửa phòng bệnh mở ra, một vị thân xuyên cách ly áo bác sĩ đi vào cách ly phòng bệnh, hắn kéo xuống cửa sổ sát đất màn cửa. Kiều Như Long coi là phải tiếp nhận trị liệu, kia người tới phía trước cửa sổ cúi người, nhìn qua Kiều Như Long hai mắt nói, Kiều Tổng, ta là Triệu Phi Dương. Người tốt, Kiều Như Long biết Triệu Phi Dương là căn này bệnh viện viện trưởng. Triệu Phi Dương nói, người khôi phục được tình huống rất tốt, tin tưởng tiếp qua một tuần liền có thể xuống giường hành động. Kiều Như Long nói, tạ ơn, người không cần thường xuyên sang đây xem ta, coi ta là thành một cái bình thường người bệnh đối đãi liền tốt. Triệu Phi Dương nói, giữa chúng ta không có gì giao tình, ta cũng không phải sang đây xem ngươi. Kiều Như Long nhíu mày, hắn nghe ra Triệu Phi Dương trong lời nói giấu giếm huyền cơ. Triệu Phi Dương nói, ngươi các hạng chỉ tiêu đều rất tốt, có một số việc ta cho là nên để ngươi biết. Kiều Như Long nói, ngươi nói. Triệu Phi Dương nói, nếu như ngươi còn nhớ rõ trong tai nạn xe một chút tình cảnh, hẳn là nhớ đến lúc ấy có một cây ống thép xuyên thấu pha lê đâm vào ngươi ngực trái. Kiều Như Long nhắm mắt lại,
kỳ thật trong đầu của hắn thường xuyên chiếu lại lấy tai nạn xe cộ phát sinh một màn, kia là hắn từ lúc chào đời tới nay khoảng cách tử vong gần nhất một lần, hắn thậm chí nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm, cảm giác phổi khí thể bị đè ép ra ngoài, cảm giác được trái tim của hắn bị hung hăng va chạm, hắn thật không biết mình là như thế nào sống sót. Triệu Phi Dương nói, trái tim của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, lúc ấy chỉ có tiến hành giải phẫu ghép tim mới có thể sống sót. Kiều Như Long rốt cuộc tìm được đáp án, hắn luôn cảm giác mình phát sinh biến hóa, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào xác định cụ thể chỗ nào phát sinh biến hóa, nguyên lai trái tim của hắn đã không thuộc về mình, phải nói hiện tại thuộc về mình quả tim này đi qua là của người khác. Triệu Phi Dương nói, tại trong cơ thể ngươi khiêu động quả tim này quá khứ là thuộc về thê tử của ta. Khó trách Triệu Phi Dương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới thăm viếng mình, hắn thăm viếng không phải mình, mà là thuộc về hắn thê tử trái tim. Một loại khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp tràn ngập Kiều Như Long nội tâm, vô luận hắn tiếp nhận hay không, đây đều là một cái không cách nào cải biến hiện thực. Kiều Như Long nhìn qua võ trang đầy đủ chỉ lộ ra một đôi mắt Triệu Phi Dương, Triệu Việt, ngươi có gì cần ta làm? Đây là một bút nợ nhân tình, một bút lớn đến để hắn không cách nào hoàn lại nợ nhân tình. Triệu Phi Dương lắc đầu, ta không có nghĩ qua hồi báo, quyên tặng trái tim là thê tử của ta chủ ý, nàng cũng không nghĩ tới muốn đem trái tim quyên tặng cho ngươi, chỉ là cơ duyên xảo hợp, nàng qua đời không lâu, vừa vặn ngươi phát sinh tai nạn xe cộ. Kiều Như Long nói, thật có lỗi, người thê tử sự tình ta thâm biểu tiếc nuối, chờ thân thể ta khôi phục ta nhất định tự mình đi trước mộ bái tế. Triệu Phi Dương nói, không cần phải vậy, ngươi chỉ phải thật tốt còn sống, liền là đối với nàng, đối ta, đối con của chúng ta lớn nhất an ủi. Kiều Như Long nói, các ngươi còn có con trai. Triệu Phi Dương nói, sinh non, còn nằm tại hòm giữ nhiệt bên trong. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, người thê tử là bởi vì việc này mới. Triệu Phi Dương nói, người đã đi, những này đều không trọng yếu. Hắn móc ra một chương nhi tử ảnh chụp, đưa cho Kiều Như Long. Kiều Như Long tiếp nhận nhìn một chút, nhìn qua trên tấm ảnh gầy gò nho nhỏ hài tử, trong lòng vậy mà sinh ra một loại thương yêu. Triệu Phi Dương nói, ta đi, hảo hảo bảo trọng thân thể. Kiều Như Long gọi lại hắn, hài tử kêu cái gì? Triệu Phi Dương dừng bước lại, còn không có đặt tên đâu. Triệu Thiên đi thế nào? Triệu Phi Dương quay đầu có chút kỳ quái nhìn qua Kiều Như Long, chính mình cái này đích thân cha còn không cho hắn đặt tên, Kiều Như Long dựa vào cái gì? Có thể nghĩ đến Kiều Như Long thể nội khiêu động là Bùi Lâm trái tim, hắn lại cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Kiều Như Long nói, ta nghĩ nhận hắn làm con nuôi. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hảo hảo dưỡng bệnh. Diệp Sương Nguyên phi thường rõ ràng phụ thân cùng Kiều Lão hữu nghị, cho dù Kiều Như Long làm ra chuyện như vậy, phụ thân hẳn là sẽ không cùng Kiều Lão trở mặt, càng chưa nói tới tướng Kiều ra việc xấu trong nhà lộ ra ánh sáng. Diệp Sương Nguyên càng nghĩ vẫn là tôn trọng nữ nhi ý kiến, gần nhất muốn tìm nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Diệp Sương Nguyên lúc đầu nghĩ về nhà sớm, thế nhưng là một cái lão hữu bái sẽ cải biến kế hoạch của hắn. Tại Diệp Sương Nguyên trong trí nhớ Uông Chính Đạo đã có nhiều năm không có công khai lộ diện, hôm nay đột nhiên đến thăm để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Uông Chính Đạo là tại sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm đột nhiên lựa chọn ẩn lui, kỳ thật rất nhiều người đều biết hắn là bởi vì mắc phải quái bệnh cho nên không thể không lui khỏi vị trí phía sau màn. Nhìn thấy hồng quang đầy mặt Uông Chính Đạo xuất hiện tại mình trước mặt, Diệp Sương Nguyên gần như không thể tin tưởng con mắt của mình. Uông Chính Đạo sinh bệnh về sau xin miễn tất cả mọi người thăm viếng, nghe nói hắn sợ ánh sáng, không cách nào giống người bình thường một dạng tại bên ngoài hoạt động. Diệp Sương Nguyên mỗi đến ngày lễ ngày Tết đều sẽ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nhớ kỹ hai người lần trước liên hệ vẫn là tại Tết Xuân, lúc ấy Uông Chính Đạo tình huống còn thật không tốt, hắn cũng rất uể oải, đối khôi phục đã không ôm hy vọng. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy tháng, Uông Chính Đạo nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Diệp Sương Nguyên, Uông Chính Đạo cười ha ha, nghĩ không ra ta sẽ đi qua a. Ha ha, Sương Nguyên, ta chính là muốn cho ngươi một cái ngoài ý muốn. Diệp Sương Nguyên nói, đạo ca, người tốt. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, tốt, 3 năm, dòng dã 3 năm a, ta đều cho là mình bệnh không có hy vọng. Diệp Sương Nguyên tranh thủ thời gian mời hắn ngồi xuống. Uông Chính Đạo quá khứ là hắn khách quen của nơi này, nhìn chung quanh một chút Diệp Sương Nguyên văn phòng bố trí, cảm khái nói, còn cùng đi qua đồng dạng. Diệp Sương Nguyên chỉ trên bàn công tác bồn cây cảnh, đây là người đưa cho ta. Uông Chính Đạo từ trên thân móc ra một hộp khói, hút thuốc sao? Diệp Sương Nguyên kéo ra ngăn kéo lấy ra một hộp khói, quất ta.
Uông Chính Đạo tiếp nhận hắn đưa tới Trung Nam Hải, ghé vào bật lửa phía trên một chút đốt, vẫn là thói quen từ lâu a. Diệp Sương Nguyên cũng đốt một điếu thuốc, hút một hơi, tại Uông Chính Đạo ngồi xuống bên người, nhìn thấy ngươi hút thuốc ta an tâm, chứng minh thân thể ngươi hoàn toàn bình phục. Ta hiện tại a còn không có khôi phục công việc, cũng không có cùng bằng hữu của hắn liên hệ, huynh đệ, thật muốn ngươi a. Uông Chính Đạo vỗ vỗ Diệp Sương Nguyên đùi, mặc dù văn phòng bố trí chưa biến, 3 năm ở giữa Diệp Sương Nguyên lại đã trở thành cái này một bộ cửa nhân vật số 2, đại quyền trong tay, tiền đồ hướng tốt. Diệp Sương Nguyên gõ gõ khói bụi, ban đêm ta tìm mấy cái huynh đệ ăn mừng ngươi xuất quan. Không cần, ta kiêng rượu, Sương Nguyên, ta hôm nay tới một là vì nhìn ngươi, hai là muốn tìm ngươi chứng thực một sự kiện. Nói, huynh đệ chúng ta hai có cái gì một mực nói thẳng. Ta nghe Kiến Thành nói, Như Long xảy ra chuyện rồi. Diệp Sương Nguyên thở dài, không nói gì, dùng sức đánh hai cái khói. Uông Chính Đạo vỗ vỗ Diệp Sương Nguyên bả vai, biểu thị an ủi, người có sớm tối họa phúc, còn tốt hắn tránh thoát một kiếp. Diệp Sương Nguyên nói, về sau có thể khôi phục tới trình độ nào còn không rõ ràng lắm. Sương Nguyên, hiện tại y học như thế phát đạt, ta đoán chừng sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt, ta bệnh đến nghiêm trọng như vậy, hiện tại không giống bình phục. Diệp Sương Nguyên lắc đầu nói, không giống a, hắn là ghép tim, đời này không thể rời đi dược vật, trái tim kia dù sao không phải là của mình, có thể sử dụng bao lâu, 10 năm vẫn là 20 năm, hắn còn như thế năm nhẹ. Kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ là nữ nhi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cả một đời đều muốn khóa lại tại Kiều Như Long đầu này phá trên thuyền. Đi qua còn trông cậy vào hắn thẳng treo Vân Phàm Tế Thương Hải, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn tối nay chìm. Ta có thể giới thiệu bác sĩ giúp hắn khôi phục. Diệp Sương Nguyên nói, phương diện này ta cũng có tài nguyên, liền không làm phiền ngài. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, thật có chút đáng tiếc, Như Long thể chế con đường vừa mới bắt đầu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta coi trọng nhất sự phát triển của hắn. Diệp Sương Nguyên trong lòng thầm nghĩ, Uông Chính Đạo hôm nay đến nhà nhưng không phải là vì tìm mình hồi lâu, hắn có mục đích khác. Diệp gia, Kiều gia, Uông gia, vẫn luôn là thế giao, ba vị gia chủ đã từng đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Về sau ba nhà cũng là hai bên cùng ủng hộ, tại chức trong lúc đó, Kiều lão danh tiếng thịnh nhất. Diệp gia cùng Kiều gia về sau còn gọi là thân gia, mà Uông gia cùng Kiều gia lúc đầu cũng định song thông gia từ bé, Uông lão cố ý thúc đẩy cháu trai Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết việc hôn nhân, nhưng về sau bởi vì Mai Như Tuyết trong lòng khác có người khác mà không giải quyết được gì, cho nên Diệp Kiều hai nhà quan hệ càng thêm mật thiết một chút. Hai nhà sở dĩ đều cùng Kiều gia làm thân, không đơn thuần là vì cách mạng hữu nghị. Càng là thấy được Kiều lão khả năng mang tới lợi ích chính trị. Nhưng trước khác nay khác theo ba vị lão gia tử phai nhạt ra khỏi, gia tộc truyền thừa phát triển trở nên càng ngày càng trọng yếu, đương Kiều gia chính trị tiền lãi đã không còn tồn tại thời điểm, mỗi người cũng đang lo lắng về sau hẳn là như thế nào định vị quan hệ lẫn nhau. Uông Chính Đạo chậm chậm phun ra một điếu thuốc sương mù, nói khẽ, người trẻ tuổi nếu là không chịu nổi dụ hoặc, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi tiền đồ của mình. Diệp Sương Nguyên nội tâm kịch chấn, Uông Chính Đạo quả nhiên có chuẩn bị mà đến, hắn câu nói này mới tận làm rõ, là nói Kiều Như Long tự hủy tương lai. Diệp Sương Nguyên lạnh nhạt nói, ai không có tuổi trẻ qua a, đạo ca, hiện tại ta liền thường xuyên đang suy nghĩ chúng ta lúc nhỏ, Viễn Giang ca mang theo ba người chúng ta nhưng làm không ít chuyện hoang đường, cũng náo không ít trò cười a. Uông Chính Đạo nở nụ cười, khi đó bốn người chúng ta, Kiều Viễn Giang là lão đại, nhà tròi thời điểm đều là hắn diễn tư lệnh. Kiều Viễn Sơn là hắn thân đệ đệ, chưa hề chính ủy đều là hắn. Diệp Sương Nguyên cũng không nhịn được cười ha ha, ta cùng ngươi đều là lính quèn. Ngươi là lính quèn, ta nhưng nhớ tinh tường, mỗi lần phản đồ đều là ta, ba các ngươi thay nhau xử bắn ta. Ba, hai người cười đến ngửa tới ngửa lui, qua một hồi lâu Phương mới ngừng cười âm thanh, Diệp Sương Nguyên nói, khi đó ta bội phục nhất chính là Viễn Giang. Bội phục hắn thân cao thể tráng. Hai chúng ta thêm một khối cũng đánh không lại hắn, ta khi đó liền biết thực lực mới là đạo lý quyết định, chỉ là sao thế nào hả, ta làm sao đều không nghĩ tới Kiều Viễn Giang lại biến thành cái dạng này. Diệp Sương Nguyên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Kiều Viễn Giang thần thoại theo lấy bọn hắn dần dần trưởng thành mà cấp tốc phai màu, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Kiều Viễn Giang mị lực cùng uy nghiêm thuần túy là tuổi tác giao phó cho, nhưng là theo Kiều Viễn Giang từ từ bình thường, Kiều Viễn Sơn lại như sao chổi quật khởi. Trong bốn người đưa đến tác dụng chủ đạo vẫn là Kiều gia người, liền xem như Kiều Viễn Giang cũng đối người đệ đệ này của hắn kính sợ có phép,
cũng là từ khi đó bắt đầu, Kiều Viễn Giang dần dần cách xa bọn hắn vòng tròn. Diệp Sương Nguyên tại trong bọn họ tuổi tác nhỏ nhất, trong ký ức của hắn Kiều Viễn Sơn cùng Uông Chính Đạo quan hệ tốt nhất. Uông Chính Đạo lấy mắt kiếng xuống lau lau rồi một chút thấu kính, Viễn Sơn năm đó nếu là không phạm sai lầm, thành tựu hiện tại hẳn là tại ngươi phía trên. Diệp Sương Nguyên thâm biểu tán đồng, Uông Chính Đạo sở dĩ không có lấy chính hắn cùng Kiều Viễn Sơn so sánh, là bởi vì Uông Chính Đạo về sau vứt bỏ chính tử thương, Uông Chính Đạo người này mưu cầu danh lợi công danh, nghe nói là Uông Lão buộc hắn rời đi thể chế bởi vì Uông Lão cho rằng con đường này đối Uông Chính Đạo tới nói quá mức nguy hiểm. Diệp Sương Nguyên còn là hiểu rõ vị lão bằng hữu này, Uông Chính Đạo thích mạo hiểm, chỉ cần hắn muốn làm sự tình, không đặt mục đích thề không bỏ qua, nếu như nói trên thế giới này còn có một người có thể để cho Uông Chính Đạo chịu phục, kia người chỉ có thể là Kiều Viễn Sơn. Phụ thân đã từng nói, chỉ cần Kiều Viễn Sơn tại, ba người bọn hắn mãi mãi cũng là vai phụ. Có thể nói tại Kiều Viễn Sơn xảy ra chuyện trước đó, ba người bọn hắn đều sống ở Kiều Viễn Sơn quang hoàn dưới. Đây cũng là Diệp Sương Nguyên ngay từ đầu cũng không đồng ý nữ nhi cùng Kiều Như Long kết hợp nguyên nhân. Uông Chính Đạo ý vị thâm trường nói, gen loại chuyện này, người không tin đều không được. Diệp Sương Nguyên bóp tắt nửa điếu thuốc, đạo ca, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Uông Chính Đạo lắc đầu, ta biết trong lòng ngươi cũng không dễ vượt qua, chuyện nhà của các ngươi lúc đầu cũng không tới phiên ta người ngoài cuộc này hỏi đến, vừa vặn là bằng hữu của ngươi. Ta cũng không thể đối với các ngươi nhà khả năng gặp phải phong hiểm không tiến hành nhắc nhở. Diệp Sương Nguyên mặc dù hoài nghi Uông Chính Đạo động cơ, nhưng là hắn đem nói được mức này, lại không nhịn được nghĩ nghe tiếp. Tề Sảng sự tình ta sớm đã có nghe thấy, nàng là Kiều Viễn Giang đưa đi Minh Thịnh thực tập. Diệp Sương Nguyên đã tìm người điều tra Tề Sảng, những tài liệu này hắn là biết đến, Uông Chính Đạo lời nói này cho thấy, Kiều Như Long ở bên ngoài có nữ nhân sớm cũng không phải là bí mật. Chỉ là bọn hắn Diệp ra một mực bị mơ mơ màng màng thôi. Uông Chính Đạo gõ gõ khói bụi nói, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là Tề Sảng không là người nhà bình thường hài tử, nàng là Hà Đông tập đoàn chủ tịch Phan Thiên Hóa con gái tư sinh. Diệp Sương Nguyên bên trong bắt đầu lo lắng, Hà Đông tập đoàn thanh danh cũng không tốt, nhất biển sấm mùa xuân hành động chính là nhằm vào Hà Đông tập đoàn. Theo ta được biết, Như Long xảy ra chuyện trước đó đã từng tìm quan hệ trợ giúp Hà Đông tập đoàn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Diệp Sương Nguyên cả giận nói, hỗn trướng. Uông Chính Đạo lại tiếp một điếu thuốc, lúc trước Kiều gia cùng chúng ta nhà cũng kém một chút trở thành thân gia, lão gia tử nhớ tình bạn cũ nhưng là ta cảm thấy không ổn, cho nên kiên quyết phản đối cửa hôn sự này. Sương Nguyên, tha thứ ta nói thẳng, Như Long đầu não thua xa Kiều Viễn Sơn năm đó còn như vậy, huống chi hắn. Còn có. Kiều Viễn Giang cùng Phan Thiên Hóa đã sớm nhận biết, ở trong đó Kiều Viễn Giang đến tột cùng làm ra cái tác dụng gì, cũng đáng được cân nhắc. Diệp Sương Nguyên nheo mắt lại, người nói là, Kiều Viễn Giang cố ý để nữ nhân kia tiếp cận Kiều Như Long. Ta không nói gì, bất quá chúng ta đều rõ ràng, Kiều Viễn Giang đời này đều sống ở Kiều Viễn Sơn bóng ma dưới, tâm tình của hắn vẫn luôn không công bằng, năm đó Kiều Viễn Sơn sự việc đã bại lộ, cũng là bởi vì hắn mật báo. Diệp Sương Nguyên thở dài nói, đạo ca, nếu như không phải xem ở Kiều lão mặt mũi, ta không phải lột tiểu tử kia ra không thể. Uông Chính Đạo đưa cho Diệp Sương Nguyên một điếu thuốc, tự tay giúp hắn đốt, chủ nhật có thời gian hay không, mang lên Diệp thúc thúc đi nhà ta, cha ta cùng hắn cũng đã lâu không gặp. Diệp Sương Nguyên nói, chậm rãi đi, gần nhất cha ta tâm tình không tốt lắm. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, ta cho ngươi biết những này, không phải muốn phá hư các ngươi hai nhà quan hệ. Mà là tận một người bạn bổn phận, Kiều gia còn sẽ có phiền phức, trước mắt là dừng tổn hại cơ hội tốt nhất. Diệp Sương Nguyên nhìn qua Uông Chính Đạo, đạo ca, ngươi còn có ý khác sao? Uông Chính Đạo tựa hồ có chút do dự, một lát sau mới nói, ngươi có biết hay không, Kiến Thành vẫn luôn thích Thanh Nhã. Diệp Sương Nguyên ngây ngẩn cả người, cái này cũng có thể nói ra. Uông Chính Đạo cười nói, lúc đầu ta không nên bại lộ nhi tử bí mật, nhưng người ta ở giữa không có gì không thể nói. Đáp ứng ta, giúp ta giữ vững bí mật này. Diệp Sương Nguyên lúc về đến nhà, Hứa Thuần Lương vừa đi không lâu, Diệp lão tắm rửa ra, nhìn qua hắn có chút mất hứng nói, ngươi làm sao mới trở về? Thuần Lương đều đi. Diệp Sương Nguyên nói, hắn là đến xem người, ta cùng hắn tại Đông Châu đã gặp mặt. Diệp lão nói, thái độ gì, cháu của ta, ngươi liền phải đương mình hài tử nhìn. Diệp Sương Nguyên dở khóc dở cười nói, ta chính là đem Thuần Lương xem như mình hài tử nhìn. Bất quá hắn cùng Mai Như Tuyết là một đôi, trong lòng là hướng về Kiều gia. Diệp lão nói, cái gì Kiều gia Diệp gia,
phân rõ ràng như vậy. Hai chúng ta nhà cũng không phải cừu gia, thật đúng là dự định cả đời không qua lại với nhau. Diệp Sương Nguyên nói, cha, hôm nay Uông Chính Đạo đi tìm ta. Diệp lão nghe vậy khẽ giật mình, hắn khỏi bệnh rồi. Diệp Sương Nguyên gật đầu nói, khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác so sinh bệnh trước đó thân thể càng tốt hơn. Diệp lão nói, cũng coi là khổ tận cam lai, mấy năm này cũng không quá bình a. Diệp Sương Nguyên nói, hắn nói với ta một ít chuyện, liên quan tới Như Long. Diệp lão nói, ta không muốn nghe. Diệp Sương Nguyên mím môi một cái, phụ thân thái độ hắn nghĩ tới. Diệp lão nói, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, càng không thể chỉ nhìn danh tự. Diệp Sương Nguyên phi thường rõ ràng phụ thân lời nói này chính là nhằm vào Uông Chính Đạo, trong ấn tượng đây là lão gia tử lần thứ nhất đánh giá bằng hữu của hắn. Diệp Sương Nguyên nói, cha, Kiều bá bá nói thế nào? Diệp lão nói, hắn tôn trọng chúng ta quyết định, còn nói sẽ hết sức giúp ngươi một tay. Diệp Sương Nguyên không nói gì, hắn cho rằng Kiều lão là thông qua loại phương thức này đền bù. Diệp lão nói, hết thảy vẫn là giao cho Thanh Nhã Chính bọn hắn đi quyết định đi. Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu, cha, Kiều Như Long không có tương lai. Diệp lão ý vị thâm trường nói, kia là bởi vì bọn họ một đời trước không đủ cố gắng. Hứa Thuần Lương vừa rời đi Diệp gia liền nhận được Mai Như Tuyết điện thoại, Mai Như Tuyết cho hắn một cái địa chỉ, để hắn nhanh đi một chuyến. Kiều lão nhìn lên trước mắt hơi nghi ngờ cổ xưa Đại Việt, nơi này đã thật lâu không người cư ngụ, sang năm sẽ ở địa chỉ ban đầu trùng kiến rời đi Diệp gia về sau, hắn liền đến nơi này nhớ được năm đó, Kiều gia, Diệp gia, Uông gia, tuần tự đi tới Kinh Thành. Nơi này ghi chép bọn hắn thanh xuân cùng trưởng thành. Kiều lão dọc theo sinh đầy rêu xanh đường nhỏ đi hướng hắn chỗ ở cũ, trên cửa lấy khóa, từ cửa sân khe hở bên trong quan sát đến bên trong, trong viện đã là cỏ hoang mọc thành bụi. Sau lưng truyền đến Hứa Thuần Lương thanh âm, ngài có nên đi vào hay không nhìn xem. Kiều lão xoay người, nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu vũ điện thoại cho ngươi rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, tiểu tuyết. Kiều lão nói, vẫn là tiểu vũ, nếu như không phải tiểu vũ nói cho tôn nữ hướng đi của mình. Hứa Thuần Lương làm sao có thể biết? Hứa Thuần Lương đi vào trước cửa, bắt lấy vết dỉ loang lổ khóa cửa, hai tay dùng sức, xích sắt ứng thanh đứt gãy. Kiều lão nói, cái này thân khí lực không đi công trường rời gạch đáng tiếc. Hứa Thuần Lương nói, tốt đề nghị, ta trở về tìm chỗ ngồi rời gạch đi. Nghe người ta khuyên ăn cơm no. Kiều lão đẩy ra cửa sân đi vào, vượt qua thời gian khó mà quay đầu, đi vào viện này, liền phảng phất đi vào một cái ố vàng thế giới. Quan tại quá khứ ký ức như là phim ảnh xuất hiện trong đầu. Hứa Thuần Lương nói, ngài đi qua liền ở tại nơi này. Kiều lão gật đầu nói, có tuổi rồi, nhà chúng ta ở tại nơi này, xếp sau ở người ông nội nuôi một nhà, phía trước là Uông gia, ba nhà chúng ta gần như đồng thời dọn tới, cho nên tình cảm bên trên cũng là tốt nhất. Hứa Thuần Lương thế mới biết ba nhà nguồn gốc từ xưa đến nay. Kiều lão cảm thán nói, vật giống như người không phải a. Hứa Thuần Lương nói, ngài đi qua ở chỗ này nhất định vượt qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Kiều lão nói, làm sao mà biết? Nếu là không hạnh phúc, người cũng sẽ không trở về hoài cựu a. Kiều lão cười nói, hạnh phúc chưa hề đều là tương đối, cho nên mới có sinh ở trong phúc không biết phúc thuyết pháp, làm ngươi chân chính không như ý thời điểm, người mới có thể ý thức được, nguyên lai đi qua bình thản như nước thời gian chính là hạnh phúc. Hạnh phúc chớp mắt là qua, người lúc có không hiểu được chân quý. Người muốn thời điểm cũng đã xa không thể chạm. Hứa Thuần Lương nói, càng là đối với cuộc sống chờ mong thấp người càng dễ dàng đạt được hạnh phúc. Kiều lão nói, người dù sao cũng phải trưởng thành, sống trên đời, người càng là đi lên, cảm giác hạnh phúc liền càng thấp, người khác đều cho là người đạt được hết thảy, bọn hắn cũng không biết người thống khổ kỳ thật so với bình thường người còn nhiều hơn. Hứa Thuần Lương nói, chỉ xem tặc ăn thịt, không thấy tặc bị đánh. Kiều lão cười trách mắng, làm càn. Hứa Thuần Lương nói, người lão đừng xuyên tạc ta ý tứ a. Kiều lão nói, người đi Diệp gia rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Kiều lão nói, vô dụng, Thanh Nhã cùng Như Long hẳn là muốn tách ra. Hứa Thuần Lương nói, cũng chưa chắc a, chỉ cần Long ca khôi phục khỏe mạnh, bọn hắn còn có thể như quá khứ một dạng vui vui sướng sướng qua bọn hắn tháng ngày. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Kiều Như Long đã làm gì đại nghịch bất đạo sự tình, hắn chỉ là không có làm tốt giữ bí mật công thôi. 2. Kiều lão nói, giống chúng ta gia đình như vậy, hôn nhân chưa hề đều không phải là chuyện hai người tình. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, câu nói này hẳn là nói cho mình nghe,
Kiều lão mặc dù ngầm đồng ý hắn cùng Mai Như Tuyết lui tới, nhưng là Kiều lão chưa hề công khai tỏ thái độ qua tán thành hai người bọn họ kết hôn. Tại Kiều lão trong lòng, mình từ đầu đến cuối đều không phải là Mai Như Tuyết lý tưởng đối tượng kết hôn. Kiều lão nói, ngươi không muốn quá độ giải độc ta. Hứa Thuần Lương nói, khó tránh khỏi không nghĩ ngợi thêm. Kiều lão nói, tâm lý của ngươi tố chất quá cứng, ta đã kích không đến ngươi. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, ngài hiểu rất rõ ta, mặt ta ra năng lực chống đòn vẫn được. Kiều lão nói, chúng ta từ Đông Châu trên đường trở về ta làm một cái ác mộng, mơ tới ta chết đi. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng, đại cát đại lợi, ta nghe nói mộng cùng hiện thực tương phản, ngài hẳn là muốn gặp được chuyện tốt. Kiều lão nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, trong mộng ta chết đi, một người nằm tại trong quan tài, trên thân che kín cờ đảng, bên người ngoại trừ Tiểu Tuyết đang khóc, người nhà cùng bằng hữu đều đang cười. Hứa Thuần Lương đã hiểu, hợp lấy không có mình cái gì phần diễn, đều mơ tới Mai Như Tuyết, nếu thật là chuyện lớn như vậy mình có thể không bồi tại bên người nàng sao? Kiều lão nói, cho tới nay ta đều tại hết sức là người chung quanh làm một số việc, nhưng ta cho chưa chắc là bọn hắn muốn. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ Kiều lão trong gia tộc nói 102 địa vị, hắn đối Kiều gia sự tình cũng có hiểu một chút, Kiều Viễn Giang huynh muội mấy cái hôn nhân đều là Kiều lão một tay thúc đẩy, nhất là Kiều Viễn Sơn. Kiều Viễn Sơn lựa chọn rời nhà trốn đi khả năng chính là đối Kiều lão quyền uy im ắng chống lại. Như Long kỳ thật cũng không muốn tham chính, là ta đề nghị hắn làm như vậy, hắn phi thường rõ ràng ta đối kỳ vọng của hắn, những năm này hắn nhận chịu quá nhiều áp lực. Hứa Thuần Lương nói, người không trách hắn. Kiều lão lắc đầu, phát sinh qua sự tình, trách hắn thì có ích lợi gì? Ta coi như trách hắn, chẳng lẽ có thể vĩnh viễn không tha thứ hắn sao? Hứa Thuần Lương nói, ta cảm giác Diệp lão thái độ còn có lượn vòng chỗ trống. Kiều lão nói, nếu như ta không có ở đây đâu. Những này đọng lại phẫn nộ đều sẽ gấp bội phản phệ tới, Kiều gia còn có ai có thể chống đỡ được cái này đập vào mặt bão tố. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, không có một cái. Hứa Thuần Lương nói, ngài có phải hay không không thể nào tiếp thu được hậu đại bình thường. Kiều lão nói, sinh ở chúng ta gia đình như vậy, cảm giác nguy cơ nên so người khác mạnh hơn một chút. Người tại thể chế bên trong, chỉ cần nghĩ làm chút chuyện, không có khả năng không gây thù hằn, ta cả đời này không thẹn lương tâm, không thẹn với dân giữ gìn đa số người lợi ích thế tất sẽ ảnh hưởng đến một số nhỏ người lợi ích. Thường nói, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu, người không biết có bao nhiêu ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta chằm chằm, bọn hắn hiện tại không dám động Kiều gia là bởi vì ta tại. Nếu có một ngày ta đi, những người kia sẽ đem tất cả cừu hận thực hiện đến người nhà của ta trên thân. Hứa Thuần Lương trầm mặc xuống, Kiều lão chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thành thật với nhau cùng mình nói chuyện, hắn không phải tại nói chuyện giật gân, nói tới tất cả đều là hiện thực. Kiều lão nói, trên chiến trường, một khi ngươi thụ thương, tại trong mắt người khác, ngươi đánh mất sức chiến đấu, đa số người sẽ không xem ngươi là chiến hữu, mà là đem ngươi trở thành vướng víu, lưu ngươi ở yên tại chỗ chờ chết đã là nhất nhân từ cách làm, nếu như lo lắng ngươi rơi vào trong tay địch nhân để lộ bí mật. Bọn hắn 89 phần 10 sẽ còn cho ngươi một thống khoái. Hứa Thuần Lương nói, còn may là hòa bình niên đại. Kiều lão nói khẽ, chiến tranh ở khắp mọi nơi. Hắn đi vào trước cửa chính, cửa phòng y nguyên bên trên lấy khóa, Hứa Thuần Lương chuẩn bị vào tay lập lại chiêu cũ thời điểm, Kiều lão ngăn trở hắn, không cần. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật sự tình không có ngài nghĩ đến bi quan như thế, Long ca khôi phục tình huống rất tốt. Kiều lão nói, coi như hắn hoàn toàn khôi phục. Cũng không thể tiếp tục trở lại vị trí cũ, có người sẽ lợi dụng chuyện này để hắn thân bại danh liệt. Hứa Thuần Lương nói, cùng lắm thì trở về kinh thương rời xa không phải là cũng không có gì không tốt. Kiều lão nói, Tiểu Tuyết phụ thân cũng là tại sự nghiệp lên cao kỳ xảy ra vấn đề, những năm này, ta vẫn luôn đang tìm kiếm một đáp án. Hứa Thuần Lương nói, phát sinh qua sự tình, ngài cần gì phải từ đầu đến cuối xoắn suýt đâu. Kiều lão nói, Thuần Lương, ngươi là hảo hài tử. Gia gia ngươi là người tốt, trong lòng ta chưa bao giờ có ngươi không xứng với Tiểu Tuyết ý nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không cần thiết cuốn vào Kiều gia sự tình bên trong tới. Hứa Thuần Lương nói, Kiều gia gia, ta cũng không nghĩ tới muốn nhúng tay nhà các ngươi sự tình, ta chỉ là muốn giúp Tiểu Tuyết chia sẻ một chút. Kiều lão tiếp cận Hứa Thuần Lương hai mắt, nhìn chăm chú thật lâu, thấp giọng nói, chuyện của nàng ngươi chia sẻ không được. Hứa Thuần Lương trong lòng cảm giác nặng nề, Kiều lão có ý tứ gì? Kiều lão nói, Kiều gia mỗi người đều không thể lựa chọn vận mệnh của mình, người không giống người có lựa chọn. Hứa Thuần Lương nói, ta lựa chọn Tiểu Tuyết.
Kiều lão nhẹ gật đầu, nếu như ta nói, Tiểu Tuyết về sau có thể sẽ mang cho ngươi, thậm chí đem cho các ngươi Hứa ra điều xấu đâu. Hứa Thuần Lương nội tâm lại là trầm xuống. Kiều lão nói, ta chỉ là đánh cái so sánh, nếu như là dạng này, ngươi sẽ hối hận hay không hiện tại lựa chọn. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ biết là, ai dám khi dễ Tiểu Tuyết, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Kiều lão đưa tay vỗ vỗ đầu vai của hắn, tôn nữ của ta gặp được ngươi, cũng là vận mệnh của nàng, Thuần Lương, đáp ứng ta một sự kiện, Như Long sự tình ngươi về sau không muốn hỏi đến. Hứa Thuần Lương nói, ngài đều tự mình xuất thủ, tự nhiên không có ta chuyện gì, ta lần này đến kinh, chủ yếu là thụ Tiểu Tuyết ủy thác, nàng lo lắng thân thể của ngài. Kiều lão nói, Tiểu Tuyết hiếu thuận a, ngươi không cần theo giúp ta, ta liền muốn một người nhiều ở một lúc, ngươi nên làm cái gì, còn có. Ta tạm thời sẽ không đi Đông Châu. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, Tiểu Vũ liền chờ ở bên ngoài, Hứa Thuần Lương cùng hắn lên tiếng chào. Tiểu Vũ thấp giọng nói, Kiều lão cảm xúc thế nào? Hứa Thuần Lương nói, lão gia tử nhìn quen sóng gió, điểm ấy Tiểu Phong Tiểu Lãng tính là gì? Kỳ thật hắn hiểu được, lần này Kiều Như Long tai nạn xe cộ sự kiện đối Kiều lão đả kích quá lớn, từ vừa rồi đối thoại biết được, Kiều lão đã quyết định để Kiều Như Long rời khỏi thể chế. Dùng cái này đến bảo toàn Kiều gia thanh danh, cái này liền mang ý nghĩa Kiều Như Long thể chế con đường vừa mới bắt đầu liền chấm dứt kết. Tiểu Vũ nói, lần này đều tại ta, nếu như ta lái xe có lẽ liền sẽ không ra chuyện như vậy. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này chỉ sợ không phải do ngươi đi. Tiểu Vũ thở dài. Hứa Thuần Lương căn dặn hắn bồi tốt lão gia tử, cất bước rời đi. Rời đi về sau trước tiên cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại. Đem Kiều lão tình trạng nói một lần, để cho nàng an tâm. Mai Như Tuyết nói cho Hứa Thuần Lương, lúc đầu nàng dự định ngày mai trở về một chuyến, nhưng vừa vặn Diệp Thanh Nhã đi, nàng hoài nghi Diệp Thanh Nhã nhất định biết cái gì, mà lại Diệp Thanh Nhã rời đi vô cùng có khả năng cùng Uông Kiến Thành có quan hệ. Hứa Thuần Lương thế mới biết Uông Kiến Thành thế mà chuyên môn tiến về Đông Châu đi thăm viếng Kiều Như Long, nghe Mai Như Tuyết nói xong, liên tưởng tới đi qua Kiến Thành cùng mình nói qua kia lời nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Uông Kiến Thành con hàng này thích chưa hề đều không phải là Mai Như Tuyết, hắn một mực thích người đều là Diệp Thanh Nhã, lần này đi Đông Châu, tên là thăm viếng Kiều Như Long, trên thực tế là đi tìm Diệp Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương đi qua đối Uông Kiến Thành ấn tượng coi như không tệ, nhận vì người này một mực cầm được thì cũng buông được, nhưng hắn lần này cách làm thật sự là làm cho không người nào có thể lấy lòng, Kiều Như Long còn chưa có chết, nha liền nhớ thương người nhà lão bà. Khó trách Kiều lão lo lắng. Kiều gia tình cảnh hiện tại đơn giản có thể dùng bốn bề thọ địch để hình dung, Kiều lão khỏe mạnh còn như vậy, nếu như Kiều lão coi là thật già đi, chỉ sợ Kiều gia thật phải đối mặt một trận trước nay chưa từng có bão tố. Bất quá lấy Hứa Thuần Lương đối Kiều lão hiểu rõ, lão gia tử này chưa hề đều không phải là nhẫn nhục chịu đựng người, 89/10 đã bắt đầu ấp ủ phản kích. Chỉ là giống bọn hắn dạng này gia tộc, so đến cuối cùng vẫn là so đấu tương lai, Kiều gia trước mắt tại thể chế bên trong bò cao nhất là Kiều Viễn Giang. Nhưng là Kiều Viễn Giang căn bản là không có cách cùng Diệp Sương Nguyên đánh đồng, về phần Kiều Như Long, đã cơ bản tuyên cáo bỏ dở thể chế con đường. Hứa Thuần Lương phi thường tò mò Kiều lão trong tay cứu lại còn có cái gì bài nhưng đánh. Chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Mai Như Tuyết trên thân? Mai Như Tuyết mặc dù có chút năng lực, nhưng là dù sao cũng là cái nữ hài tử, trời sinh liền có nhược điểm, mà chính nàng đối thể chế con đường hứng thú cũng không lớn. Hứa Thuần Lương không có lập tức đón xe rời đi, nơi này khoảng cách sông Hộ Thành không xa, nhớ kỹ nơi đó là hắn ban sơ nhìn thấy Cơ Giai Giai địa phương, lần trước tại Nam Giang nghe Hoa Trục Nguyệt phàn nàn, Cơ Giai Giai cả ngày liền cùng một đám bằng hữu quậy, cũng không chịu đi học, hy vọng hắn cái này đương sư phụ ra mặt giáo huấn một chút. Hứa Thuần Lương cũng không có trông cậy vào có thể gặp được Cơ Giai Giai, đi vào cầu nối phụ cận, nhìn tới đó tụ tập hơn 100 người, bởi vì thiền cận nhiều lần truyền bá. Nơi này cũng thành lưới đỏ đánh kẹt điểm, trong đó có cả nước các nơi tới tiến hành khiêu chiến, cũng có từ truyền thông cọ lưu lượng trực tiếp, đương nhiên càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt quần chúng vây xem. 1. Hứa Thuần Lương từ đó tìm được Cơ Giai Giai thân ảnh, một hồi không thấy, cô nàng này phơi càng đen hơn, dài tay dài chân nàng chính tại mọi người âm thanh ủng hộ bên trong, khiêu chiến hai tay qua cầu đâu. Hứa Thuần Lương đứng ở trong đám người nhìn trong chốc lát, cô nàng này vận động gen không tệ. Dọc theo cầu nối phía dưới hàng rào, chỉ bằng lấy hai tay leo trèo một cái vừa đi vừa về, nghênh đón trận trận tiếng ủng hộ. Cơ Giai Giai sau khi rơi xuống đất tại một đám bằng hữu lấy lòng hạ dương dương đắc ý, lúc này nàng nhìn thấy trong đám người Hứa Thuần Lương, kinh hỉ nói, sư phụ.
Hứa Thuần Lương hướng nàng nhẹ gật đầu, Cơ Dài Dài tách ra đám người đi vào trước mặt hắn, sư phụ, người lúc nào đến kinh thành. Cũng không nói một tiếng, ta an bài xong xe đi đón người. Hứa Thuần Lương nói, không cần ngươi an bài, ta đi tàu địa ngầm liền thật thuận tiện. Cơ Dài Dài nhếch miệng, không có người như thế nói chuyện trời đất, đi, ta mời ngài ăn cơm. Hứa Thuần Lương đi theo nàng đi vào phía trên, nhìn thấy một cỗ Bentley đậu ở chỗ đó, hai tên bảo tiêu vẫn luôn ở chỗ này viễn trình giám thị bảo hộ Cơ Dài Dài đâu. Cơ Dài Dài lên xe, nhịn không được thở dài nói, không có tí sức lực nào thấu, mỗi ngày đều đi theo ta, các ngươi dẫy chút tiền ấy nhưng thật không dễ dàng. Một bảo tiêu nói, đại tiểu thư, biết nói chúng ta không dễ dàng người cũng đừng trượt chúng ta chơi. Các ngươi có bản lãnh gì, còn chỉ nhìn các ngươi bảo hộ ta, căn bản chính là Hoa Trục Nguyệt phái tới giám thị ta. Kỳ thật hiện tại Lan Hoa Môn nội bộ phân tranh đã tạm thời lắng lại, Hà Đông tập đoàn bên kia cũng tự lo không rảnh. Cơ Dài Dài an toàn có thể đạt được bảo hộ. Hứa Thuần Lương nói, cảm giác đến bọn hắn phiền ngươi tại sao không đi đi học. Tới trường học có đồng học chơi với ngươi còn không cần bọn hắn đi theo. Cơ Dài Dài mẫn cảm giác được cái gì, Hoa Trục Nguyệt để ngươi qua đây làm thuyết khách. Ngươi nói nàng có phiền hay không, cha ta đều mặc kệ ta, nàng dựa vào cái gì quản ta. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có gặp nàng, ngươi đừng sự tình gì đều hướng người ta trên thân đẩy. Cơ Dài Dài nói, hai người các ngươi quan hệ thế nào ta có thể không rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta quan hệ thế nào? Trong lòng ngươi minh bạch. Cơ Dài Dài để lái xe đi Cửu Môn Võ Bụng Hỏa Hoa Thành, nhà này ngay tại Thụ Nhân Trung học bên cạnh, mao đỗ cùng kho móng heo là bọn hắn đặc sắc đồ ăn, cho nên lên như thế một cái tên. Hứa Thuần Lương để nàng đem Phó Học Đông cho kêu lên, Cơ Dài Dài lấy sư tỷ thân phận triệu hoán tiểu sư đệ, chờ bọn hắn đến thời điểm. Phó Học Đông đã ngoan ngoãn chờ ở cửa. Hứa Thuần Lương cho Hoa Trục Nguyệt phát tin tức, nói cho nàng mình đang cùng hai cái đồ đệ ăn cơm đâu, Hoa Trục Nguyệt đoạn thời gian gần nhất đều tại Hào Sông, đến một lần có nghiệp vụ phải xử lý, thứ hai cũng nghĩ tạm tránh đầu sóng ngọn gió, rời xa không cần thiết phiền phức. Để hắn hảo hảo khuyên nhủ Cơ Dài Dài, một cái nữ hài tử cả ngày như thế điên điên khùng khùng về sau như thế nào cho phải. Phó Học Đông rõ ràng sáng sủa rất nhiều, cung cung kính kính kêu một tiếng sư phụ, hắn tại Thụ Nhân Trung học đọc sách, cùng Cơ Dài Dài so sánh, hắn liền cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, nghỉ làm trốn học loại chuyện này sẽ không phát sinh tại trên người hắn, qua trước khi đến hắn cũng cùng mẫu thân xin nghỉ. Triệu Hân Đình nghe nói Hứa Thuần Lương tới, chẳng những để hắn mau chóng tới, còn cầm một bình mao đài để hắn mang theo cho Hứa Thuần Lương uống. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Phó Học Đông mang tới mao đài không thể nín được cười, khoan hãy nói, cái này hai đồ đệ rất hiếu thuận. Một cái mời mình ăn cơm, một cái mời mình uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi còn chưa trưởng thành đâu, cái này bỗng nhiên hẳn là ta mời. Ngươi sao ta có tiền sao? Cơ Dài Dài một câu đem Hứa Thuần Lương nói đến không phản bác được. Phó Học Đông khui rượu cho Hứa Thuần Lương rót, hắn muốn bình Vương Lão Cát, Cơ Dài Dài không phải muốn bia. Hứa Thuần Lương nói, trẻ vị thành niên không thể uống rượu. Cơ Dài Dài nói, ngươi quản ta làm sao vị thành niên rồi? Sa Hoàng 14 tuổi liền kết hôn, ta ở độ tuổi này làm mẹ nhiều. 1. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng bọn hắn làm sao so, đều không phải là một người loại. Cơ Dài Dài nói, Hương Giang bên kia 16 kết hôn, ta 16 lặc. Hứa Thuần Lương nói, nhìn không giống. Cơ Dài Dài liếc mắt, sư phụ, ngươi liền sẽ khó coi ta. Phó Học Đông nói, sư tỷ, sư phụ là khen dung mạo ngươi hiền nhỏ. Ngươi biết cái gì? Ta chỗ nào nhỏ a? Ngươi mới nhỏ đâu, tiểu thí hài, giúp ta đem bia rót đầy. Phó Học Đông nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương cười không nói, Phó Học Đông lĩnh hội tinh thần, hẳn là ngầm đồng ý, thế là giúp Cơ Dài Dài nâng cốc rót. Khoan hãy nói, Cơ Dài Dài đề cử nhà này tiệm lẩu rất có đặc sắc, đáy nồi là vó hoa canh, xuyến trong thức ăn cũng cùng khác cửa hàng khác biệt, mao đỗ là chủ đánh, mấy loại bong bóng cá cùng bụng nhỏ khác cửa hàng không quá phổ biến. Phó Học Đông ở bên ngoài ăn cơm cơ hội ít, cảm giác bụng nhỏ ăn ngon lắm, cũng không biết thứ này là cái gì, hướng Hứa Thuần Lương thỉnh giáo. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết bụng nhỏ là heo bàng quang. Cơ Dài Dài đến nếm qua mấy lần, nàng cũng không biết là heo bàng quang, nghe Hứa Thuần Lương nói chuyện liền phun ra, đây không phải là thịnh nước tiểu khí quan. Buồn nôn. Hứa Thuần Lương nói, đại tràng cũng không gặp ngươi ăn ít à. Hứa Thuần Lương hỏi thăm Phó Học Đông gần nhất học tập tình huống.
Phó Học Đông từ khi bái hắn làm thầy học được mấy tay tự vệ công phu về sau, hiện tại cả người lòng tự tin tăng cường rất nhiều, lại thêm Cơ Dai Dai là thụ nhân trung học đại cổ đông, bởi vì hắn bị Bá Lăng sự tình, hiệu trưởng đều bị rút lui. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Phó Học Đông hiện tại biến hóa cũng rất cảm thấy vui mừng, sư đồ hai người hợp phách một chương phát cho Phó Quốc Dân. Phó Quốc Dân bên kia rất nhanh tin tức trở về, để Hứa Thuần Lương hảo hảo chơi, không cần lo lắng trong nhà công việc. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Phó Quốc Dân hiện tại đang bận làm Đông Châu đồ nướng thành, ước gì mình tối nay lại về đi, tránh khỏi cho hắn một ngạt. Hồ Sơn Trấn bên kia kỳ thật cũng giống như vậy, bởi vì Minh Đức tập đoàn đầu tư Đại Hằng sự tình, Tần Chính Dương cũng khiến cho tình thế khó xử, sợ mình trở về nháo sự. Hứa Thuần Lương chợt phát hiện mình đột nhiên thành mọi người ghét bỏ đối tượng, ngược lại không phải người ta tá ma giết lừa, mà là bởi vì chính mình tồn tại đã ảnh hưởng đến người ta chiến tích. Hứa Thuần Lương ngay trước Cơ Dai Dai bột cùng Phó Học Đông trò chuyện học tập chính là cho nàng nghe, cố ý nói, Dai Dai, suy tính một chút, về đi học chứ sao. Cơ Dai Dai nói, nếu ngươi là ta lão sư ta liền đi. Hứa Thuần Lương nói, cùng ngươi cái này hùng hài tử không có cách nào giao lưu. Hắn đứng dậy đi toilet, lúc ra cửa lại cùng Diệp Thanh Nhã đối diện gặp lại. Hứa Thuần Lương vẫn cho là Diệp Thanh Nhã còn tại Đông Châu bồi hộ. Hôm nay đi Diệp ra thời điểm cũng không có nghe Diệp lão nói nàng trở lại kinh thành. Diệp Thanh Nhã cũng sửng sốt, nàng trở lại kinh thành kỳ thật cùng bất luận kẻ nào cũng không đánh chào hỏi, nhưng càng là không muốn gặp người quen, hết lần này tới lần khác liền gặp, mà lại là cùng Kiều gia quan hệ như thế mật thiết Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, người. Diệp Thanh Nhã nói, a, ta vừa trở về, xử lý một ít chuyện lại trở về. Lúc này một vị hơn 60 tuổi nho nhã lão giả đi tới, hô Thanh Nhã, đến rồi. Diệp Thanh Nhã tướng vị lão giả kia giới thiệu cho Hứa Thuần Lương nhận biết, vị này là ta cao trung lão sư Trần Tiên Sinh, đây là ta em kết nghĩa Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương chủ động vươn tay ra, Trần Tiên Sinh tốt. Ta là Hứa Thuần Lương. Lão giả nắm chặt Hứa Thuần Lương tay, ngươi chính là Hứa Thuần Lương a, ta nghe Thanh Nhã đề cập qua ngươi nhiều lần, ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Trần Vân Thăng. Hắn đưa cho Hứa Thuần Lương một tấm danh thiếp. Hứa Thuần Lương tiếp nhận xem xét, trên danh thiếp danh hiệu là thụ nhân trung học hiệu trưởng, nguyên lai lão giả này là thụ nhân trung học vừa mới thuê hiệu trưởng Trần Vân Thăng. Trần Vân Thăng là Diệp Thanh Nhã tại văn học cùng thư pháp bên trên thầy giáo vỡ lòng, thư pháp bản lĩnh rất sâu, Diệp Thanh Nhã từ nhỏ đến lớn gặp được cái gì hoang mang đều sẽ tìm hắn tìm kiếm giải đáp, nàng đã từng tướng Hứa Thuần Lương thư pháp tác phẩm cho lão sư nhìn qua. Trần Vân Thăng cũng là tán thưởng không thôi. Diệp Thanh Nhã lần này hồi kinh, không có nói cho trong nhà, cũng không có thông chi Kiều gia, trong nội tâm nàng có quá nhiều phiền muộn muốn tìm người thổ lộ, vừa vặn Trần Vân Thăng tìm nàng có việc, liền an bài tại thụ nhân trung học bên cạnh cửu môn vó bụng ăn cơm. Trần Vân Thăng mời Hứa Thuần Lương cùng một chỗ, Hứa Thuần Lương cười nói cho hắn biết, mình đã ăn được, chính lúc nói chuyện, Phó Học Đông tìm tới, sư phụ, sư tỷ nàng trượt. Phó Học Đông nói xong câu đó mới nhìn đến Trần Vân Thăng, lập tức liền trở nên co quắp Trần. Trần giáo trưởng. Trần Vân Thăng hơi kinh ngạc nhìn qua Phó Học Đông. Phó Học Đông tại thụ nhân trung học là học sinh khá giỏi, cho nên Trần Vân Thăng đối với hắn ấn tượng khá là sâu sắc, các ngươi. Phó Học Đông nói, sư phụ, Trần giáo trưởng, ta cũng về nhà. Diệp Thanh Nhã cũng là không hiểu ra sao, đứa nhỏ này xuất hiện đem nàng làm cho hồ đồ rồi, Hứa Thuần Lương đến tột cùng đang cùng ai ăn cơm. Hắn ở chỗ này đóng vai đến lại là cái nhân vật như thế nào? Diệp Thanh Nhã nói, cùng một chỗ đi, Trần lão sư vẫn luôn muốn quen biết ngươi đây. Hứa Thuần Lương cơm mới ăn hay chưa bao lâu, hai hài tử đều chạy, hắn để phục vụ viên đem hơn phân nửa bình mao đài đưa tới. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Trần Vân Thăng uống hai chén rượu, nói chuyện bên trong biết được, Diệp Thanh Nhã vẫn là thụ nhân trung học đặc biệt mời thư họa lão sư, không phải chuyên trách cái chủng loại kia. Lúc trước cũng là nể tình thầy cho tình nghĩa bên trên đáp ứng cho Trần Vân Thăng hỗ trợ, mỗi tháng bớt thời gian đến như vậy một đến hai lần, cho bọn nhỏ giảng một chút thư họa tăng lên một chút bọn hắn tu dưỡng. Đáng tiếc Diệp Thanh Nhã liền một lần đều không đến, Kiều Như Long liền tao ngộ tai nạn xe cộ, dựa theo đi qua thương định thời khóa biểu, cuối tuần Diệp Thanh Nhã sẽ tiến về thụ nhân trung học hỗ trợ bên trên một đường thư pháp khóa. Diệp Thanh Nhã sở dĩ tiếp nhận Trần Vân Thăng mời, cũng là nghĩ ở trước mặt hướng hắn giải thích một chút. Trong ngắn hạn là không thể nào đi qua hỗ trợ. Trần Vân Thăng cũng không biết Kiều Như Long sự tình, hắn cười nói, Thanh Nhã, ta hôm nay mời ngươi ăn cơm là muốn nhắc nhở ngươi,
hậu thiên cũng chính là hết thứ ba, trường học vì ngươi an bài một đường thư pháp khóa. Diệp Thanh Nhã nói, Trần Lão Sư, ta đang muốn cùng người nói chuyện này, ta chỉ sợ không có thời gian trôi qua, thực sự thật có lỗi, người chỉ có thể lâm thời điều chỉnh. Trần Vân Thăng toát ra tiếc hận thần sắc, dạng này a, ta đều đã ở trường học dán ra thông cáo, Thanh Nhã, ngươi nhìn có thể hay không vượt qua một chút. Thật sự là không có ý tứ, ta gần nhất hoàn toàn chính xác bận quá không có thời gian, nếu không, ta giúp ngài khác mời một vị đại sư đi qua. Diệp Thanh Nhã không phải không thời gian, mà là không tâm tình. Tỷ, ta thay ngươi đi đi. Diệp Thanh Nhã cùng Trần Vân Thăng đồng thời hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, bọn hắn không có nghe lầm chứ. Hứa Thuần Lương cũng không phải muốn làm đội viên cứu hỏa, chủ nếu là bởi vì vừa rồi Cơ Dai Dai nói một câu nói, nếu là hắn lão sư nàng liền đi học, vừa vặn gặp phải Diệp Thanh Nhã bận quá không có thời gian cho bọn nhỏ bên trên cái này đường thư pháp khóa, đối Hứa Thuần Lương tới nói vừa lúc là một cơ hội, lợi dụng cơ hội này, hắn có thể để Cơ Dai Dai trở về sân trường, đừng quản trở về bao lâu, tốt xấu đối Hoa Trục Nguyệt có cái bàn giao. Diệp Thanh Nhã đương nhiên vui lòng, Trần Vân Thăng mặc dù đã gặp Hứa Thuần Lương thư pháp, nhưng là viết ra chữ đẹp chưa hẳn đại biểu sẽ lên khóa dạy học sinh. Diệp Thanh Nhã nói, Trần Lão Sư, liền để Thuần Lương đi thôi, hắn tại thư pháp bên trên tạo nghệ nhưng so với ta phải sâu nhiều. Trần Vân Thăng nói, Hứa tiên sinh, người tốt nghiệp ở cái nào chỗ cao giáo? Đông Châu thị thứ ba trung học phổ thông, Hứa Thuần Lương thực sự cầu thị nói. Trần Vân Thăng có chút im lặng, ta lại không hỏi ngươi cao trung ở đâu bên trên, ta là hỏi ngươi đại học chỗ nào tốt nghiệp. Diệp Thanh Nhã nhắc nhở Hứa Thuần Lương một câu, Trần trường học là hỏi ngươi nhất thành tích cao. Tốt nghiệp trung học. Trần Vân Thăng cười ha ha, Hứa tiên sinh thật sự là hài hước a. Hứa Thuần Lương nói, ta không có nói đùa. Trần Vân Thăng tiếng cười im bặt mà dừng, một cái chỉ có cao trung văn bằng người trẻ tuổi đi cho thụ nhân trung học bọn nhỏ lên lớp, đây không phải dạy hư học sinh sao? Diệp Thanh Nhã nói, ngươi không phải liên thông thạc sĩ sao? Ngươi cái kia trung ngoại hợp tác đại học kêu cái gì? Hứa Thuần Lương nói, kia là hỗn trình độ, ta đều không có ý tứ sách, Trần trường học, người chớ khẩn trương, đừng nhìn ta chỉ là tốt nghiệp trung học, nhưng ta chỉ độ cao ba học tập dòng dã 3 năm, thì đại học tham gia 3 lần, phương này bột kinh nghiệm phi thường phong phú. Trần Vân Thăng dở khóc dở cười, Hứa tiên sinh, người đi qua nói qua khóa sao? Hứa Thuần Lương nói qua, mấy ngàn người mấy vạn người tràng diện ta đều gặp. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ luống cuống, hắn nhưng một điểm không có khoa trương, tại quá khứ vẫn là ngũ độc giáo chủ thời điểm, thống lĩnh 10 vạn giáo chúng đều không đáng kể, huống chi đối diện mấy chục trên trăm cái nhóc con. Trần Vân Thăng trong lòng đã đánh lên chống lui quân, nhưng Diệp Thanh Nhã lại nói, cứ như vậy định đi, để Thuần Lương giúp ta dạy thay, hắn không có vấn đề. Diệp Thanh Nhã cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương đi dạy thay có gì không ổn, đến một lần Hứa Thuần Lương thư pháp hoàn toàn chính xác viết tốt. Thứ hai nàng cũng không phải là chính thức lão sư, chính là đi cho bọn nhỏ bên trên hứng thú khóa, hun đúc bọn hắn tỉnh thao, trợ giúp đào móc tiềm lực của bọn hắn. Trần Vân Thăng để Hứa Thuần Lương đem tài liệu cá nhân phát cho hắn một phần, sơ bộ đã định sau thiên hạ buổi trưa Hứa Thuần Lương đi trường học dạy thay. Rời đi cửu môn vó bụng lúc sau đã là 9 giờ tối, Hứa Thuần Lương hỏi Diệp Thanh Nhã đi chỗ nào. Diệp Thanh Nhã nói, công việc của ta thất. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không trở về nhà. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, ta lần này trở về bọn hắn cũng không biết. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Diệp Thanh Nhã cũng đã biết Kiều Như Long bí mật, nếu không nàng sẽ không lựa chọn lúc này rời đi. Ta đưa ngươi đi, một. Diệp Thanh Nhã nói, cách nơi này không bao xa, theo giúp ta đi qua đi. Đối với yêu cầu như vậy, Hứa Thuần Lương đương nhiên không tiện cự tuyệt, bồi tiếp Diệp Thanh Nhã hướng công tác của nàng thất đi đến, hai người đi qua cầu vượt Diệp Thanh Nhã tại cầu vượt trung tâm dừng bước lại. Nhìn qua lui tới dòng xe cộ, đèn xe tại tầm mắt của nàng bên trong vạch ra từng đạo màu sắc quý tích khác nhau, trong thoáng chốc phảng phất đưa thân vào tinh trên sông. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay đi qua nhà ngươi, cùng ra ra trò chuyện trong chốc lát. Diệp Thanh Nhã lạnh nhạt cười nói, Thuần Lương, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Không đợi Hứa Thuần Lương trả lời, nàng lại nói, ngươi tự nhiên là tin tưởng, ngươi cùng Tiểu Tuyết hiện tại là hạnh phúc, ta đối tình yêu chưa hề đều không có đảm nhiệm gì chờ mong. Hứa Thuần Lương nói, ngươi quá bi quan đi. Diệp Thanh Nhã nói, không phải bi quan, mà là xuất thân của ta quyết định, ta cùng Như Long ở giữa không có tình yêu, hôn nhân của chúng ta chỉ là kiểu Diệp hai nhà ra ngoài chính trị mục đích cần mà sinh ra kết quả. Hứa Thuần Lương kinh ngạc tại Diệp Thanh Nhã tỉnh táo, thái độ của nàng,
để hắn tin tưởng, Diệp Thanh Nhã đối Kiều Như Long cũng không có tình cảm. Diệp Thanh Nhã nói, ta đối tương lai sinh hoạt cũng không có gì chờ mong, chỉ hy vọng tuế nguyệt tính tốt, chỉ hy vọng chúng ta tương kính như tân, bình an vô sự. Thanh Nhã tỷ, người có phải hay không nghe nói cái gì truyền ngôn? Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Diệp Sương Nguyên sẽ đem Kiều Như Long bí mật nói cho Diệp Thanh Nhã, nhưng là từ Mai Như Tuyết nơi đó biết được Uông Kiến Thành tiến về thăm viếng Kiều Như Long về sau, hắn bắt đầu hoài nghi, Uông Kiến Thành động cơ không thuần, cố gắng tiết lộ một chút liên quan tới Kiều Như Long bí mật, cũng là tại Uông Kiến Thành đi qua Đông Châu về sau, Diệp Thanh Nhã đi không từ giã, lặng yên quay trở về Kinh Thành. Diệp Thanh Nhã nói, ta mặc dù không phải một cái đặc biệt nữ nhân thông minh, nhưng là ta cũng không ngu xuẩn. Như Long sự tình ta đã sớm có cảm giác, ta không có nói cho trong nhà, bởi vì ta không nghĩ rằng chúng ta ở giữa phát sinh hỏi để ảnh hưởng đến Kiều Diệp hai nhà quan hệ trong đó. Kiều Như Long mặc dù mỗi sự kiện làm được đều rất chu đáo, nhưng là ta có thể nhìn ra đáy lòng của hắn đối ta bài xích. Hứa Thuần Lương thở dài, dạng này hôn nhân thật sự là quá mệt mỏi. Diệp Thanh Nhã nói, ta không có cảm thấy, ta cho rằng Kiều Như Long cũng là tấn chức tấn trách trượng phu, may mắn hắn không yêu ta. Dạng này ta liền không cần làm trái lưng ý chí của mình đi giả ý phụ họa, hắn ở bên ngoài bất cứ chuyện gì ta đều không nghĩ tới hỏi, ta cũng lười hỏi đến, từ kết hôn bắt đầu, chúng ta đều đang diễn trò, cũng một mực đem lẫn nhau nhân vật đóng vai đến không tệ. Hứa Thuần Lương thầm than, chớ nhìn bọn họ xuất thân danh môn, bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng phía sau thống khổ cùng xoắn suýt có ai biết. Diệp Thanh Nhã nói, người có biết hay không, phát sinh tai nạn xe cộ về sau. Đương ta biết trong xe còn có một nữ nhân thời điểm, ta phản ứng đầu tiên là cái gì? Không phải ghen ghét, cũng không phải cừu hận, ta chẳng qua là cảm thấy thương tiếc tiếc, chúng ta kinh doanh 5 năm hôn nhân chỉ sợ muốn không tồn tại nữa, cuộc sống của ta cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Nàng xoay mặt nhìn Hứa Thuần Lương một chút, người có phải hay không cảm thấy người như ta vô cùng máu lạnh rất tự tư? Hứa Thuần Lương nói, có lẽ người vẫn luôn đang trốn tránh hiện thực thôi. Diệp Thanh Nhã nói, ta chưa hề đối hôn nhân đều chưa từng có bất kỳ chờ mong, ta không muốn gả người, nếu như lấy chồng, gả cho Kiều Như Long dù sao cũng so những người khác muốn tốt, chỉ ít hắn mặt ngoài vẫn là một cái nho nhã lễ độ quân tử, chúng ta càng giống là diễn kịch cộng tác, 5 năm này, chúng ta phối hợp lẫn nhau, nói đủ loại hoang ngôn, lừa gạt lấy người nhà lừa gạt lấy ngoại giới. Thuần Lương, ta sở dĩ trở về, là bởi vì ta tìm không thấy phương hướng, ta sợ hãi cải biến. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đối diện cải biến. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, Thanh Nhã tỷ, ta không cho được ngươi ý kiến, chính như gia gia nói, hai người các ngươi sự tình cuối cùng còn đến chính các ngươi đi xử lý. Diệp Thanh Nhã nói, ta rất muốn tiếp tục phối hợp hắn biểu diễn tiếp, ta thử qua, có thể làm thành chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng là không thể nào, quá nhiều người biết bí mật của hắn, sự kiên trì của ta sẽ chỉ làm Diệp gia chịu nhục. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ngươi có thể tạm thời thả một chút, trở về sau mới quyết định. Diệp Thanh Nhã nói, Kiều gia cùng Diệp gia đều là cực kỳ quan tâm mặt mũi người, ta chủ động rời khỏi, còn có thể bảo toàn hai nhà thể diện, đương nhiên, không phải hiện tại, ít nhất phải chờ hắn xuất viện về sau. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Diệp Thanh Nhã ánh mắt kiên định, đã biết hôn nhân của bọn hắn vỡ tan đã không thể vãn hồi, kỳ thật từ Kiều lão hôm nay cô đơn trạng thái. Hắn cũng đã nhìn ra, Kiều lão cũng không từ Diệp gia đạt được nghĩ muốn kết quả. Diệp Thanh Nhã cùng Kiều Như Long hôn nhân cũng không đơn thuần là chuyện hai người tình, bọn hắn chia tay cũng mang ý nghĩa Kiều Diệp hai nhà làm ra cắt chém, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Hứa Thuần Lương cũng không đồng tình Kiều Như Long, người này cưới Diệp Thanh Nhã 5 năm, đều không có chinh phục Diệp Thanh Nhã nội tâm, nếu không Diệp Thanh Nhã cũng sẽ không biểu hiện ra như thế quả quyết, Diệp Thanh Nhã cũng không phải là vô tình. Nàng tại loại này thời điểm chủ động đưa ra ly hôn, ngoại giới khẳng định sẽ cho rằng nàng từ bỏ Kiều Như Long, không cách nào cùng Kiều Như Long đồng cam cộng khổ hoạn nạn, tới một mức độ nào đó, nàng tướng chỉ trích lưu cho mình, bảo toàn Kiều Như Long thể diện. 1. Đây cũng là vợ chồng một trận, lưu cho Kiều Như Long sau cùng lễ vật. Diệp Thanh Nhã nói, ta không có cùng những người khác nói qua ta ý nghĩ, người nhà của ta cũng không biết. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ta cũng là người nhà của ngươi. Hứa Thuần Lương làm sao đều không nghĩ tới mình bình thản không có gì lạ một câu lại tùy tiện chạm đến Diệp Thanh Nhã trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận, nàng cái mũi chua chua, nước mắt tràn mi mà ra, nàng duỗi tay gạt đi nước mắt, nhưng nước mắt lại càng xóa càng nhiều. Hứa Thuần Lương móc ra khăn tay đưa cho nàng Diệp Thanh Nhã lau đi nước mắt, hít mũi một cái, không có ý tứ, để ngươi chê cười. Hứa Thuần Lương nói, tỷ,
nếu không ta giúp ngươi đem Kiều Như Long đánh một trận. Diệp Thanh Nhã nín khóc mỉm cười, hắn có thể không chịu nổi ngươi đánh, vạn nhất ngươi đem hắn đánh cái nguy hiểm tính mạng, Tiểu Tuyết cũng không tha cho ngươi. Nàng đương nhiên biết rõ, Hứa Thuần Lương nói như vậy hoàn toàn là nghĩ hống mình vui vẻ, nói tới cảm giác tình, Hứa Thuần Lương khẳng định cùng Kiều gia càng thân cận. Hứa Thuần Lương nói tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi bị ủy khuất, một mực nói với ta, ta giúp ngươi xuất khí. Một. Diệp Thanh Nhã vừa mới ngừng lại nước mắt lại chảy ra, chán ghét, ngươi đừng như thế phiến tình có được hay không? Hứa Thuần Lương cười nói thành, vậy ta không nói dù sao a, cũng không có gì lớn, vô luận ngươi làm quyết định gì ta đều duy trì ngươi. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là đưa ngươi về nhà đi, miễn cho mọi người lo lắng. Diệp Thanh Nhã cười đến có chút thê lương, ta rời đi Đông Châu đến bây giờ, vô luận là Kiều gia vẫn là Diệp gia, không ai gọi điện thoại cho ta, Kiều gia là lòng mang áy náy, không dám hỏi đến hướng đi của ta, nhà chúng ta là cho là ta còn bị mơ mơ màng màng, vẫn tại Kiều Như Long bên người bồi che chở. Hứa Thuần Lương nói, đừng đem chính mình nói đến như vậy đáng thương, ta cái này không bồi lấy ngươi nha. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi là không có cách, trong biển người mênh mông hết lần này tới lần khác gặp ta cái này thất ý người. Hứa Thuần Lương cười ha ha, lúc này Diệp Thanh Nhã điện thoại di động vang lên, Hứa Thuần Lương hướng nàng chớp mắt vài cái, vừa còn nói không ai gọi điện thoại cho nàng, điện thoại này liền đến. Diệp Thanh Nhã nhìn thoáng qua điện thoại, cũng không có tiếp. Hứa Thuần Lương cố ý hỏi một câu, làm sao không tiếp? Diệp Thanh Nhã nói, không muốn tiếp, tiếp cũng không nói cho tốt, trên đời này, muốn tìm đến một cái nói chuyện hợp nhau người thật sự là quá khó khăn. Thanh Nhã tỷ, lời này của ngươi nói đến có chút quá hại người. Diệp Thanh Nhã dương nở nụ cười, tựa như nắng sớm bên trong mang theo hạt sương hoa bách hợp, nụ cười của nàng để trong sáng trăng sáng cũng ảm đạm phai mờ, gặp được ngươi thật tốt. Hứa Thuần Lương một mực đem Diệp Thanh Nhã đưa đến phòng làm việc dưới lầu, dừng bước lại nói, Thanh Nhã tỷ, người sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Thanh Nhã gật đầu nói, ngươi cũng về sớm một chút đi, đúng, ta trở về sự tình ngươi tạm thời chớ cùng những người khác nói. Minh bạch, đưa mắt nhìn Diệp Thanh Nhã đi vào đơn nguyên cửa, Hứa Thuần Lương phương mới rời khỏi. Bởi vì không phải bởi vì đi công tác, Hứa Thuần Lương cũng không lựa chọn ở tại Đông Châu chú kinh bản, hắn cũng không thiếu tiền, không cần thiết chiếm công gia tiện nghi. Trần Thiên Phàm mặc dù thỉnh tình mời hắn tại Thiên Phàm tập đoàn cơ quan ở lại, Hứa Thuần Lương vẫn là khéo lời từ chối. Đến một lần hắn không muốn chiếm Thiên Phàm tập đoàn tiện nghi, thứ hai chỗ kia khoảng cách trung tâm thành phố thực sự quá xa. Hắn tuyển một nhà tới gần Thủy Mộc khách sạn, qua ngày mồng 1 tháng 5 chính là Europa Thương học viện tập trung huấn luyện, nhập gia tùy tục, dứt khoát các loại huấn luyện kết thúc lại đi, nghĩ không ra lần này tới kinh chẳng những có thể lấy đương học sinh, còn có cơ hội khách mời lão sư nhân vật. Hứa Thuần Lương mới vừa tiến vào khách sạn đại đường, Phổ Kiến liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn có chưa từng đi Độ Vân Tự. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, hắn nghĩ như thế nào nghe ngóng nơi này. Hỏi qua mới biết được có người ủy thác Phổ Kiến hỗ trợ sửa chữa một chút Độ Vân Tự, điều kiện là muốn tìm chuyên nghiệp chữa trị cổ kiến trúc thi công đội đến làm, tận lực làm được tu cựu như trước. Hứa Thuần Lương lập tức liền đoán được người ủy thác là ai, Mặc Hàm tìm ngươi. Phổ Kiến có chút ngượng ngùng cười hắc hắc một tiếng, thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi, nàng nói kia chùa miếu lâu năm thiếu tu sửa. Cho nên ra một khoản tiền để cho ta hỗ trợ tìm người cả sửa một cái. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra đi qua một lần. Phổ Kiến nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, ngày mai ngươi có rảnh không? Ngươi cùng ta cùng đi Độ Vân Tự a, ta đi theo hòa thượng không làm sao đã từng quen biết. Hứa Thuần Lương dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, tiến về thụ nhân dạy thay là ngày mốt sự tình, thế là đáp ứng xuống. Sáng sớm hôm sau, Phổ Kiến mở một cỗ Subaru rừng rậm người tới đón hắn, cùng xe còn có một vị danh xưng là cổ kiến trúc chữa trị chuyên gia Cát Quang Minh, nghe nói đi qua nhận thầu qua Cố Cung, Khổng Miếu chữa trị công trình. Hứa Thuần Lương nửa tin nửa ngờ, đều nói người không thể xem bề ngoài, nhưng cái này Cát Quang Minh dáng dấp cũng quá bình thường, từ tướng mạo đến mặc đều lộ ra một cỗ chất phác quê mùa, từ đầu đến chân căn bản cũng tìm không ra nửa điểm văn hóa khí hơi thở. Cát Quang Minh chủ động cùng hắn nắm tay. Lòng bàn tay che kín vết chai, điển hình người dân lao động tay, vẫn là chuyên môn xử lý thể lực lao động. Phổ Kiến vĩ hai người làm cái giới thiệu sơ lược, để bọn hắn nắm chặt lên xe, dựa theo Mặc Hàm phát cho vị trí của hắn, tòa kia Độ Vân Tự khoảng cách bên này còn có hơn 100 cây số đâu.
Hứa Thuần Lương còn chưa lên xe liền nhận được Diệp Thanh Nhã điện thoại, lại là nàng đi qua sớm chuẩn bị giáo án, hỏi Hứa Thuần Lương có cần hay không, nếu như cần có thể bớt thời gian đến nàng phòng làm việc cầm. Hứa Thuần Lương biểu thị mình đang chuẩn bị đi Độ Vân Tự, hôm nay đoán chừng phải rất muộn trở về. Diệp Thanh Nhã chưa từng nghe nói qua Độ Vân Tự danh tự. Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần, Diệp Thanh Nhã nghe nói Độ Vân Tự bên trong có không ít tinh mỹ ma nhai khắc đá, lập tức thấy hứng thú, nàng chủ động đưa ra muốn cùng Hứa Thuần Lương cùng đi tìm tòi hư thực. Diệp Thanh Nhã đã nói ra, Hứa Thuần Lương đương nhiên không tiện cự tuyệt, dù sao xe này bên trên còn có chỗ trống. Phổ Kiến nghe nói Diệp Thanh Nhã cũng muốn cùng theo đi qua, có chút ngạc nhiên dù sao Kiều Như Long bây giờ còn tại Đông Châu nằm viện đâu, Diệp Thanh Nhã thế mà vứt xuống hắn về tới kinh thành, cặp vợ chồng tình cảm giống như không sao thế a. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã có cái gì, dù sao hắn biết Diệp Thanh Nhã là Hứa Thuần Lương chị nuôi. 1. Hứa Thuần Lương đặc biệt nhắc nhở Phổ Kiến, Diệp Thanh Nhã đi qua chính là thắp hương cầu phúc, nhìn thấy Diệp Thanh Nhã chỉ coi không biết, sự tình hôm nay với ai cũng đừng nói. Phổ Kiến lái xe đi Diệp Thanh Nhã phòng làm việc tiếp nàng, cái này giày vò lại làm trễ nãi một chút thời gian. Hứa Thuần Lương nhớ kỹ lần trước đi Độ Vân Tự thời điểm đại khái bỏ ra hơn 3 giờ, bất quá lần kia là tuyết rơi, lần này thuận lợi rất nhiều, Phổ Kiến chỉ tốn hơn 1 giờ liền mở đến lúc đó. Phổ Kiến cùng Cát Quang Minh vốn cho rằng xe có thể trực tiếp lái đến Độ Vân Tự cổng, chờ bọn hắn đến lúc đó, mới ý thức tới lời này chỉ sợ không dễ làm, từ dừng xe chỗ đến Độ Vân Tự còn phải đi hơn nửa giờ đường núi. Cát Quang Minh đi một nửa liền không ngừng kêu khổ nói, việc này không cách nào làm a, con đường này lái xe không đi lên, kiến trúc vật liệu chẳng lẽ muốn chúng ta nhân công trên lưng đi. Phổ Kiến nói, người trước chớ vội có kết luận, tới chỗ nhìn kỹ hãng nói. Hứa Thuần Lương một đoán con hàng này ở giữa liền rơi xuống chỗ tốt, không phải hắn mới sẽ không như vậy lao tâm lao lực giúp Mặc Hàm làm việc. Diệp Thanh Nhã sở dĩ chủ động đưa ra tới xem một chút, chủ yếu là nàng sợ hãi một người đợi, tối hôm qua sau khi trở về, cả đêm trắng đêm khó ngủ, vốn cho rằng trở lại kinh thành, tướng mình phong tỏa tại làm việc trong phòng bên trong, có thể ổn định lại tâm thần, trên thực tế lại càng thêm phiền não. Hôm nay ra cũng mang có một ít giải sầu tính chất. Hứa Thuần Lương gặp nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc rã rời, liền đoán được nàng tối hôm qua ngủ không ngon, đưa cho nàng một khối sô-cô-la, để nàng bổ sung điểm năng lượng. Diệp Thanh Nhã nói, nơi này đã rời đi kinh thành phạm vi A. Hứa Thuần Lương nói, ta là dân mù đường, lần trước tới thời điểm là tuyết rơi, cảm giác hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, bất quá phương hướng hẳn là không sai. Dọc theo đường núi gập ghềnh tiến vào phía trước rừng cây, nghe được trong rừng cây truyền đến tiếng nước róc rách. Chuyển qua phía trước đá núi, một dòng suối trong bay lưu thẳng xuống dưới, nhảy trâu tung tóe ngọc. Bên suối có cái thân xuyên màu xám tăng y hòa thượng ngay tại múc nước, cầm bầu nước múc nước suối rót vào trong thùng. Hứa Thuần Lương nhận ra hòa thượng kia chính là Độ Vân Tự Câm Niếc Tăng Nhân. Diệp Thanh Nhã nói, Thuần Lương, người có biết hay không Thâm Sơn giấu chùa cổ điển cố? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Diệp Thanh Nhã vừa đi vừa nói. Tống Huy Tông Triệu Cát yêu thích thư họa. Sáng tạo cũng chủ quản trên thế giới sớm nhất hoàng gia viện họa. Vị này kiệt xuất thư họa nhà mở họa học, tự mình giảng bài, thành lập thư họa khảo thí chế độ, tự mình ra đề mục phê quyển, bồi dưỡng hội họa nhân tài, khai sáng nhất đại họa phong. Lúc ấy viện họa khảo thí tiêu chuẩn là, bút ý đều đủ. Từ hắn cho các học sinh ra một đạo đề mục gọi Thâm Sơn giấu chùa cổ. Cái đề mục này nghe lập ý phi thường minh xác, cũng có hình tượng cảm giác. Nhưng chân chính muốn vẽ sáng chói cũng không dễ dàng như vậy. Có người tại giữa sườn núi họa tòa miếu cổ, có người đem miếu cổ vẽ ở rừng cây chỗ sâu. Có người đem chùa miếu họa được hoàn chỉnh, có chỉ vẽ ra một góc hoặc miếu một đoạn tường đổ. Những này có thể nói là tống triều cao nhất nhọn họa sĩ quần thể. Triệu Cát nhìn một bức lại từ đầu đến cuối không có một bức để hắn hài lòng tác phẩm, ngay tại hắn cảm thấy thất vọng thời điểm, có một bức họa nhảy vào tầm mắt của hắn. Cẩn thận chu đáo một phen, Tống Huy Tông liên tục gật đầu xưng tán, cảm thán nói, đây mới là khôi tuyển chi tác nha. Đám người đi qua vây xem, phát hiện bức họa kia bên trên căn bản cũng không có miếu thờ. Vẽ là núi non trùng điệp bên trong, có suối phun thác chảy. Bên suối có cái tuổi già sức yếu hòa thượng chính đang nấu nước. Chỉ như vậy một cái gánh nước cùng còn, liền đem Thâm Sơn giấu chùa cổ cái đề mục này biểu hiện được hàm xúc thâm thúy. Bức họa này cấu tứ cực kỳ cao minh. Hòa thượng gánh nước, đương nhiên là dùng để nấu đồ ăn nấu cơm, giặt quần áo tương áo,
không khó liên tưởng đến phụ cận nhất định có miếu, hòa thượng cao tuổi, còn được bản thân đến gánh nước, có thể tưởng tượng đến hắn đất dung thân là một tòa rách nát miếu cổ. Trên tấm hình chỉ gặp thâm sơn không thấy miếu thờ, cái này đem dấu chữ cực kỳ chính xác biểu hiện ra ngoài. Bức họa này so với những cái kia họa miếu một góc hoặc miếu một đoạn vách tường, càng cấp thiết hợp thâm sơn dấu chùa cổ để ý. Những cái kia không được chọn họa sĩ cũng không phải là họa kỹ không tốt, mà là bởi vì cấu tứ bình thường. Phổ Kiến một bên nghe được say sưa ngon lành, cố sự này rất có triết lý a, ta thường xuyên đang nghĩ, đồng dạng sinh ý người khác có thể kiếm được tiền, mà ta không kiếm được tiền, không phải năng lực ta không đủ, là ta nhìn vấn đề góc độ không đúng. Diệp Thanh Nhã lạnh nhạt cười nói, người không giống, đối đãi thế giới phương thức đương nhiên không giống. Câm điếc hòa thượng thấy được Hứa Thuần Lương, mang theo thùng nước hướng hắn bắt đầu cười hắc hắc, hắn nhớ kỹ Hứa Thuần Lương, chính là Hứa Thuần Lương chữa khỏi Thông Huệ đại sư. Hứa Thuần Lương nói, đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Câm điếc hòa thượng nhếch môi, A3, trước đó vài ngày mưa to đã dẫn phát lũ ống, sông hủy độ vân tự hai gian Phật đường. Bọn hắn đến thời điểm, Thông Huệ hòa thượng ngay tại nham thạch bên trên phơi nắng lấy Phật kinh. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, xuất hiện tại trước mắt, Thông Huệ vui vẻ nói, Hứa thí chủ, người sao lại tới đây? Hứa Thuần Lương cười nói, đại sư không chào đón ta. Thông Huệ nói, đâu có, Mặc tiểu thư bảo hôm nay sẽ có người tới, nhưng là nàng cũng không nhắc lên là ngươi. Hứa Thuần Lương tướng Phổ Kiến cùng Cát Quang Minh giới thiệu cho Thông Huệ nhận biết, Thông Huệ tiến lên thi lễ. Thông Huệ mời bọn họ rời bước đi hang động đá vội uống trà, Phổ Kiến khoát tay áo nói, xem trước một chút người cái này miếu tổn hại tình huống, vị này chính là ta chuyên môn mời tới cổ kiến trúc chữa trị chuyên gia, đi qua tiếp sống đều là cố cung, khổng miếu, đem hắn mời đến ta nhưng phí hết nhiều kinh. Thông Huệ nói cảm ơn liên tục. Hứa Thuần Lương cười nói, Cát sư phó được cho đại quốc công tượng, chữa trị độ vân tự tuyệt không vấn đề. Cát Quang Minh coi như không có nhiều văn hóa cũng có thể nghe ra Hứa Thuần Lương là đang giễu cợt mình, tự mình tính cái gì đại quốc công tượng rồi. Thông Huệ mang theo Cát Quang Minh trước đi xem một chút tổn hại địa phương, Phổ Kiến làm người trung gian đương nhiên phải đi theo đi qua. Hứa Thuần Lương không có đi, mang theo Diệp Thanh Nhã đi Đại Hùng Bảo Điện đi thăm một chút. Diệp Thanh Nhã điểm ba chim mùi thơm ngát, tại Phật tiền quỳ xuống. Hứa Thuần Lương gặp nàng như thế thành kính, cũng không có quấy rầy nàng, lặng yên rời khỏi đại điện. Câm điếc hòa thượng chờ ở cửa hắn, hướng Hứa Thuần Lương khoa tay, Hứa Thuần Lương không rõ hắn là có ý gì, ngay tại phỏng đoán thời điểm, Diệp Thanh Nhã từ bên trong ra, nói khẽ vị đại sư này hỏi ngươi thích ăn cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ta thích ăn thịt uống rượu hắn cho làm sao. Diệp Thanh Nhã có chút muốn cười. Nàng thế mà hiểu câm ngữ, cùng câm điếc trao đổi một chút, nói cho câm điếc khách theo chủ liền, hắn làm cái gì, bọn hắn ăn cái gì, đi vào cái này thâm sơn cổ tháp, Diệp Thanh Nhã tâm tình thế mà tốt rất nhiều, tạm thời tướng giữa trần thế phiền não vứt qua một bên. Câm điếc hòa thượng chỉ hang động đá vôi, biểu thị bọn hắn trước tiên có thể đi thăm một chút ma nhai khắc đá. Hứa Thuần Lương mang theo Diệp Thanh Nhã đi qua, Diệp Thanh Nhã lúc đầu chỉ là ôm giải sầu mục đích mà đến. Nhưng khi nàng nhìn thấy ma nhai khắc đá bên trên thư pháp thời điểm, lập tức bị hấp dẫn lấy, những hình khắc đá này hơn phân nửa đều là mới gần khắc lên, Hứa Thuần Lương nói cho nàng, gần nhất khắc lên đều là xuất từ Thông Huệ hòa thượng chi thủ. Diệp Thanh Nhã nhìn nhập thần, một bên nhìn còn một bên dùng tay phác họa, phỏng đoán vận dụng ngòi bút chi đạo. Hứa Thuần Lương cũng không có quấy rầy nàng, quay người nhìn thấy Thông Huệ hòa thượng đã qua tới, Phổ Kiến cùng Cát Quang Minh hai người ở bên kia hiện trường đóng phim. Dự định cầm những hình này trở về lại định ra cụ thể sửa chữa phương án, Cát Chỉ Riêng Minh lúc đầu nghĩ nửa đường bỏ cuộc, nhưng Phổ Kiến đáp ứng tại vốn có trên cơ sở cho hắn dâng lên 20%, xem ở tiền phân thượng, Cát Quang Minh quyết định thử một lần, kỳ thật công trình này độ khó không lớn, mấu chốt là quá hao tổn nhân lực. Thông Huệ hô, hai vị thí chủ, mời trong động uống trà. Diệp Thanh Nhã vẫn đắm chìm trong thư pháp nghệ thuật trong Hải Dương không thể tự thoát ra được, nói khẽ các ngươi đi trước. Ta chờ một lúc lại đi qua. Hứa Thuần Lương đi theo Thông Huệ tiến vào hang động đá vôi, Thông Huệ vội vàng đun nước pha trà. Hứa Thuần Lương nói, đại sư, hai ngày trước trời mưa rất lớn sao? Thông Huệ nói, núi này bên trên cùng phía dưới không giống, đi qua a chúng ta độ vân tự là khối phong thủy bảo địa, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, lũ ống liên tiếp phát sinh nhưng là mỗi lần đều vòng qua độ vân tự, năm nay không biết làm sao vậy. Hai ngày trước trận mưa kia đưa tới lũ ống từ phía đông thẳng lao xuống, hủy mấy gian thiền phòng,
Văn Thù Điện toàn bộ đổ sụp, Đại Hùng Bảo Điện cũng hủy một góc, nếu là không tu cũng có đổ sụp nguy hiểm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Độ Vân Tự quy chế không lớn, bình thường sửa chữa cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng chủ yếu vấn đề là ở vào trong núi sâu, vận chuyển vật liệu có nhiều bất tiện. Thông Huệ nói, cái này cũng trách ta, sinh bệnh những năm này bỏ bê giữ gìn, không phải lần tổn thất này cũng sẽ không như thế lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn người vừa rồi ngay tại phơi sách, có phải hay không có không ít Phật kinh đều ngâm nước. Thông Huệ nói, thủy đạo chặn lại, bằng không thì cũng sẽ không ngâm nước, ngẫm lại thật sự là thẹn với sư phụ, có chút kinh thư phơi khô không có vấn đề gì, còn có một số cần một lần nữa sao chép một lần. Hắn tướng pha tốt một chén núi hoang trà đưa đến Hứa Thuần Lương trước mặt, Hứa Thuần Lương hai tay tiếp nhận, mỉm cười nói, đại sư, người gần đây thân thể như thế nào? Thông Huệ nói, may mắn mà có Hứa thí chủ, ta hiện tại đã cơ bản bình phục. Hứa Thuần Lương nói, có hay không đi bệnh viện làm qua phúc tra? Thông Huệ lắc đầu nói, không cần, chuyện đã qua nghĩ không ra liền theo ta đi thôi, từ nơi sâu xa tự có chú định, khả năng Phật tổ chính là không muốn để cho ta nhớ tới. Hứa Thuần Lương nói, đại sư nhưng nguyện ta vì ngươi bắt mạch. Thông Huệ mỉm cười đưa tay đưa tới, Thông Huệ mạch tượng dây cung trượt, lưỡi đỏ rêu mỏng. Hứa Thuần Lương hỏi một chút hắn gần nhất nghỉ ngơi tình huống, mặc dù Thông Huệ khôi phục lý tính, nhưng là hắn vẫn tồn tại tim đập nhanh ngủ ít, mộng nhiều bất an hiện tượng. Hứa Thuần Lương lần trước thông qua châm cứu trợ giúp Thông Huệ từ điên cuồng trở về lý trí, nhưng là cũng không tướng bệnh của hắn chứng trừ tận gốc. Dựa theo Mặc Hàm thuyết pháp, 20 năm trước Độ Vân Tự chủ trì viên bi đại sư tại bên dưới vách núi phát hiện Thông Huệ, lúc ấy đầu hắn bộ thụ thương, viên bi cứu được hắn về sau, Thông Huệ lưu tại trong chùa xuất gia, trở thành viên bi đệ tử. Thông Huệ bắt đầu từ lúc đó liền quên đi quá khứ hết thảy, căn cứ mạch tượng cùng bệnh của hắn chứng để phán đoán, hắn nên là làm lúc quẳng xuống vách núi thời điểm, não bộ chảy máu, bởi vì ngoại thương mà ứ cản trở não bộ. Y Kinh có nói, hết thảy bệnh bất trị, đều do bất thiện khử ứ bố trí, Thông Huệ nghịch hành tính lãng quên là bởi vì não bộ ứ ngăn, phát cuồng cũng là nguyên nhân này. Lần trước Hứa Thuần Lương đến Độ Vân Tự thời điểm, hắn còn không có từ Long Cốt Chi ở bên trong lấy được thiên dưỡng thiên toàn cảnh, hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ thông kinh sinh tụy ảo diệu, liền diệp lão não bộ ký sinh trùng chứng, hắn đều có thể từng cái loại trừ, giống Thông Huệ loại này hắn có nắm chắc trợ giúp hắn khơi thông ứ ngăn. Hứa Thuần Lương nói, đại sư, nếu như người nguyện ý, ta có thể nếm thử giúp ngài khơi thông kinh lạc, nhặt lại ký ức. Thông Huệ lắc đầu, đưa tay rút đi về. Cười nói, đa tạ Hứa thí chủ ý đẹp, bần tăng hiện tại trôi qua phi thường an tâm khoái hoạt, ta tin tưởng Hứa thí chủ y thuật, nhưng người chữa khỏi ta, ta hồi ức nếu là vui vẻ coi như bỏ qua, như tất cả đều là thống khổ, chẳng phải là tương đương một bước bước vào địa ngục. Hứa Thuần Lương nhìn qua Thông Huệ, hòa thượng này mặc dù đánh mất ký ức, nhưng là cũng không đánh mất trí tuệ, đi vào Độ Vân Tự xuất gia là tăng trước đó, hắn chắc hẳn có một đoạn thống khổ không chịu nổi ký ức. Cái này 20 năm hắn đã quen thuộc cuộc sống như vậy. Hứa Thuần Lương nói, đại sư, chẳng lẽ người liền không muốn biết mình ở trên đời này còn có người nhà sao? Bọn hắn trôi qua như thế nào? Thông Huệ nói, ta chính là người xuất gia, tứ đại giai không lục căn thanh tịnh, Phật tổ an bài ta đi vào Độ Vân Tự để cho ta đánh mất ký ức, tương đương với giúp ta chặt đứt bụi tia, đây là vận mệnh của ta. Hứa Thuần Lương lại nói, người năm đó rơi xuống vách núi đến tột cùng là vô ý trượt chân vẫn là làm người làm hại, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết? Thông Huệ nói, trượt chân cũng được, vì người khác làm hại cũng được, ngày xưa chi ta sớm đã chết đi, sống ở trên đời này chỉ có Thông Huệ thôi, bần tăng một lòng hướng Phật, sẽ không bị ân cửu bối rối, huống chi trên đời này một cách sự tình đều có nhân quả báo ứng, Phật tổ từ sẽ an bài, ta sao lại cần bối rối? Hứa Thuần Lương thở dài nói, thôi được. Thông Huệ đại sư đã làm ra lựa chọn như vậy, ta cũng không nói cho tốt. Thông Huệ cho nối liền trà, mỉm cười nói, hôm nay hộ tống người đến đây vị kia nữ thí chủ xem ra thích vô cùng thư pháp. Hứa Thuần Lương nói, nàng gọi Diệp Thanh Nhã, là trong nước thư họa giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Thông Huệ nhẹ giọng lặp lại, trên trời hằng ngang người không biết, liệu ứng Thanh Nhã giống trái lê hoa. Lúc này Diệp Thanh Nhã vừa vặn từ bên ngoài đi vào trong động. Trùng hợp nghe được Thông Huệ đọc âm thanh, nàng có chút ngạc nhiên nói, đại sư, người cũng biết bài thơ này. Thông Huệ chỗ tụng niệm bài thơ này tên là Hoa Lê, là nguyên đại thi nhân Phương Hồi sở tác, vị này thi nhân danh khí cũng không lớn, cho nên hắn thi tác lưu truyền phạm vi rộng, Diệp Thanh Nhã sinh tại 3 tháng đấy, chính là Hoa Lê thịnh mở mùa, cho nên lúc đó đặt tên thời điểm trích dẫn bài thơ này.
Thông Huệ nói, ta ngày thường nhàn hạ thời điểm ngoại trừ sao chép Phật Kinh, cũng yêu thích chỉnh lý lịch đại thi từ, Phương Hồi tại thơ nguyên lý luận phương diện rất có thành tích, hắn đưa ra tâm cảnh luận, chủ trương thơ ca ứng đột xuất hiện thực tính cùng thời đại cảm giác, chú trọng nhân cách cùng thi cách thống nhất, tôn trọng gầy cứng rắn kình xinh đẹp cùng rõ ràng tự nhiên phong cách kết hợp. Phản đối Tây Côn thể ngẫu lệ, vũ mị tác phong. Diệp Thanh Nhã nói, Phương Hồi người này thi từ cùng cách làm người của hắn xử thế hoàn toàn khác biệt, hắn người này tiết tháo không thể nói người, là thế chỗ cơ, nhưng thiện luận thơ văn. Nam Tống Lý Tông lúc đăng đệ, sơ lấy hoa mai trăm vịnh hướng quyền thần giả tự đạo nịnh nọt, sau gặp tự do thế bại, lại lên tự do mười có thể trảm chi sơ, đắc nhiệm Nghiêm Châu chi phủ. Nguyên binh sắp tới, hắn hát vang tử thủ biên giới chi luận, cùng nguyên binh đến, lại trông chừng nghênh hàng, đắc nhiệm xây đức lộ tổng quản đơn giản chính là cái tắc kè hoa. Thông Huệ khen, nữ thí chủ đối Phương Hồi nghiên cứu rất sâu. Diệp Thanh Nhã nói, ta là bởi vì biết tên của ta được từ hắn hoa lê thơ cho nên mới đối với hắn sinh ra hứng thú, sưu tập hắn tư liệu lịch sử cùng thi từ đến xem, ta thích nhất thơ cũng không phải là cái này thủ hoa lê, mà là tặng cao thầy tướng hai thủ. Thông Huệ nói, Vũ An cái gì gọi là sắc nhọn đầu tướng, Trinh Quán mới vô phúc thợ khắc chữ. Trên đời phong hầu không ít người, phong hầu người là giết người người. Diệp Thanh Nhã đôi mắt đẹp phát quang, vị này Thông Huệ đại sư thật sự là tài hoa hơn người, nghĩ không ra cái này thâm sơn cổ tháp lại tàng lấy loại nhân vật này, đúng, chính là cái này một bài. Hứa Thuần Lương đối Phương Hồi không có một chút xíu ấn tượng, hắn khi còn sống con hàng này còn không có sinh ra đâu, bất quá từ Diệp Thanh Nhã thuật đến xem, cái này Phương Hồi là cái tả hữu phụ họa ăn ý tiểu nhân, là có chút kỳ quái, loại người này viết như thế nào đạt được sâu như vậy khác câu thơ. Hứa Thuần Lương nói, câu này tốt. Trên đời phong hầu không ít người, phong hầu người là giết người người, đơn giản chính là cổ kim quan trường khắc họa. Diệp Thanh Nhã nói, viết ra dạng này câu thơ người lại không có tiết tháo chút nào có thể nói. Thông Huệ nói, nếu như từ Phương Hồi một đời đến xem, hắn người này xác thực không đủ quang minh lỗi lạc, bất quá người nếu là biết hắn một mặt khác, liền sẽ cảm thấy hắn mâu thuẫn nhưng thật ra là hợp lý. Diệp Thanh Nhã nói, mời đại sư chỉ điểm. Thông Huệ nói, chỉ điểm chưa nói tới. Ta nói điểm mình từ trên sử sách cha được cung cấp hai vị tham tường. Hắn nhấp một ngụm trà tiếp tục nói, Phương Hồi người này chẳng những là thi nhân, hắn còn gia thân tước môn, tương truyền tước môn chính là giang hồ tám môn một trong, tổ sư gia là chứ danh mưu lược gia Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử có hai cái chứ danh đệ tử Tô Tần cùng Trương Nghi, hai người kia khẩu tài cao minh, am hiểu hợp tung liên hoành tung hoành thuật, theo lịch sử phát triển liền diễn biến thành là trên quan trường đạo làm quan. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngài là, cái này Phương Hồi cũng là tước môn đệ tử. Thông Huệ nói, không tệ, Phương Hồi xuất thân tước môn quyết định hắn tại xử lý rất nhiều chuyện thời điểm, đều sẽ dùng tước môn phương pháp, dựa theo hiện tại thuyết pháp chính là áp dụng quan trường thủ đoạn, dạng này thủ đoạn tự nhiên không gọi được tiết tháo. Chính như nữ thí chủ nói, người này nội tâm là cực kỳ mâu thuẫn, hắn một phương diện nước chảy bèo trôi áp dụng tước môn thủ đoạn thăng quan tiến tước, một phương diện nhưng lại hướng tới tinh khiết cao thượng tư tưởng cảnh giới. Ta nghĩ hắn một đời đều sống được xoắn suýt lại phiền muộn. Hứa Thuần Lương nói, vô luận lúc nào hỗn thể chế liền không thể giảng cứu tiết tháo. Diệp Thanh Nhã nói, người cũng không thể cua đũa cả nắm, đa số người vẫn là tốt. Hứa Thuần Lương cười hắc hắc, dù sao Diệp Thanh Nhã không thích hợp thể chế. Thông Huệ nói, thể chế bên trong liền muốn có thể duỗi có thể khuất, công bằng đến xem, Phương Hồi cũng là tại trong hiện thực vấp phải trắc trở, dần dần phát sinh cải biến, Nam Tống cảnh định 3 năm. Hắn đỉnh thử thứ nhất, lại bởi vì giả tự đạo chèn ép, xuống làm ất khoa thủ. Phương Hồi hẳn là từ khi đó liền cực hận giả tự đạo, nhưng là hắn mặt ngoài còn có thể làm được a dua nịnh hót, viết ra hoa mai trăm vịnh hướng giả tự đạo nịnh nọt, chờ đến giả tự đạo thất thế, hắn lập tức rơi giếng hạ thạch, loại người này, từ cổ chí kim trong quan trường cũng không tươi gặp, tước môn giảng cứu chính là xem xét thời thế, mượn gió bẻ măng. Diệp Thanh Nhã nói, dù sao ta không thích người này. Ta về sau biết được mình danh tự xuất xứ, cha được Phương Hồi làm người, ta lập tức sinh ra đổi tên ý nghĩ. Hứa Thuần Lương cười ha ha, Thông Huệ cũng không nhịn được mỉm cười, Diệp Thanh Nhã bởi vì thi nhân làm người mà sinh ra đổi tên ý nghĩ, chuyện như vậy giống như không nhiều. Thông Huệ nói, Thanh Nhã hai chữ cũng không phải là Phương Hồi chuyên môn. Diệp Thanh Nhã nói, cha ta cũng là nói như vậy, hắn còn nói, ta cái tên này là bằng hữu tốt nhất của hắn hỗ trợ khởi. Nói đến đây nàng ngừng lại, có chút ngượng ngùng cười nói, kéo xa. Giữa trưa mấy người tại Độ Vân tự dùng thức ăn chay, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều lấy từ trên núi,
cầm điếc hòa thượng còn lau kỹ mì sợi. Đừng nhìn đều là thức ăn chay, mấy người ăn đến đều là khen không dứt miệng, khả năng cũng cùng bọn hắn đi đường núi đói bụng có quan hệ. Buổi chiều rời đi thời điểm, Thông Huệ đưa cho bọn họ mỗi người một phần tay mình chép tâm kinh, còn chuyên môn đưa cho Diệp Thanh Nhã một chuỗi gỗ đàn hương tay xuyên. Diệp Thanh Nhã hôm nay có thể nói là chuyến đi này không tệ, cảm xúc rõ ràng cải thiện rất nhiều. Trên đường trở về nàng hỏi thăm Thông Huệ hòa thượng sự tình, Hứa Thuần Lương đối Thông Huệ vẻn vẹn có giải đều là thông qua Mặc Hàm, bất quá từ cái này hai lần tiếp xúc có thể nhìn ra, Thông Huệ tu dưỡng cùng kiến thức đều viễn siêu phổ thông người. Thông Huệ hẳn là quên hết chuyện đã qua, bất quá hắn không hề giống những người khác vội vã như vậy tại tìm về thất lạc ký ức, làm rõ ràng mình đến tột cùng là ai. Trên đời này còn có cái gì người nhà, Thông Huệ ở phương diện này biểu hiện thậm chí liền gặp sao yên vậy đều không được xưng, hắn căn bản là kháng cự trị liệu. Có lẽ Thông Huệ đã nhớ ra cái gì đó, lại hoặc là hắn lãng quên ký ức tràn đầy thống khổ. Hứa Thuần Lương có chút hiếu kỳ Mặc Hàm cùng Thông Huệ là như thế nào nhận biết, lấy hắn đối Mặc Hàm hiểu rõ, cô nàng này cũng không phải không cầu hồi báo hiến ái tâm người, hoặc là nàng có mục đích khác, hoặc là nàng cùng Thông Huệ chính là thân thích. Có lẽ là người nhà của hắn cũng chưa chắc có biết. Diệp Thanh Nhã xuống xe trước đó tướng trước đó chuẩn bị xong giáo án đưa cho Hứa Thuần Lương, nhắc nhở hắn hảo hảo soạn bài, không muốn cô phụ Trần giáo trưởng kỳ vọng, cho dù là một bài giảng cũng phải nhận thật đối đãi, cũng không thể lầm người tử đệ. Phổ Kiến nhìn qua Diệp Thanh Nhã bóng lưng rời đi, chậc chậc khen, khoan hãy nói, ngươi vị này chị nuôi thật sự là xinh đẹp a, ta nghe nói kiểu như long liền tâm tạng đều đổi qua, đáng tiếc a, trẻ măng trông sống. Hứa Thuần Lương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Phổ Kiến thở dài nói, gấp, ta là luận sự, Kiều Như Long thật có cái gì không hay xảy ra, ngươi chị nuôi chẳng phải là muốn. Lần này nói còn chưa dứt lời, liền bị Hứa Thuần Lương ánh mắt hung tợn bước cho trở về. Lúc này Phổ Kiến điện thoại di động vang lên là Mặc Hàm gọi điện thoại tới, tiếp thông điện thoại mặt mày hớn hở nói, Mặc Tổng. Chúng ta mới từ Độ Vân tự trở về. Công trình độ khó so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn, giá tiền phương diện. Ân, tốt, tốt, vậy liền không thành vấn đề. Hứa Thuần Lương một đoán chính là Mặc Hàm để hắn cứ yên tâm thi công, tiền phương diện không là vấn đề. Phổ Kiến con hàng này gần nhất lắc mình biến hóa thành công trình nhận thầu thương, trước giúp Trần Thiên Phàm cơ quan tuyên chỉ, hiện tại liền Độ Vân tự thợ sửa chữa chỉnh cũng chơi lên, khó trách con hàng này gần nhất đều ngốc ở kinh thành, cùng nơi này so sánh, Nguy Sơn đảo bên kia chất béo còn chưa đủ lớn. Phổ Kiến hàn huyên không có hai câu, Mặc Hàm liền để hắn đưa di động cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhìn Phổ Kiến một chút. Phổ Kiến nói, tìm ngươi. Hứa Thuần Lương nói, nàng cũng không phải không có điện thoại ta, gọi điện thoại cho ngươi tìm ta. Nàng làm sao biết hai chúng ta cùng một chỗ? Phổ Kiến ho khan một tiếng, còn phải hỏi, đương nhiên là hắn nói. Hứa Thuần Lương vẫn là nhận lấy điện thoại, lười biếng nói, Mặc Tổng, người có dặn dò gì? Mặc Hàm nói, Hứa trấn trưởng gần nhất nhàn a, không nên a, giống như Đông Châu Văn Lữ cục cùng Hồ Sơn trấn bên kia công việc không ít. Địa cầu rời đi ai cũng chiếu chuyển không lầm. Mặc Hàm nói, người đến lần chính đường đi, ta phát hiện điểm đồ tốt, chính tìm Hoàng Tam ra nhìn đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta mới từ trên núi ra, mệt mỏi đâu. Mặc Hàm nói, người thích tới hay không, đừng hối hận a. Hứa Thuần Lương đưa di động đưa cho Phổ Kiến. Phổ Kiến nói, nàng nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, người nhà chính là cái thấy tiền sáng mắt mặt hàng, còn không chút đây đem ta đều bán đi à. Thiên địa lương tâm. Người có cái dám lương tâm đi lân chính đường. Phổ Kiến tướng Hứa Thuần Lương đưa đến lân chính đường, hắn ban đêm còn có chuyện, liền không tiến vào. Hứa Thuần Lương đi vào Hoàng Vọng Lân văn phòng, phát hiện Bạch Mộ Sơn cũng tại, đang cùng Hoàng Vọng Lân nghiên cứu thảo luận giáp cốt văn. Mặc Hàm một bên ngay tại pha trà. Hứa Thuần Lương sau khi đi vào, cùng bọn hắn lên tiếng chào, Hoàng Vọng Lân hướng hắn vẫy vẫy tay nói, tiểu Hứa, người đến xem. Trước mặt hai người bàn làm việc bên trên bầy mấy chục khối xương rồng, từ khi Mặc Hàm từ Tôn Trường Lợi trong tay giá cao thu mua xương rồng về sau, lân chính đường bên này liền không ngừng có người tới tuân giá, cái này mấy chục khối xương rồng tất cả đều là Tạ Bá Tường đưa tới. Hứa Thuần Lương cười nói, có bạch giáo sư tại, cái nào đến phiên ta đến bêu xấu. Mặc Hàm đã hiểu, người này mặt ngoài là khiêm tốn, nhưng cẩn thận nhất phẩm, hắn là ngầm phúng Bạch Mộ Sơn là tại bêu xấu. Hứa Thuần Lương đặt mông ngồi xuống, hướng Mặc Hàm nói, cho ta rót chén trà. Mặc Hàm háy hắn một cái,
thật đúng là không cầm bản thân làm ngoại nhân, phàn nàn thì phàn nàn, vẫn là rót chén trà cho hắn đưa qua. Hứa Thuần Lương uống mấy ngụm trà cố ý nói, ta đi theo Phổ Kiến lặn lội đường xa trèo đèo lội suối, người ở chỗ này ngược lại là tiêu diêu tự tại. Mặc Hàm nói, ta cùng Bạch giáo sư vừa tới không lâu, ta cũng không có để Phổ Kiến đem ngươi kêu lên. Bạch Mộ Sơn nói, tiểu Hứa, ngươi đến xem, khối này xương rồng cùng cái khác giống như không giống nhau lắm. Hứa Thuần Lương cái này mới đứng dậy đi tới, Bạch Mộ Sơn chỉ xương rồng tương đối lớn, hẳn là lấy từ động vật xương bả vai, phía trên chỗ khác cũng không phải là giáp cốt văn, mà là một chút kỳ quái ký hiệu. Hoàng Vọng Lân nói, có phải hay không tinh tượng đồ? Hứa Thuần Lương lấy một bộ bao tay đeo lên, cầm lấy khối kia xương rồng, đem lật quay tới, phát hiện xương rồng mặt sau khắc lấy một đôi hình người đồ án, hai cái tiểu nhân lấy phi thường kỳ quái phương thức chồng hợp lại cùng nhau, coi trọng đi cái này tư thế có chút phản nhân loại. Hứa Thuần Lương trước tiên nhớ tới từ Đông Nghiễm Sinh nơi đó đạt được một đôi đồ chơi nhỏ, kia đối thanh đồng người chính là ở giữa tương liên, thiết kế phi thường xảo diệu, có thể cải biến mấy cái vị trí chồng hợp lại cùng nhau, bất quá hết lần này đến lần khác không có phương vị này. Hứa Thuần Lương nói, chỉ có cái này một khối sao. Hoàng Vọng Lân nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Mặc Hàm, người đến xem đây là cái gì. Hoàng Vọng Lân cùng Bạch Mộ Sơn hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ tiểu tử này nhưng đủ xấu, nhìn thấy Mặc Hàm coi là thật đến đây, hai người cũng không tiện nguyên địa đứng đấy, đồng thời lựa chọn đi nghỉ ngơi uống trà. Mặc Hàm nhìn thấy phía trên kia đồ án, trong lòng minh bạch Hứa Thuần Lương đang làm chuyện xấu. Lạnh nhạt nói, có cái gì hiếm lạ a? Hứa Thuần Lương nói, thời cổ không có như thế mở ra đi, khắc cái đồ chơi này ở phía trên là làm gì? Mặc Hàm nói, trong tay người khối đồ này cũng không toàn, đây không phải giáp cốt văn đi. Mặc Hàm mảy may không có cảm giác được xấu hổ, cái này ngược lại khiến cho Hứa Thuần Lương cảm thấy không có tí sức lực nào, hắn lắc đầu, lại tại kia đống đồ vật bên trong tìm trong chốc lát, phát hiện mặt khác hai khối xem ra chất liệu giống nhau. Ba khối đồ vật thả ở cùng nhau, cảm giác độ dày đều không khác mấy. Hứa Thuần Lương nói, cái đồ chơi này tựa như là cái vật chứa. Vừa mới uống một ngụm trà Hoàng Vọng Lân nói, ta cũng cảm thấy không phải xương rồng, giống như là cái nào đó cốt chất dụng cụ một bộ phận. Hứa Thuần Lương thả đồ xuống. Mặc Hàm nói, người cảm thấy đây là cái gì? Hứa Thuần Lương dùng ngón tay chạm đến một chút tiểu nhân đồ án, phát hiện là khắc vào đi. Càng xem càng cảm thấy đôi này tiểu nhân cùng hắn đạt được có chút giống, Hứa Thuần Lương nói, có trời mới biết a, ta cũng không phải văn vật chuyên nhà, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi Bạch giáo sư. Bạch Mộ Sơn nói, nếu như ta không nhìn lầm, người cầm khối này hẳn là xương người. Hứa Thuần Lương tướng kia khối xương ném, đại cát đại lợi, người cũng không nói sớm. Lấy xuống thủ sáo đi rửa tay, kỳ thật hắn cầm lấy khối kia xương cốt thời điểm liền phát hiện đây là xương người. Như thế nói đến Bạch Mộ Sơn vẫn rất có một bộ. Bạch Mộ Sơn nói, ta đi qua chỉnh lý tư liệu lịch sử thời điểm đã từng thấy qua, thời cổ có chút chủ nô thích dùng người xương cốt chế tạo dụng cụ, dùng để chết theo, cái này xương cốt chế thành dụng cụ, cái này dụng cụ miệng tròn sâu bụng vòng đủ, hai bên có tai, ngoại hình cực kỳ giống thanh đồng khí bên trong quỹ, bình thường được xưng là xương quỹ, bởi vì là dùng người xương chế tạo lại được xưng là mệnh quỹ. Hoàng Vọng Lân xử lý cất giữ nhiều năm. Thế nhưng là mệnh quỹ loại vật này cũng là lần đầu tiên nghe nói, càng không cần đàm gặp qua vật thật. Bạch Mộ Sơn nói, mệnh quỹ bình thường tuyển dụng hai người hoặc nhiều người xương cốt, nhất định là số chẵn, cũng nhất định là một nam một nữ phối trộn, cái này gọi âm dương điều hòa, cương nhu cùng tồn tại, thường dùng lấy tài liệu bộ vị là vai xương, xương hông, xương đầu những này lớn diện tích bộ vị, kỳ thật xương là quỹ cũng không chuẩn xác, bởi vì cái này dụng cụ là có cái nắp, đây là một cái vật chứa. Bên trong tồn phóng biểu tượng mộ chủ khôi lỗi. Khôi lỗi bình thường là một cái hoặc một đôi thanh đồng tiểu nhân, cất giữ trong mệnh quỹ bên trong là dùng âm hồn tẩm bổ bất hủ bất diệt chi ý. Hoàng Vọng Lân nhíu mày một cái nói, trên đời vì sao lại có tà ác như thế chi vật? Bạch Mộ Sơn nói, chẳng qua là cổ nhân truy cầu vĩnh sinh một loại thủ đoạn thôi, ta cũng không dám cắt định, nếu như thứ này là hoàn chỉnh, bên trong lẽ ra một cặp tiểu nhân. Hứa Thuần Lương cố ý nói, tiểu nhân đâu? Ta tại sao không có thấy? Bạch Mộ Sơn nói, ta đều nói qua, đây chỉ là mệnh quỹ còn sót lại bộ phận, hơn phân nửa bộ phận đều đã thất lạc, ta đi qua cũng chưa bao giờ thấy qua vật thật, bởi vì thứ này tính chất là xương người, cho nên ta mới làm ra như thế phỏng đoán, nếu là lầm, các vị không muốn bị chê cười. Hứa Thuần Lương nói, Bạch giáo sư học thức uyên bác đức cao vọng trọng, người nói đến chắc chắn sẽ không có sai.
hắn lại hướng Mặc Hàm nói, người gọi ta tới chính là vì nhìn cái đồ chơi này. Thật sự là suối quẩy, nhưng trong lòng âm thầm bật cười, mạng này quỹ bên trong đựng lấy không phải là mình từ Đông Nghiễm Sinh nơi đó đạt được thanh đồng tiểu nhân a. Mặc Hàm để cho mình đến xem thứ này làm gì? Không đúng, ấn lý thuyết, nàng sẽ không biết thanh đồng tiểu nhân sự tình. Mặc Hàm nói, Bạch giáo sư, cho hắn nhìn xem người phát hiện. Bạch Mộ Sơn nói, ta đem bên trong một khối xương rồng mở đất in ra, người nhìn phía trên mấy chữ này. Hứa Thuần Lương đi qua nhìn thoáng qua tấm kia bản dập, trên đó viết, cốt âm thiên. Hứa Thuần Lương biết mà còn hỏi, đây là cái gì? Bạch Mộ Sơn nói, Hứa tiên sinh chính là Trung Y thế gia, có nghe nói hay không qua, Hoàng đế ngoại kinh. Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên nghe nói qua, bất quá món đồ kia không phải đã thất truyền nhiều năm. Bạch Mộ Sơn nói, trên đời mặc dù không có, nhưng trong cổ mộ chưa hẳn không có tổn lưu, Lan Đình tự Quảng Lăng tán không đều là như thế này khám phá ra. Hoàng Võng Lân nói, Bạch giáo sư, người nói chỉ là trên lý luận tồn tại khả năng như vậy, cổ nhân cũng hoàn toàn chính xác có đem đồ tốt dùng để chết theo thói quen, dù sao ta cho rằng hiện có tại thế, Lan Đình tự chính là nhạn phẩm, bút tích thực còn tại Chiêu Lăng. Bạch Mộ Sơn nói, chính là bởi vì đây, trộm mộ mới tầng tầng lớp lớp, thậm chí chuyên môn sinh ra mấy môn phái. Mặc Hàm nói, hảo hảo làm sao cho tới trộm mộ đi lên. Bạch Mộ Sơn cười nói, chúng ta chỉ là nghiên cứu thảo luận một thứ gì đó tồn thế khả năng, mọi người cho rằng đã thất truyền tuyệt tích bảo bối chưa hẳn thật từ trên đời biến mất, khả năng lấy mặt khác hình thức cất giữ tại cái nào đó không vì công chúng biết địa phương. Hoàng Võng Lân nói, cho nên mới sẽ thiết trí khảo cổ chuyên nghiệp, chính là vì đào móc bảo hộ cổ văn minh. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chỉ cần tồn tại bạo lợi, chẳng mấy chốc sẽ thúc đẩy sinh trưởng một cái sản nghiệp, các người giá cao thu mua xương rồng, hiện đang khiến cho toàn bộ đồ chơi văn hóa thị trường xương rồng hành tình lớn trướng. Bạch Mộ Sơn nói, chúng ta điểm xuất phát là vì bảo hộ, nhưng không phải là vì lẫn lộn giá cả. Mặc Hàm nói, chúng ta làm hết thảy đều hợp lý hợp pháp. Hứa Thuần Lương nói, các người hợp lý hợp pháp, không có nghĩa là người khác cũng dùng hợp lý thủ đoạn hợp pháp đạt được những này xương rồng, đã chôn dưới đất đồ vật còn quấy rầy bọn chúng làm gì. Hoàng Võng Lân gần nhất cũng bởi vì xương rồng sự tình phi thường bối rối, Tôn Trường Lợi sự tình về sau, hắn hỗ trợ thúc đẩy cái này khởi sinh ý liền truyền ra ngoài, hiện tại đến người tìm hắn hỗ trợ rất nhiều người, có thể nói là ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có, Hoàng Võng Lân phiền muộn không thôi, trên cơ bản đều cho từ chối đi, nhưng là có ít người mặt mũi là đẩy không xong, tỉ như nói Tạ Đại Yên đại Tạ Bá Tường, nhóm này hàng chính là hắn đưa tới. Hoàng Võng Lân hiện tại hơi có chút đâm lao phải theo lao. Hắn là làm đang lúc buôn bán, mà Tạ Bá Tường trên tay có rất nhiều thứ lai lịch bất chính. Hoàng Võng Lân cũng cùng Tạ Bá Tường nói qua, để hắn trực tiếp tìm Mặc Hàm liên hệ, chủ yếu là lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện ảnh hưởng đến Lân Chính Đường danh dự. Tạ Bá Tường biểu thị đây là một lần cuối cùng, hắn vẫn là không tin được Mặc Hàm đám người kia, thông qua Hoàng Võng Lân liên hệ ổn thỏa một chút. Bạch Mộ Sơn nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng chúng ta tổ tiên nhiều như vậy côi bảo đều thấm vào trong lịch sử. Chúng ta nếu là mặc kệ bị long đong, chẳng phải là đối Trung Hoa văn minh không chịu trách nhiệm. Nếu là có thể trải qua bọn ta tay phát hiện cũng để chi trọng hiện hào quang, đối Trung Hoa thậm chí đối toàn bộ thế giới tới nói đều là không nhỏ cống hiến. Hứa Thuần Lương nói, nghe người kiểu nói này ý nghĩa thật đúng là đủ lớn. Bạch Mộ Sơn nói, kia là đương nhiên, liền lấy Hoàng đế ngoại kinh tới nói, có người nghi ngờ căn bản không có Hoàng đế ngoại kinh cuốn sách này. Nhưng Hán thư nghệ văn chí rõ ràng ghi lại Y Kinh 7 nhà, trải qua Phương 11 nhà. Đồng thời tướng ngay lúc đó y học lý luận chia làm 3 cái phái, Hoàng đế học phái, lấy làm có Hoàng đế nội kinh 18 quyển, ngoại kinh 37 quyển, biển thước học phái, lấy làm có biển thước nội kinh 9 quyển, ngoại kinh 12 quyển, bạch thị học phái, lấy làm có bạch thị nội kinh 38 quyển, ngoại kinh 36 quyển, bàng thiên 25 quyển. Ở trong đó chỉ có Hoàng đế học phái, Hoàng đế nội kinh, lưu truyền hạ tới, ngoại kinh sớm đã vong giật. Bạch Mộ Sơn dừng lại một chút, lại nói, biển thước học phái trước tác cũng cơ hồ vong giật, khó trải qua truyền là biển thước chỗ lấy nhưng nghệ văn chí không có ghi chép. Trước đây không lâu xuyên phủ giả quan núi Hán mộ đào được một nhóm biển thước học phái sách thuốc. Bạch thị học phái lấy làm vong giật, cũng không có đào được. Hoàng Võng Lân cảm thán nói, chúng ta Trung Hoa tất cả y học điển tịch nếu là có thể từ cổ truyền thừa đến nay, thật là như thế nào phồn vinh thịnh vượng cục diện. Hứa Thuần Lương nghe được Bạch thị học phái thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động,
cái này Bạch Mộ Sơn cùng Bạch Thị học phái sẽ không có quan hệ gì à. Hắn một cái khảo cổ làm sao lại đối đào móc y kinh cất ở đây bao lớn hứng thú. Mà lại họ Bạch vốn là không nhiều trong này có văn chương. Bạch Mộ Sơn nói, đáng tiếc nhất chính là Hoàng đế ngoại kinh thất truyền, Hoàng đế ngoại kinh 37 quyển, hẳn là Trung Hoa sớm nhất nội dung rất phong phú nhất ngoại khoa học làm, cái này cấu tinh thụ nhẫm thiên chính là Hoàng đế ngoại kinh quyển 2 thiên thứ nhất. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, thật đúng là muốn chúc mừng ngươi. Bạch Mộ Sơn nói, chỉ bằng vào một khối xương rồng khẳng định không cách nào thấy được toàn bộ sự vật, nhưng là phát hiện này ý nghĩa ở chỗ, có thể chứng thực Hoàng đế ngoại kinh tồn tại. Hứa Thuần Lương nhìn không được cho hắn dội nước lạnh nói, cái đồ chơi này đến tột cùng là thật là giả còn khó nói. Bạch Mộ Sơn nói, không tệ, trước mắt còn không cách nào chứng thực thật giả, nhưng là căn cứ niên đại đến suy tính, chân thực khả năng rất lớn. Hứa Thuần Lương cũng không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, ánh mắt chuyển hướng Mặc Hàm nói, ta có chút không rõ đâu, ngươi gọi ta tới làm gì, những này chuyên nghiệp bên trên sự tình ta hiểu được lại không nhiều. Ta cũng không giúp được quá lớn. Mặc Hàm nói, người đừng khiêm nhường nha, gọi ngươi tới đương nhiên là có nguyên nhân, người đoán xem những vật này là từ chỗ nào có được. Hứa Thuần Lương nói, đoán chừng không phải đang lúc đường tắt. Lời vừa nói ra, Hoàng Vọng Lân biểu lộ đều trở nên có chút lúng túng. Mặc Hàm nói, người này ngươi có biết hay không? Nàng lấy điện thoại di động ra cho Hứa Thuần Lương nhìn một tấm hình, trên tấm ảnh là một nữ nhân. Hứa Thuần Lương nhìn xem có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút mới nhớ tới là Chu Nghĩa Vũ lão bà. Mặc Hàm nói, nữ nhân này gọi Ân Mai, Chu Nghĩa Vũ lão bà. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta gặp qua. Mặc Hàm nói, nàng cùng Chu Nghĩa Vũ tình cảm không tốt. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, trước đó không lâu đã từng tận mắt chứng kiến nàng cùng Thị Thái Bình yêu đương vụng trộm, không cần hỏi, những vật này đều là tới từ Nhân Hòa Đường. Ân Mai hẳn là từ Nhân Hòa Đường mượn gió bẻ măng làm ra, lúc Quá Bình người này thông đồng nữ nhân này mục đích đoán chừng cũng là vì cái này. Hứa Thuần Lương nói, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Mặc Hàm nói, căn cứ nàng nói, những này xương rồng tìm căn nguyên tố nguyên đều là từ hồi xuân đường sói mòn đi ra. Hứa Thuần Lương nói, làm nửa ngày là nhà chúng ta đổ vật, vậy được, ta quay đầu mang đi. Mặc Hàm nói, người đừng vội a, còn có một việc ngươi chỉ sợ không biết đâu. Nàng nhìn một chút hai người khác. Bạch Mộ Sơn hiểu ý, Hoàng tiên sinh, ta nghe nói người gần nhất mới đập một bộ tống sứ, có thể hay không mang ta đi thưởng thức một chút. Hoàng Vọng Lân há có thể không rõ đây là muốn đẩy ra mình, hắn đứng lên nói tốt, mời Bạch giáo sư rời bước. Hai người rời đi về sau. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm nói, ta nói người có phải là có tật xấu hay không a? Ta đối chuyện của các ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Người đừng việc lớn việc nhỏ đều đem ta tiến đến có được hay không? Mặc Hàm cười nói, ta cho ngươi thêm nhìn mấy tấm hình. Hứa Thuần Lương khoát tay áo nói, không nhìn, không hứng thú. Mặc Hàm nói, kể từ khi biết Chu Nhân Hòa cùng gia gia ngươi là cùng cha khác mẹ huynh đệ, ta liền sinh ra hứng thú, chuyên môn tìm người giúp ngươi cha một chút gia phả. Hứa Thuần Lương một mặt phiền muộn, ngươi thật là quan tâm ta, cha lấy rõ ràng như vậy làm gì? Là không là thích ta rồi. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiến chúng ta Hứa ra cửa. Mặc Hàm không có chút nào sinh khí, cười nói, kỳ thật hồi xuân đường ta đã sớm điều tra, các ngươi lão Hứa ra thế đời theo nghề thuốc, bất quá ngươi tổ tiên cũng không có đi ra cái gì cung đình ngự y, cái gọi là ung chính hoàng đế ban cho các ngươi bài biển cũng là giả. Làm ngươi thí sự a, ngươi ăn nhiều chết no, cha nhà ta hộ khẩu. Mặc Hàm cười nhẹ nhàng nói, ai bảo ta quan tâm ngươi đây. Tỉnh lại đi. Ngươi không sợ ta liền cảm ơn trời đất. Mặc Hàm nói, có cái phi thường hiện tượng kỳ quái a, nếu như đi lên ngược dòng tìm hiểu, người Hứa ra tiền bối chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán cao ra chó giang hồ lang trung, chân chính sáng lập hồi xuân đường tấm chiêu bài này chính là ngươi tằng tổ cha, cũng chính là gia gia ngươi cùng Chu Nhân Hòa cộng đồng phụ thân Hứa Lưu Tiên. Hứa Thuần Lương phát hiện tuyệt đối đừng đánh giá thấp nữ nhân bát quái tâm, lấy Mặc Hàm làm thí dụ, bát quái có thể đem hắn tổ tông 18 đời đều tra được rõ ràng. Mặc Hàm nói cách khác, đến Hứa Lưu Tiên thế hệ này, y thuật đột nhiên tăng mạnh, người có cảm giác hay không đến kỳ quái. Hứa Thuần Lương nói, có gì đáng kinh ngạc, có gì truyền còn có đột biến gen đâu. Mặc Hàm nói, người đừng ngắt lời, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi, dựa theo Trung Hoa truyền thống y thuật truyền thừa phương thức, bình thường là nhất đại không bằng nhất đại Hứa Lưu Tiên sở dĩ có thể khởi đầu hồi xuân đường, căn bản nguyên nhân là hắn có kỳ ngộ khác, hắn đại lão bà.
cũng chính là Chu Nhân Hòa mẫu thân cũng không phải một vị phổ thông thông nội trợ, ta lại tra xét một chút Chu gia, ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì. Hứa Thuần Lương nhìn cũng không nhìn nàng, nâng chén trà lên ừng ực tưới. Mặc Hàm có loại mở mày mở mặt cảm giác, tại nàng cùng Hứa Thuần Lương chung đụng quá trình bên trong vẫn là lần đầu chiếm thượng phong, Chu gia là tá lĩnh truyền nhân, tá lĩnh chính là trộm mộ tứ đại môn phái một trong, tá lĩnh chi thuật ở chỗ khí giới. Môn phái này đối phần mộ không chọn, chỉ cần là mộ liền dám trộm. Bình thường truyền nhân của bọn hắn được xưng là tá lĩnh lực sĩ, tá lĩnh lực sĩ xen vào lục lâm cùng đào đồi hai loại nghề nghiệp ở giữa, có mộ thời điểm đào mộ, tìm không ra mộ thời điểm, liền kêu gọi nhau tập họp sơn lâm cướp lấy tài vật. Hứa Thuần Lương nói, ngươi lại nói hưu nói vượt, cẩn thận ta cáo ngươi tổn hại hại chúng ta nhà danh dự quyền. Mặc Hàm nói, ta nếu là không có chứng cứ đương nhiên không dám nói lung tung. Ngươi suy nghĩ một chút a, năm đó Chu Phượng Nga mẹ con tại Tế Châu, Hứa Lưu Tiên tại Đông Châu, Chu Phượng Nga nếu biết Hứa Lưu Tiên hạ lạc vì cái gì không dám mang theo hài tử đi tìm hắn. Rối loạn đương nhiên là một cái lý do, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu là nàng lo lắng bại lộ. Hứa gia vì sao đến Hứa Lưu Tiên thế hệ này y thuật đột nhiên tăng mạnh, không phải cái gì đột biến gen, càng không phải là Hứa Lưu Tiên thiên phú dị bẩm, mà là bởi vì hắn gặp Chu Phượng Nga. Chu gia trộm mộ thế gia, trong tay cất chứa một chút bị thế nhân cho rằng thất truyền y học điển tịch. Hứa Thuần Lương nói, người như thế phong phú sức tưởng tượng không đi viết nữ tần đáng tiếc. Mặc Hàm u nhiên thở dài nói, dù sao cũng phải cho người khác lưu con đường sống. Hứa Thuần Lương nói, người cũng thật là lợi hại, gia gia của ta không biết, ta bá tổ phụ cũng không biết, nên không phải Chu gia tiên tổ báo mộng nói cho người a. Mặc Hàm mỉm cười nói, bọn hắn không biết chuyện này không có chút nào hiếm lạ, thậm chí liền ngươi tằng tổ phụ cũng không biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Chu Phượng Nga đương nhiên biết rõ bí mật của nàng sẽ đưa tới bao lớn phiền phức, cho nên nàng cũng không dám đối Hứa Lưu Tiên đầu lộ ra quá nhiều bí mật, lặng lẽ cho hắn mấy quyển sách thuốc đã có thể để hắn hưởng thụ vô tận. Hứa Thuần Lương đưa thay sờ sờ Mặc Hàm trán, trắng nõn chân bóng, ôn nhuận như ngọc. Mặc Hàm căn bản không nghĩ tới hắn đột nhiên hướng mình duỗi ra bàn tay heo ăn mặt, mặc dù bọn hắn rất quen, cũng không lên tiếng kêu gọi liền sờ mình được không. Đương nhiên Hứa Thuần Lương cũng không có sờ nàng mẫn cảm địa phương, Mặc Hàm cái này liền đã bị hắn cho cả mộng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phát sốt à, làm sao nói hết mê sảng. Mặc Hàm mắng, ngươi mới phát sốt đâu, ta nói cũng không phải mê sảng, toàn đều là thật sự phát sinh qua. Hứa Thuần Lương nói, phát sinh qua thì sao? Chu gia làm cái gì ta không có hứng thú, gia gia của ta bổn phận làm nghề y, đối với mấy cái này chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng của hắn nhận định Hồi Xuân Đường chiêu bài là Ung Chính Ngự Tứ, hiện tại lão nhân gia ông ta đều lui, Hồi Xuân Đường chiêu bài đều thu vào, ta cũng không có tính toán kế thừa Hồi Xuân Đường, về sau cái danh hiệu này 89/10 muốn biến mất, ngươi lục tung tìm ra những này chìm mét nát hạt thóc sự tình có ý gì? Mặc Hàm nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm rõ chân tướng? Chu gia vô cùng có khả năng ẩn giấu đi, hoàng đế ngoại kinh bí mật. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải cử chỉ điên rồi chính là có chủ tâm dở trò xấu, ngươi đã rõ ràng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, liền không nên đem họa thủy dẫn hướng chúng ta lão Hứa nhà, nếu như người khác cũng cho rằng Chu Phượng Nga năm đó đào được bảo bối, những bảo bối này truyền cho chúng ta lão Hứa nhà. Sợ là chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Hứa an toàn cũng không chiếm được bảo hộ, Mặc đại tiểu thư ta giống như không có đắc tội người a, ta không thể như thế hố người a. Hứa Thuần Lương lo lắng cũng không phải là dư thừa, hắn đương nhiên không sợ đừng người mưu hại, nhưng ra ra cùng những nhà khác người đâu. Mặc Hàm nói, ngươi không cần sợ hãi, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi, sở dĩ nói cho ngươi những chuyện này cũng là nhắc nhở ngươi muốn đề phòng nhiều hơn. Hứa Thuần Lương nói, Hồi Xuân Đường tăng thêm Nhân Hòa Đường trong ngoài ngoài liền những vật kia, căn bản không có cái gì, hoàng đế ngoại kinh, Mặc Hàm, ngươi nếu như muốn xương rồng, nên tìm Bạch Mộ Sơn hảo hảo hỏi một chút, năm đó gia gia của ta thông qua hắn tướng hơn 1.000 khối xương rồng quyên cho Đông Châu nhà bảo tàng, không bao lâu nhà bảo tàng lại là cháy lại là bị trộm, ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, Bạch Mộ Sơn 100% có quỷ. Mặc Hàm nói, Bạch giáo sư đức cao vọng trọng, hắn chắc chắn sẽ không làm loại này đạo trích sự tình. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, các ngươi là cùng một bọn, ngươi tự nhiên che chở hắn. Mặc Hàm nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng minh bạch, Hứa Thuần Lương đã sớm hoài nghi bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, xương rồng đối với các ngươi tới nói là bảo bối, đối ta chỉ là một chút xương vỡ phiến thôi, ngươi sờ sờ lương tâm của mình,
trong khoảng thời gian này ta có phải hay không giúp ngươi tìm được không ít xương rồng? Mặc Hàm nhỏ giọng nói, ta lại không nói ngươi cái gì. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là câu nói kia, các ngươi dùng như thế nào thủ đoạn đi tìm xương rồng ta mặc kệ, nhưng là ta hy nhìn các ngươi không muốn bởi vì chuyện này tai họa đến người nhà của ta, nếu như cho nhà ta người mang đến bối rối, ta hai liền bằng hữu cũng không được làm. Mặc Hàm nghe hắn nói đến cứng rắn như thế, dẫn đầu mềm xuống, ngươi tức cái gì à, ta đây không phải cùng ngươi chia sẻ tin tức nha. Cảm ơn, ta không có hứng thú, còn có, các ngươi về sau đừng để người ta Hoàng Tam gia cuốn vào. Hoàng Tam gia trở ngại mặt mũi khó mà nói, nhưng người ta cất giữ đồ vật đều là thông qua chính đáng đường tắt, không giống ngươi. Chúng ta thế nào, chúng ta chỗ nào không đứng đắn rồi. Hứa Thuần Lương lười nhác cùng với nàng lý luật, khoát tay áo nói, ta còn có việc, đi trước. Mặc Hàm nói, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta không muốn nghe. Mặc Hàm nói, Mai Như Tuyết sự tình ngươi cũng không muốn nghe. Hứa Thuần Lương chỉ vào Mặc Hàm cái mũi hung ác nói, ta cảnh cáo ngươi. Đừng đem nàng cuốn vào. Mặc Hàm không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn nhau, sợ hãi. Ta còn tưởng rằng Hứa đại trấn trưởng không sợ trời không sợ đất đâu, nguyên lai cũng có nhược điểm. Hứa Thuần Lương nói, ta nhược điểm rất nhiều, người bắt một cái thử một chút. Mặc Hàm u nhiên thở dài nói, xem ra người đối Mai Như Tuyết động chân tình, đáng tiếc a, Kiều gia vẫn là chướng mắt ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Kiều gia có nhìn hay không được ta cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Mặc Hàm nói, đừng tưởng rằng Kiều lão đối ngươi thái độ không tệ, đã cảm thấy hắn từ đáy lòng tiếp nhận ngươi. Người như bọn họ là sẽ không bị tình cảm tả hữu, đối bọn hắn tới nói lợi ích chính trị mãi mãi cũng xếp tại thứ một vị. Kiều Như Long xảy ra chuyện, Mai Như Tuyết đối Kiều gia ý nghĩa trở nên nặng muốn đứng lên, Kiều gia khẳng định sẽ một lần nữa cân nhắc các ngươi quan hệ trong đó. Hứa Thuần Lương nói, Kiều Như Long không có việc gì. Mặc Hàm cười tủm tỉm nói, coi như hắn có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Kia chuyện của nữ nhân cũng sẽ đem hắn tiền đồ triệt để bị mất, người cho rằng hắn còn có thể thể chế bên trong tiếp tục đi tới đích. Hứa Thuần Lương nói, tại sao ta cảm giác ngươi rất hận Kiều gia? Mặc Hàm thẳng thắn nói, hận chưa nói tới bất quá Kiều gia nếu là không may, ta sẽ phi thường vui vẻ. Hứa Thuần Lương nói, hại người không lợi mình sự tình ngươi về sau bất làm. Mặc Hàm nói, Kiều lão ban sơ là muốn thông qua thông gia phương thức tướng Diệp gia cùng Uông gia đoàn kết cùng một chỗ, đáng tiếc a. Người tính không bằng trời tính, Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã hôn nhân đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết lại bởi vì ngươi tham gia biến thành bọt nước, hiện tại Kiều gia đã không có tương lai. Hứa Thuần Lương nói, thời trẻ qua mau, Kiều lão sớm tối phải tiếp nhận hậu đại bình thường. Mặc Hàm nói, tâm cơ của hắn há lại ngươi có thể phỏng đoán thấu. Hứa Thuần Lương bị nàng nói đến có chút bực bội, đứng dậy rời đi, kỳ thật hắn phi thường minh bạch. Kiều lão đối với mình mặc dù thái độ cải thiện rất nhiều, thậm chí mặt ngoài nhìn qua hiền lành ấm áp, nhưng là từ đầu đến cuối cùng mình duy trì khoảng cách nhất định. Tại Kiều lão trong mắt mình tuyệt không phải Mai Như Tuyết giai ngẫu, Mặc Hàm có câu nói không có nói sai, người như hắn là sẽ không bị tình cảm tả hữu, lợi ích chính trị mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Diệp Thanh Nhã đã quyết định cùng Kiều Như Long chia tay, mang ý nghĩa Diệp gia cùng Kiều gia làm ra cắt chém. Kiều Như Long con đường hoạn lộ vừa mới bắt đầu liền tuyên bố kết thúc, Kiều gia lại không người có thể tiếp nhận gia tộc đại kỳ, chẳng lẽ Kiều lão đương thật hy vọng chuyển đến Mai Như Tuyết trên thân. Hứa Thuần Lương trước khi đi đi cùng Hoàng Vọng Lân tạm biệt, Hoàng Vọng Lân một mực đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn, có chút dầu dĩ nói, Thuần Lương, cuối tuần bắt đầu Lân chính đường đóng quán 3 tháng tiến hành nội bộ tu sửa, Mặc tiểu thư bọn hắn sự tình, ta khả năng không giúp được gì. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết Hoàng Vọng Lân là bất đắc dĩ mới chọn lựa biện pháp, xương rồng sự tình mang cho hắn không ít phiền phức, Hoàng Vọng Lân cũng không muốn Lân chính đường nhiều năm tích lũy danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia, lần này là ta cho ngài thêm phiền toái. Hoàng Vọng Lân lắc đầu nói, phiền phức chưa nói tới, ta cái này Lân chính đường sớm nên một lần nữa dương ra, lần này vừa dễ dàng tạ ơn, ta còn dự định bớt thời gian đi Nguy Sơn đảo nhìn xem rượu của các ngươi nhà máy di chỉ đâu. Hứa Thuần Lương nói, tùy thời chào mừng ngài già đi qua chỉ đạo công việc. Hoàng Vọng Lân cười nói, chỉ đạo chưa nói tới, ta nghe Phổ Kiến nói lên bên kia có không ít di tích cổ, còn có dưới nước chìm thành, cho nên muốn đi qua tận mắt nhìn. Hứa Thuần Lương nói, tin tưởng sẽ không làm người thất vọng. Hứa Thuần Lương sau khi trở về, tìm ra Diệp Thanh Nhã chuẩn bị giáo án nhìn một chút, nhớ tới giao cho Phó Học Đông sự tình, cho hắn gọi điện thoại,
Phó Học Đông nói cho hắn biết đã thông chi sư tỷ Cơ Giai Giai. Cơ Giai Giai nghe nói hắn muốn đi thụ nhân dạy thay về sau, lập tức liền biểu thị muốn đi trường học lên lớp, bất quá Phó Học Đông nhắc nhở Hứa Thuần Lương, cảm giác sư tỷ có chút quá độ hưng phấn. Hứa Thuần Lương đối Cơ Giai Giai coi như hiểu rõ, cô nàng này chưa chừng chính kìm nén xấu đâu, đừng hy vọng nàng thành thành thật thật lên lớp. Vừa mới phủ lên Phó Học Đông điện thoại, Mai Như Tuyết liền đánh vào, nàng đã rời đi Đông Châu trở về cổ ruộng tiếp tục tham gia huấn luyện, Kiều Như Long tình huống rất tốt. Chỉ là đại tẩu Diệp Thanh Nhã đi không từ giã, Mai Như Tuyết liên hệ nàng về sau mới biết nàng đã quay trở về kinh thành. Mặc dù Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã cô ở giữa quan hệ cũng không tệ, nhưng là lần này Diệp Thanh Nhã đi không từ giã vẫn là để nàng có một chút ý nghĩ. Dù sao đại ca vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, Diệp Thanh Nhã coi như nghĩ hồi kinh cũng nên nói một tiếng. Mai Như Tuyết đồng thời cũng vì Kiều Như Long hôn nhân mà lo lắng. Hứa Thuần Lương khuyên Mai Như Tuyết chớ suy nghĩ quá nhiều. Hôn nhân là người ta chuyện hai người tình, ngoại nhân không tiện nhúng tay, hắn cũng không có sách từ bản thân ở kinh thành cùng Diệp Thanh Nhã gặp mặt sự tình. Đối với Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã hôn nhân, Hứa Thuần Lương nói ra cái nhìn của mình, hắn cho rằng hai người ly hôn khả năng rất lớn, để Mai Như Tuyết sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mai Như Tuyết là tại trên xe lửa cho hắn gọi cú điện thoại này, nghe được Hứa Thuần Lương cách nhìn, không khỏi thở dài, Thuần Lương, ta tốt lo lắng ra ra. Chuyện này khẳng định sẽ đối với hắn đả kích rất lớn. Hứa Thuần Lương nói, người yên tâm đi, lão nhân gia ông ta cách mạng ý chí rắn như thép, chúng ta đều sụp đổ, hắn cũng sẽ không đổ. Mai Như Tuyết nói, đừng nói như vậy, hắn dù sao tuổi tác đã cao, hắn đối đại ca gửi ở hy vọng quá lớn, lần này cơ bản thất bại, đại ca đại tẩu nếu là ly hôn, hai nhà chúng ta quan hệ cũng liền xong rồi. Hứa Thuần Lương cố ý nói, nếu không hai chúng ta đặt trước cái cưới, hừng hực vui. Mai Như Tuyết trầm mặc xuống, qua một hồi lâu mới nói, Thuần Lương, ngươi tuyệt đối đừng tại trước mặt ra ra nhấc lên, chuyện của chúng ta chậm rãi lại nói, ta không muốn lại cho lão nhân gia ông ta thêm tâm tư. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, Mặc Hàm nói không sai, Kiều lão vẫn không có chân chính tiếp nhận chính mình. Mai Như Tuyết nói xong, lại sợ hắn khổ sở trong lòng, ôn nhu nói, dù sao đời ta quyết định ngươi, ai cũng đừng nghĩ đem hai ta tách ra. Hứa Thuần Lương nói, ai dám đánh người chủ ý ta đánh gãy hắn chân. Mai Như Tuyết giận trách, đừng hơi một tí liền chém chém giết giết, làm việc phải khéo đưa đẩy một chút, gần nhất phát sinh sự tình ngươi cần phải thật tốt nghĩ lại một chút, người xin phép nghỉ đi kinh thành, vì cái gì người ta đều đạn quan tướng khánh. Làm việc không thể chỉ chú ý mình thống khoái, cũng muốn bận tâm người chung quanh cảm thụ. Hứa Thuần Lương nói, người nói đều đôi. Mai Như Tuyết cười nói, người ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy, bất quá Đông Châu đổ nướng thành sự kiện kia xác thực không đáng tin cậy. Hứa Thuần Lương nói, người hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng rồi. Không có, người ta một lòng muốn mượn chuyện này vớt chiến tích, tội gì người xấu nhà chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nói, người Viên Hoạt, quả thực là vừa tròn lại trượt, thật muốn tự tay cảm thụ một chút ha. Mai Như Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhỏ giọng nói, trên xe đâu, đừng nói hưu nói vượn. Hứa Thuần Lương nói, lần sau gặp bột để cho ta phỏng đoán một chút Mai chủ nhiệm như thế nào khéo đưa đẩy. Mai Như Tuyết ừ một tiếng, vội vàng đưa điện thoại di động dập máy, bất quá nàng rất nhanh tại WeChat bên trên phát cho Hứa Thuần Lương liên tiếp tiểu ái tâm. Hứa Thuần Lương kích động nhỏ tay run một cái, một chương vỏ cái mông hèn mọn biểu lộ phát ra. Mai Như Tuyết trả lời một câu tái phát kéo hắc ngươi. Hứa Thuần Lương đột đột đột, liên phát nhiều lần. Mai Như Tuyết đương nhiên không có khả năng kéo hắc hắn, bất quá cũng không có đáp lại, để tránh con hàng này làm tầm trọng thêm làm ra càng kịch liệt cử động, cũng không phải phản cảm, mà là một trái tim bị hắn vẩy tới phù 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 phù, nhắm mắt lại con ngươi liền nghĩ đến hắn. Hứa Thuần Lương nhìn một chút tin tức, có Phạm Lý Đạt phát cho hắn đổ nướng thành tiến triển, Hứa Thuần Lương đã ra, mới lười nhắc quản Đông Châu bên kia công việc, chiến tích để bọn hắn đi phân đi, lấy Hứa Thuần Lương trước mắt cấp đừng. Chiến tích đối với hắn mà nói chính là lãng phí. Ngày thứ hai buổi chiều, Hứa Thuần Lương sớm đi tới thụ nhân trung học, đặc địa mặc vào áo sơ mi trắng, làm cái phòng lam quang kính mắt mang lên, mang theo giáo án, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng hào hoa phong nhã. Hứa Thuần Lương xuất hiện tại phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, hiệu trưởng Trần Vân Thăng đứng dậy đón lấy, Hứa lão sư tới rồi. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương lấy loại này hình tượng xuất hiện tại trước mặt, Trần Vân Thăng vẫn là tương đối hài lòng. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng buông ra một nửa. Hứa Thuần Lương cùng Trần Vân Thăng nắm tay nói, sách đến đây trong chốc lát,
ta cũng là lần đầu tiên đương đại khóa lão sư, có gì cần chú ý địa phương mong rằng Trần giáo trưởng nhắc nhở. Trần Vân Thăng nói, Hứa lão sư khách khí, mau mời ngồi. Hứa Thuần Lương tọa hạ Trần Vân Thăng cho hắn cầm chai nước, Hứa lão sư, cũng không có gì phải chú ý, chúng ta thuê không ít các ngành các nghề ưu tú nhân sĩ tới cho học sinh lên lớp, mục đích là nghĩ kích phát bọn hắn hứng thú, đào móc tiềm lực của bọn hắn, những hài tử này tổng thể tố chất cũng không tệ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nghe nói thụ nhân trung học là một chỗ phú nhị đại tụ tập trường học, nơi này hài tử đều rất có cá tính. Trần Vân Thăng ha ha cười nói, trên xã hội hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này, có thể là bởi vì thụ nhân là tư nhân trường học, thu phí phương diện cũng hơi cao, bọn nhỏ có cá tính không phải chuyện xấu, chúng ta thực hành đường sắt đôi thức dạy dục, bồi dưỡng ra được học sinh đã có thể ứng đối trong nước thi đại học, cũng có thể kết nối nước ngoài cao giáo. Nếu như hài tử đều biến thành liên miên bất tận dự thi máy móc, đó mới là chúng ta giáo dục người làm việc bi ai. Trần Vân Thăng cũng không có trông cậy vào Hứa Thuần Lương có thể mang đến bao lớn kinh hỉ, dù sao cũng là một tiết phụ đạo khóa, các học sinh đến lên lớp cũng căn cứ tự giác tự nguyện nguyên tắc. 2:30 xế chiều, Hứa Thuần Lương cầm cặp văn kiện nhanh chân đi vào thứ 7 phòng học. Hứa Thuần Lương đi vào trước cửa phòng học, nhìn một chút nửa đậy phòng học cửa phòng. Đánh giá ra cái này 8-9 phần 10 sẽ có mai phục. Cơ Dài Dài cô nàng cũng không phải loại lương thiện, thụ nhân trung học học sinh cũng không tốt quản, trước đây liền có học sinh hùn vốn khi dễ phó học đông, vẫn là mình ra mặt giúp hắn giải quyết. Hứa Thuần Lương hướng nhìn chung quanh một chút, rút tay ra bên trong thước dạy học trên cửa một điểm, quả nhiên cửa phòng lui về sau, một chậu nước từ phía trên tưới rơi xuống. Trong phòng học truyền đến một trận gian kế được như ý tiếng hoan hô. Bất quá cái này tiếng hoan hô lập tức lại lắng lại một chút đi, bởi vì bọn hắn ý thức được không thành công, nước tất cả đều vẩy trên mặt đất, màu xanh biếc thùng, huyên thuyên lăn qua một bên. Hứa Thuần Lương lông tóc không tổn hao gì đi vào phòng học, con hàng này anh Tuấn nho nhã đi đường mang gió, tiến phòng học liền lập tức hấp dẫn tất cả nữ sinh ánh mắt. Qua, tân lão sư rất đẹp trai a. Đẹp trai cái rắm, một mặt cặn bã nam tướng, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang mập mạp thấp giọng lẩm bẩm. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm đảo mắt đám người, hôm nay tới cũng không ít, hắn ở phía sau sắp xếp thấy được Cơ Dai Dai cùng Phó Học Đông hai cái, Phó Học Đông rõ ràng bị Cơ Dai Dai cho khống chế, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt biểu lộ không phải thường cổ quái, khóe miệng hướng một bên phiết, đây là nhắc nhở Hứa Thuần Lương cẩn thận đâu. Hứa Thuần Lương cả sửa lại một chút kính mắt. Các nữ sinh lại là tập thể phát khởi hoa si, Cơ Dai Dai thấp giọng nói, hắn thật đúng là thối túm a. Vì đem ta làm ra lên lớp dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phó Học Đông thấp giọng nói, sư phụ đều muốn tốt cho ngươi. Ai u, mờ u bàn chân bị Cơ Dai Dai cho dẫm ở. Hứa Thuần Lương mượn chỉnh lý kính mắt động tác, thấy rõ trước mặt cạm bẫy, cách xa mặt đất chừng một thước độ cao, có một cây dây nhỏ cái chốt ở nơi đó, nếu như mình lơ đãng đi qua liền sẽ xúc động cơ quan, đỉnh đầu có mai phục. Hứa Thuần Lương đi tới, trực tiếp một cước lội tại dây thừng phía trên. Cơ quan thành công bị khởi động. Trong phòng học tiếng hoan hô như sấm động. Hộp bị dây thừng khiên động mở ra, vô số phấn viết đầu bí mật mang theo phấn viết xoa từ Hứa Thuần Lương đỉnh đầu rơi xuống. Hứa Thuần Lương văn kiện trong tay kẹp như con quay xoay chuyển, tướng rơi xuống phấn viết đầu ngăn cản ở ngoài. Hứa Thuần Lương nhìn chuẩn phấn viết xoa, giơ lên cặp văn kiện, như kích cầu đánh ra. Phấn viết xoa xoay tròn lấy bay hướng về sau sắp xếp. Vui tươi hớn hở xem náo nhiệt Cơ Dai Dai nhìn thấy kia bay tới phấn viết xoa mới ý thức tới mục tiêu là mình, muốn tránh đã không còn kịp rồi, phấn viết xoa nện ở nàng trên trán, như là bị người nặng tay vỗ một cái, có chút đau nhức, bụi tràn ngập, Cơ Dai Dai nửa gương mặt đều bị phấn viết xám dán lên, nhìn qua cùng thằng hề đồng dạng. Hứa Thuần Lương đi vào trên giảng đài, cười tủm tỉm nhìn qua bọn này đặt bẫy chờ lấy nhìn mình xấu mặt học sinh nói, đều niên đại gì, còn chơi như thế giả sáo lộ. Ta còn tưởng rằng thụ nhân trung học học sinh có nhiều thông minh, bao nhiêu lợi hại, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Cơ Dai Dai ho khan, bị phấn viết mạt cho sặc đến. Hứa Thuần Lương nhấc chân sau đá, sau lưng băng ghế soạt một chút tan ra thành từng mảnh, hắn lắc đầu nói, không sợ nói cho các người biết, những sáo lộ này đều là ta chơi còn lại. Ánh mắt rơi trên bục giảng, nếu như ta không có đoán sai, trong ngăn kéo còn có cái gì a? Hiện trường lặng ngắt như tờ. Kỳ thật hôm nay tới hơn phân nửa đều là xem náo nhiệt, Cơ Dai Dai muốn chỉnh sư phụ, không có quần chúng vây xem luôn cảm thấy thiếu chút gì, nếu như không phải nàng trước đó làm động viên, cái này lớp sẽ không đến nhiều người như vậy. Hứa Thuần Lương nói, để ta đoán một chút, bên trong là rắn vẫn là chuột.
hắn kéo ra ngăn kéo, một đầu ngọc ban gấm rắn phun lưỡi ló đầu ra. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngọc ban gấm rắn không độc, mặt sau tử màu xám, đầu có ba đạo đốm đen, phần bụng màu xám trắng, tả hữu giao thoa sắp hàng hắc hoành ban, bình thường sinh hoạt tại đồi núi vùng núi cánh rừng, săn mồi thằn lằn cùng loài chuột. Hứa Thuần Lương đưa tay sờ sờ đầu rắn, ngọc ban gấm rắn dùng màu đỏ tươi lưỡi thân thiết liếm láp ngón tay của hắn. Một bang học sinh đều thấy choáng, lão sư này căn bản không sợ rắn, bọn hắn nào biết được trước mắt vị này chính là chơi rắn tổ tông. Hứa Thuần Lương đối ngọc ban gấm rắn nói, ngoan, ai mang ngươi qua đây, đi tìm hắn. Các học sinh nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng tự nhủ cái này ai cũng là một ngốc tử, rắn sao có thể nghe hiểu tiếng người. Hứa Thuần Lương tướng ngọc ban gấm rắn để dưới đất, ngọc ban gấm rắn trong phòng học du tẩu, học sinh bên trong có không ít sợ rắn, con rắn kia đi vào bên người, có người dọa đến đánh lên run rẩy. Ngọc ban gấm rắn đi tới kia mặt mũi tràn đầy tàn nhang mập mạp bên người, mập mạp dọa sợ, đầu rũ cụp lấy, con rắn này chính là hắn mua được. Hứa Thuần Lương nói, chơi những vật này là có phong hiểm, tha không cắn ta, không có nghĩa là sẽ không tổn thương ngươi. Mập mạp run lẩy bẩy, rắn không phải ta. Ta, Hứa Thuần Lương nói, cái này gọi ngọc ban gấm rắn, tha hận nhất chính là nói láo học sinh. Vừa dứt lời, con rắn kia cắn một cái tại mập mạp trên mông, mập mạp kêu thảm một tiếng, mẹ a, tha cắn ta, tha cắn ta. Hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, không ngừng nhảy tưng, đầu kia ngọc ban gấm rắn cắn ở hắn cái mông không thả. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt vừa buồn cười lại là sợ hãi, may mắn cắn không phải mình. Hứa Thuần Lương nói thật đi. Nói láo không phải học sinh tốt. Mập mạp kêu rên nói, là ta, rắn là ta thả ngươi trong ngăn kéo. Nói đến kỳ quái, hắn bên này thừa nhận, ngọc ban gấm rắn liền buông ra miệng, bơi về Hứa Thuần Lương bên người, chiếm cứ tại bục giảng một góc. Mập mạp che lấy cái mông, lão sư, ta khả năng trúng độc, ta phải đi bệnh viện. Hứa Thuần Lương đem chừng mắt, ngồi xuống. Mập mạp vẻ mặt cầu xin, cái mông ta đau a. Toàn lớp ồn ào cười to. Hứa Thuần Lương nói, đều nói cho ngươi không độc, thành thành thật thật nghe giảng bài, thiên đại sự tình cũng chờ tan học về sau lại nói. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại bắt đầu lên lớp, các bạn học tốt. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hứa Thuần Lương có chút không vừa ý, có hay không lễ phép. Ta tại hướng các ngươi vấn an đâu. Lão sư tốt, một đám trẻ con như ở trong mộng mới tỉnh đáp lại nói. Hứa Thuần Lương nói, đầu tiên để ta giới thiệu một chút mình. Ta gọi Hứa Thuần Lương. Hắn cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết xuống cứng cáp hữu lực ba chữ to, các người nhớ rõ ràng, một ngày vi sư trung thân vi phụ, từ hôm nay trở đi, phải hiểu được tôn kính lão sư, từ hôm nay trở đi ta sẽ đem các người xem như thân nhân mình một dạng che chở. Trần giáo trưởng cùng sao trời quỹ ngân sách người phụ trách Dương Khánh Minh thông qua giám sát quan sát trong phòng học tình huống, người trẻ tuổi kia khó lường a. Dương Khánh Minh mỉm cười nói, Hứa lão sư quả nhiên lợi hại. Vì chúng ta vị đại tiểu thư này đi học sự tình, chúng ta cũng nhức đầu hỏng. Trần giáo trưởng trong lòng thầm than, cơ dai dai không đến trả tốt, nàng vừa đến, về sau cái này thụ nhân sân trường cũng đừng nghĩ thái bình. Hắn cười khổ nói, đáng tiếc trường học của chúng ta trước mắt còn không có Hứa Thuần Lương dạng này cùng loại hình giả sư. Dương Khánh Minh nói, nghĩ một chút biện pháp đi, cơ tiểu thư nguyện ý trở về sân trường cũng coi như bước ra đáng mừng một bước. Trần giáo trưởng trong lòng tự nhủ đối ngươi là đáng mừng một bước, đối với chúng ta toàn thể dạy công nhân viên trước tới nói, đó là cái nữ ma đầu, bên trên đảm nhiệm hiệu trưởng nghe nói cũng là bởi vì nàng mới bị đuổi ra khỏi cửa. Trần giáo trưởng nói, xem ra sau này, ta phải được thường mời Hứa lão sư tới cho đám con nít này lên lớp. Hứa Thuần Lương cái này đường thư pháp trên lớp một giờ, tất cả học sinh đều thành thành thật thật, bao quát cái tên mập mạp kia, chịu đựng cái mông đau đớn. Ngồi tại trên ghế đầu kiên trì đem khóa nghe xong. Tan học về sau, Hứa Thuần Lương để mập mạp đi phòng vệ sinh đi tiêu trừ độc, đem con rắn kia cầm đi phóng sinh. Phó học đông đi tới, áy náy nói, sư phụ, ta vốn định thông chi ngươi tới, thế nhưng là... Lúc này đầy bụi đất cơ dai dai đi tới, hung dữ chừng phó học đông một chút, phản đồ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tên nghịch đồ này khi dễ sư đệ có gì tài ba? Có gan hướng ta đến. Cơ dai dai sụ mặt, hôm nay vốn định đùa giỡn một chút sư phụ, kết quả rời lên tảng đá nện chân của mình, mặt đều mất hết, cảm giác mình biến thành thụ nhân một chuyện cười. Hứa Thuần Lương cười nói, tức giận, không chơi nổi cũng đừng chơi a. Cơ dai dai nói, ai nói ta không chơi nổi. Một đám nữ sinh xông tới,
từng cái chủ động muốn tăng thêm Hứa Thuần Lương phương thức liên lạc, vị lão sư này chẳng những đẹp trai hơn nữa còn siêu có mị lực, hiện tại nữ sinh đều phi thường chủ động. Cơ Dài Dài nhếch miệng, thực sự chịu không được bọn này ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí khoe khoang phong tao nữ đồng học, nhanh đi rửa mặt, cái này đầy bụi đất dáng vẻ hoàn toàn chính xác không có cách nào gặp người. Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối bọn này nữ sinh yêu cầu, nói cho các nàng biết trường học có thống nhất quy định, nếu như các nàng muốn liên lạc mình có thể thông qua trường học, thật vất vả mới từ nữ sinh trong vòng vây phá vây ra. Trần giáo trưởng ở phòng học bên ngoài chờ lấy hắn đâu, vui tươi hớn hở nói, Hứa lão sư cái này lớp rất thành công a. Hứa Thuần Lương nói, ta là lần đầu tiên, hy vọng không có cô phụ Trần giáo trưởng kỳ vọng. Trần giáo trưởng nói, Hứa lão sư dạy học phong cách rất có ý mới, có không ít gặp cho chúng ta chỗ học tập. Hứa Thuần Lương cười thầm, phong cách của mình bọn hắn nhưng học không được. Hứa Thuần Lương cũng không muốn ở trường học nhiều trì hoãn, qua loa vài câu, liền chuẩn bị rời đi, còn không có rời đi sân trường đâu Cơ Dài Dài liền từ phía sau truy chạy tới, sư phụ, ngươi chờ một chút. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, có việc tan học lại nói, ngươi nhanh đi về lên lớp. Cơ Dài Dài nói, sư phụ, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Ta dự định rời đi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, đi nơi nào? Cơ Dài Dài nói, đi một cái không ai quản ta địa phương. Hứa Thuần Lương có thể lý giải, mỗi người đều hướng tới tự do, Cơ Dài Dài tính cách càng là như vậy, nàng mặc dù trở về kế thừa ức vạn gia sản, nhưng là nàng đồng thời cũng đã mất đi tự do, đi tới chỗ nào đều có bảo tiêu cùng, mọi cử động tại người khác giám thị phía dưới, đổi thành ai cũng không biết lái tâm. Hứa Thuần Lương nói, người vẫn là ở lại trong nước tương đối an toàn a. Cơ Dài Dài nói, chỗ nào đều là giống nhau, chỉ ít ta ở nước ngoài không có nhiều người như vậy quản ta, không có nhiều người như vậy lợi dụng ta. Ta cũng biết Hoa Trục Nguyệt là tốt với ta, thế nhưng là ta không cần, nếu như cầm sinh mệnh cùng tự do so sánh, ta tình nguyện lựa chọn cái sau. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Dài Dài, bất kỳ cái gì tự do đều là tương đối, mất đi ước thúc tự do trên bản chất là phóng túng. Hứa Thuần Lương biết Cơ Dài Dài điêu ngoa tùy hứng chỉ là nàng ngụy trang. Kỳ thật nàng có được so người đồng lứa hơn rất nhiều thống khổ, phụ thân không rên một tiếng liền bốc hơi khỏi nhân gian, công ty sóng ngầm phun trào, nếu như không phải Hoa Trục Nguyệt chủ trì đại cục, nàng căn bản bất lực ứng đối cục diện như vậy. Ở trong mắt người khác nàng nhỏ như vậy liền kế thừa nhiều như vậy gia sản, vẫn là Lan Hoa môn môn chủ, giống như có được hết thảy. Nhưng Cơ Dài Dài chưa hề cảm thấy mình ủng có cái gì, nàng cho là mình từ đầu đến cuối bị một đôi tay vô hình thôi động. Bất kỳ cái gì sự tình đều không phải do mình, nàng nghĩ chiếm được người khác chú ý, muốn chứng minh mình tồn tại, nàng không muốn dạng này còn sống, nàng không có chút nào khoái hoạt. Cơ Dài Dài nói, có thể hay không cùng Hoa Trục Nguyệt nói một tiếng, để nàng buông tha ta có được hay không? Hai tròng mắt của nàng bên trong mang theo vẻ cầu khẩn, Hứa Thuần Lương còn chưa bao giờ thấy qua nàng cái dạng này. Cơ Dài Dài đi ở còn là không phải do nàng tự mình làm chủ, nàng phi thường rõ ràng mình muốn rời đi. Nghĩ tự do nhất định phải Hoa Trục Nguyệt gật đầu, Hoa Trục Nguyệt sẽ không dễ dàng thả nàng rời đi. Hứa Thuần Lương vươn tay, là Cơ Dài Dài phủi nhẹ đỉnh đầu lưu lại phấn viết xám, cười nói, ngươi an tâm lên lớp, tóm lại ta đáp ứng ngươi, sẽ tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Cơ Dài Dài nói, sư phụ, ta sống không được lâu đâu, thừa dịp ta còn có thể đi đến động, ta suy nghĩ nhiều đi một chút, dù sao tới qua thế giới này một chuyến, coi như ta không thể vì thế giới này lưu lại cái gì. Nhưng ta suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta minh bạch, nhưng là ngươi không nên bi quan như vậy, có ta ở đây, ngươi không có việc gì, cái gì tiệm đống chứng, người khác không có cách, ta có biện pháp, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta hảo hảo luyện công, ta bảo đảm ngươi cả một đời kiện kiện khang khang. Cơ Dài Dài nói, người ở trên đời này sinh tồn ý nghĩa không phải thời gian, mà ở chỗ chuyện của ngươi pháp. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi hôm nay là thế nào? Lên cho ta xin âm dương tới. Cơ Dài Dài nói, ta cũng không dám, ta xem qua một quyển sách, người khoảng cách tử vong càng gần, nhìn thế giới này càng thông thấu, ta vốn cũng không phải là người bình thường, sư phụ, tạ ơn người có thể dễ dàng tha thứ ta lâu như vậy. Hứa Thuần Lương nói, cũng nhanh không thể nhịn được nữa. Ta tin tưởng ngươi, Hoa Trục Nguyệt hẳn là nhất nghe lời ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chưa hẳn, Hoa Trục Nguyệt hẳn là nhất nghe Cơ Bộ Diêu mới đúng. Hứa Thuần Lương từ đầu đến cuối cho rằng Hoa Trục Nguyệt hẳn là rõ ràng Cơ Bộ Diêu hạ lạc, Cơ Bộ Diêu cũng không phải chân chính lựa chọn bốc hơi khỏi nhân gian, hắn chỉ là lựa chọn núp ở góc tối, yên lặng quan sát đến thế giới này.
Hắn tin tưởng Cơ Bộ Diêu sớm tối đều sẽ hiện thân, hổ dữ không ăn thịt con, Cơ Bộ Diêu cũng sẽ không ra hại hắn mình nữ nhi, Cơ Dài Dài tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không phải là Hoa Trục Nguyệt an bài, hẳn là Cơ Bộ Diêu thụ ý. Hứa Thuần Lương cũng không muốn quá nhiều cuốn vào Lan Hoa Môn nội bộ sự vụ, nhưng đã nhận Cơ Dài Dài tên đồ đệ này, cũng đã đáp ứng muốn trị tốt nàng tiệm đống trứng, Hứa Thuần Lương liền sẽ không nuốt lời. Hứa Thuần Lương trở về tân quán trên đường, Diệp Thanh Nhã cho hắn phát tới tin tức, hỏi hắn hôm nay lên lớp có thuận lợi hay không. Hứa Thuần Lương nói cho nàng hết thảy đều phi thường viên mãn, học sinh hài lòng, hiệu trưởng cũng phi thường hài lòng, trước khi đi, Trần Vân Thăng còn cầm mình tay, hy vọng mình đi thêm mấy chuyến đâu, hắn nhưng một chút cũng không có khoa trương. Diệp Thanh Nhã lúc này đã về tới Đông Châu, hôm qua từ Độ Vân Tự sau khi trở về, nàng suy nghĩ một buổi tối, vẫn là quyết định trở về, coi như cùng Kiều Như Long ly hôn, cũng muốn chờ hắn xuất viện khôi phục khỏe mạnh về sau. Một ngày không có ly hôn, nàng vẫn là Kiều Như Long thê tử, nên tận một cái nghĩa vụ thê tử. Diệp Thanh Nhã lần này trở về đã đem hết thảy suy nghĩ kỹ càng, bà Vương Tư Tề mặc dù đối nàng đi không từ giã có chút ý nghĩ, nhưng khi bột cũng không tốt nói rõ, chỉ là nói cho Diệp Thanh Nhã, Kiều Như Long hiện tại tình trạng rất tốt, nếu như muốn đi thăm viếng, có thể thay đổi cách ly áo tiến vào phòng bệnh. Diệp Thanh Nhã không có đi Kiều Như Long bên người thăm viếng dự định, coi như cách pha lê nhìn hắn cũng chẳng qua là đi cái hình thức thôi. Vợ chồng bọn họ ở giữa cũng không có quá sâu tình cảm, kết hôn 5 năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Kiều Như Long trận này tai nạn xe cộ phá vỡ giữa bọn hắn sau cùng tín nhiệm, cũng chặt đứt Diệp Thanh Nhã tất cả ràng buộc. Kiều Như Long nhìn thấy ngoài cửa sổ Diệp Thanh Nhã, hắn hướng Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, hắn lưu ý đến Diệp Thanh Nhã hôm qua chưa từng xuất hiện, người phi thường kỳ quái, hắn không có xảy ra việc gì thời điểm, cho dù là mấy tháng không gặp được Diệp Thanh Nhã, cũng sẽ không nhớ tới nàng. Nhưng là hôm qua vẻn vẹn có một ngày không có nhìn thấy Diệp Thanh Nhã, hắn liền nghĩ tới nàng, còn châm đối với chuyện này hỏi thăm mẫu thân. Theo mẫu thân nơi đó biết được Diệp Thanh Nhã đã trở về kinh, Kiều Như Long nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không ổn, hắn hoài nghi Diệp Thanh Nhã đã tra được hắn cùng Tề Sảng quan hệ, chớ nhìn hắn một mực nằm tại phòng bệnh bên trong, hắn từ đầu đến cuối lưu ý động tĩnh bên ngoài. Kiều Như Long hướng Diệp Thanh Nhã vẫy vẫy tay, hắn ý tứ là để Diệp Thanh Nhã tiến đến. Có mấy lời hắn muốn làm bột nói với nàng. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, nàng cũng không muốn đi vào, vợ chồng bọn họ ở giữa vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tốt nhất. Kiều Như Long cầm lên điện thoại, kỳ thật hôm qua hắn liền muốn cho Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại, hỏi thăm nàng tại sao muốn trở về. Diệp Thanh Nhã mặc dù không muốn cùng Kiều Như Long nói chuyện, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại. Hôm nay cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều, bác sĩ nói ta khôi phục được rất tốt. Chúc mừng ngươi. Kiều Như Long sửng sốt một chút, Diệp Thanh Nhã lộ ra lạ lẫm, bọn hắn không giống như là vợ chồng tại trò chuyện, mà giống như là hai cái người xa lạ, Kiều Như Long càng phát ra nhận định Diệp Thanh Nhã nên là có phát hiện. Thanh Nhã, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi, ta dự định nhận Triệu Phi Dương nhi tử làm con nuôi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thanh Nhã nói, chính ngươi quyết định liền tốt. Diệp Thanh Nhã đương nhiên biết rõ Kiều Như Long vì sao muốn làm như thế, nàng có chút kỳ quái. Kiều Như Long là làm sao biết Triệu Phi Dương thê tử góp trái tim cho hắn. Vừa mới sinh ra ý nghĩ này, liền cảm thấy mình không cần thiết thao tâm loại sự tình này, cái này vốn là cũng không phải bí mật gì. Kiều Như Long phát giác được Diệp Thanh Nhã lãnh đạm, thử dò xét nói, kia ngươi chính là hài tử mẹ nuôi. Diệp Thanh Nhã nói, ta không có làm tốt phương diện này chuẩn bị. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, hai người cách pha lê nhìn lẫn nhau, qua một hồi lâu, Kiều Như Long nói, Thanh Nhã. Chúng ta ly hôn đi. Diệp Thanh Nhã nói, hảo hảo dưỡng bệnh. Kiều Như Long nói, ta là chăm chú, ta cô phụ ngươi. Hắn nói xong liền đã cúp điện thoại, ấn xuống màn cửa điều khiển, triệt để ngăn cách Diệp Thanh Nhã ánh mắt. Kiều Như Long nằm xuống, hắn nghĩ đến nhiều nhất cũng không phải là Diệp Thanh Nhã cảm thụ, mà là bởi vì chính mình tai nạn xe cộ mang cho Kiều gia ảnh hưởng. Hắn ý thức được Tề Sảng sự tình hẳn là không dối gạt được, Diệp Thanh Nhã coi như hiện tại không nói. Chờ thân thể của hắn khôi phục về sau, gặp phải chuyện thứ nhất khả năng chính là ly hôn. Gia Gia lần này vội vàng hồi kinh nên cũng cùng chính mình sự tình có quan hệ, Như Long âm thầm tự trách, mình cho Gia Gia thêm quá lớn phiền phức. Hắn cho là mình hẳn là cho Gia Gia gọi điện thoại, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Kiều Như Long rất muốn tìm người trò chuyện, nhưng đến lúc này, mới ý thức tới mình trên thế giới này cũng không có bằng hữu chân chính. Cầm điện thoại di động lên. Trong lúc vô tình lật đến Triệu Phi Dương điện thoại,
hắn gọi điện thoại đi qua. Triệu Phi Dương tiếp vào Kiều Như Long điện thoại cũng phi thường kinh ngạc, Kiều tiên sinh, người có chuyện gì? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Kiều Như Long nói, ta rất khỏe chính là muốn hỏi một chút, ngươi. Con nuôi ta thế nào? Triệu Phi Dương nói, rất tốt, ta liền ở bên cạnh hắn, ngươi chờ một chút, ta mở video cho ngươi xem một chút. Triệu Phi Dương hoán đổi đến video trò chuyện. Kiều Như Long nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong kia gầy gò nho nhỏ hài tử, bỗng nhiên cảm giác một trận đau lòng, hắn thở phào một cái, hài tử thật là đáng yêu. Triệu Phi Dương nói, hắn rất kiên cường. Kiều Như Long nói, hắn sẽ có một cái tương lai tốt đẹp. Hắn câu nói này càng giống là một cái hứa hẹn. Triệu Phi Dương nói, Kiều tiên sinh, người vẫn là an tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác đều có thể thả một chút. Kiều Như Long nói, ta cũng không biết tại sao phải cho ngươi gọi cú điện thoại này, chính là bỗng nhiên muốn tìm người bằng hữu tâm sự, đáng tiếc hiện ở bên người liền cái có thể người nói chuyện đều không có. Triệu Phi Dương nói, cách ly trong lúc đó có thể lý giải, đợi ngài xuất viện về sau, hết thảy liền sẽ bình thường trở lại. Bình thường trở lại, đối ta mà nói là không thể nào. Kiều Như Long khóe môi hiện ra một nụ cười khổ sở, vận mệnh cùng hắn mở một cái tàn khốc trò đùa. Một, Triệu Phi Dương nói, không có cái gì so còn sống quan trọng hơn, miễn là còn sống, liền có lần nữa tới qua cơ hội. Hắn nghĩ tới Bùi Lâm đã vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất, phải nói chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, nàng lưu lại nhi tử, còn có một trái tim tại Kiều Như Long thể nội nhảy lên. Kiều Như Long đã cúp điện thoại, trước mắt trắng noãn nhan sắc để hắn cảm thấy càng phát ra cô độc, lại bắt đầu lại từ đầu. Nói nghe thì dễ, coi như thân thể của mình có thể khôi phục khỏe mạnh, hắn tại thể chế bên trong đi xuống khả năng cơ hồ rất nhỏ. Một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua, Tề Sảng cam tâm làm sau lưng của hắn nữ nhân, vì cùng với hắn một chỗ có thể không cần danh phận, Kiều Như Long vốn cho là mình xử lý rất tốt, nhưng trận này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để hắn chỗ có thiết kế tỉ mỉ nước chảy về biển đông. Kiều Như Long chân chính lo lắng vẫn là Gia Gia, từ khi Gia Gia hồi kinh về sau, liền một chiếc điện thoại đều không có đánh cho mình, bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng Diệp Gia đàm phán cũng không lý tưởng. Kiều Như Long cũng không cho rằng cùng Diệp Thanh Nhã ly hôn có gì có thể tiếc hận, nhưng là hắn quan tâm Gia Gia cảm thụ, tại Gia Gia dài rằng giặc chính trị kiếp sống bên trong, Diệp Lão là bằng hữu tốt nhất của hắn cùng cộng tác, hai người mấy chục năm hữu nghị khả năng cũng muốn bởi vì là chuyện lần này lớn thụ ảnh hưởng. Lúc trước hắn cùng Diệp Thanh Nhã hôn nhân, Diệp gia là chủ động, trên thực tế Diệp gia cũng từ trận này thông gia bên trong được ích lợi không nhỏ, nếu không có gia gia trợ lực, nhạc phụ Diệp Sương Nguyên mấy năm này tại thể chế bên trong cũng sẽ không đi được như thế thuận lợi, càng không có khả năng tiến vào chúng nhân chú mục hạch tâm cơ cấu. Nếu như không phải mình để Hứa Thuần Lương xuất thủ, Diệp lão chỉ sợ khó thoát một kiếp, coi như giải phẫu thành công, cũng lại biến thành một cái ngốc tử. Nghĩ tới đây, Kiều Như Long trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nếu như Diệp Thanh Nhã đưa ra ly hôn là Diệp gia thụ ý, nguyên nhân căn bản không phải tình cảm giữa bọn họ vỡ tan, bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có cảm giác tình, lẫn nhau đều phi thường rõ ràng, hôn nhân của bọn hắn vốn chính là lợi ích kết hợp, là chính trị liên minh. Tề Sảng sự tình chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ, truy nguyên hay là bởi vì Diệp gia đã không nhìn nữa tốt chính mình, bọn hắn cho là mình đã thành một cái phế vật. Tại thể chế bên trong không có bất luận cái gì tiền đồ nhưng nói, Gia Gia lực ảnh hưởng cũng không lớn bằng lúc trước, Diệp Gia là tại kịp thời dừng tổn hại. Mặc dù Kiều Như Long đã sớm rõ ràng chính trị là vô tình, nhưng là chân chính phát sinh trên người mình thời điểm, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ, nếu như đổi thành 5 năm trước, đừng nói một cái Tề Sảng, coi như mình lại nhiều mấy cái nữ nhân, Diệp Gia đồng dạng sẽ không để ý. Đáng tiếc nhân sinh không có nếu như... Mình phạm sai lầm trước đây cũng đừng trách người khác phân rõ giới hạn. Kiều Như Long suy tư liên tục, vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Gia Gia phát một câu, Gia Gia, thật xin lỗi. Kiều Như Long cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi lấy Gia Gia hồi phục, đợi chừng hơn 10 phút, Phương mới nhìn đến Gia Gia hồi phục tin tức, an tâm dưỡng thương, hoa đầu còn chờ ngươi về đi làm. Kiều Như Long nội tâm cảm thấy một trận như kim đâm đâm nhói. Hắn có thể tưởng tượng đến Gia Gia mấy ngày nay vì chính mình sự tình khắp nơi bôn tẩu, vì mình, Gia Gia thậm chí thấp đầu ngẩng cao sọ, mình thực sự quá bất hiếu. Kiều Như Long rơi lệ, hắn rất muốn cho Gia Gia gọi điện thoại, lại sợ Gia Gia nghe ra sự khác thường của mình, hắn phải nhanh một chút khôi phục, không thể để Gia Gia thất vọng. Diệp lão ngồi trong thư phòng hút thuốc, Diệp Sương Nguyên đi tới thời điểm, bị nồng đậm mùi khói kích thích không ngừng ho khan, hắn nhanh đi mở cửa sổ ra, cha. Người cái này nhanh gặp phải khí độc thất.
Diệp lão nói, ngươi quản được càng ngày càng chiều rộng, ta rút điếu thuốc đều không có. Diệp Sương Nguyên nói, bệnh của ngài mới vài ngày a, không có như thế phóng túng thân thể. Diệp lão nói, Sương Tuyền 6 tháng cuối năm nên đi Nghê Hồng. Diệp Sương Nguyên kinh hỉ nói, thật, Nghê Hồng cùng Nam Mỹ tiểu quốc cũng không phải một cái lượng cấp, ý vị này đệ đệ bên ngoài sự tình lĩnh vực địa vị được tăng lên, quyền lực cũng lớn hơn, huynh đệ bọn họ hai người mấy năm này đường đều đi được rất thuận. Diệp lão nói, năm đó ta cho hai huynh đệ các ngươi đặt tên thời điểm, rất nhiều người đều nói quê mùa, nhưng ta có ta ý nghĩ, cho ngươi khởi nguyên chữ, là muốn để ngươi đời này đều nhớ uống nước tư nguyên, cho Sương Tuyền khởi cái tên đó, ý là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Diệp Sương Nguyên đi vào phụ thân sau lưng, vì hắn xoa bóp hai vai. Diệp lão nói, ta và ngươi Kiều bá bá kết giao hơn nửa đời người, những năm gần đây chúng ta một mực quan hệ rất tốt, cơ hồ không có đỏ qua mặt. Diệp Sương Nguyên biết phụ thân muốn nói cái gì, thở dài nói, cha, ta minh bạch ý của ngài, nhưng Như Long lần này thật sự là quá phận. Diệp lão nói, Thanh Nhã cùng Như Long hôn nhân là ta và ngươi Kiều bá bá làm chủ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, chúng ta không để ý đến hai đứa bé ý tứ, ta hai ngày này lặp đi lặp lại đang nghĩ, vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái gì phương. Diệp Sương Nguyên nói, còn cần nghĩ à, đều là Kiều Như Long gây ra. Diệp lão lắc đầu, Sương Nguyên, nếu như đổi thành 5 năm trước phát sinh loại sự tình này, người sẽ kiên trì để bọn hắn ly hôn sao? Diệp Sương Nguyên bị phụ thân đang hỏi bất quá hắn ngoài miệng vẫn kiên trì nói, ta đương nhiên sẽ không để cho Thanh Nhã thụ ủy khuất. Diệp lão nói, Thanh Nhã hoàn toàn chính xác bị ủy khuất, Như Long cũng chưa chắc hạnh phúc, chân chính từ cái này cái cọc việc hôn nhân ở bên trong lấy được lợi ích người là ai? Diệp Sương Nguyên tại phụ thân ý vị thâm trường ánh mắt dưới, bên trong lòng không khỏi ra tốc nhảy lên. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, mình những năm này đường đi đến như thế chi thuận lợi cùng Kiều lão trợ lực có chút ít quan hệ, mặc dù công tác của hắn năng lực đạt được rộng khắp tán thành, nhưng là thể chế bên trong người có năng lực nhiều, vì cái gì hết lần này tới lần khác vị trí này đến phiên hắn ngồi. Diệp lão nói, Sương Tuyền cũng giống như vậy, ta lực ảnh hưởng cùng Kiều lão không thể đánh đồng, mà lại loại chuyện này nhất định phải tránh hiềm nghi. Diệp Sương Nguyên nói, cha, ta thừa nhận Kiều bá bá đối ta không tệ, nhưng một mã thì một mã, cũng không thể bởi vì việc này chúng ta liền có thể không nhìn Kiều Như Long làm sằng làm bậy. Diệp lão thở dài nói, người Kiều bá bá đáp ứng lần này sẽ tôn trọng Thanh Nhã lựa chọn, người cùng Sương Tuyền sự tình liền xem như Kiều gia đối chúng ta đền bù, người còn hài lòng không? Diệp Sương Nguyên nói, coi như hai đứa bé chia tay, người cùng Kiều bá bá vẫn là bằng hữu. Diệp lão nói, bằng hữu hẳn là đồng cam cộng khổ. Ta cùng lão Kiều tình cảm bắt nguồn từ hạo kiếp, hắn mặc dù không nói gì, nhưng ta biết đáy lòng của hắn là không muốn hai nhà phân rõ giới hạn, Sương Nguyên, người đáp ứng ta ba chuyện. Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu, cha, người nói. Vô luận Thanh Nhã làm ra lựa chọn như thế nào, người không được nhúng tay can thiệp. Không có vấn đề. Từ nay về sau, người không được nhắc lên Như Long sự tình, người chỉ coi hết thảy chưa từng xảy ra, càng không được tại việc này bên trên chế tạo văn chương. Diệp Sương Nguyên nói, cha, người yên tâm đi, ta cùng Kiều Như Long dù sao cha vợ một trận, coi như không xem ở Kiều lão trên mặt mũi, ta cũng sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Diệp lão đối câu trả lời của hắn biểu thị hài lòng, thở phào nói, Như Long khôi phục về sau, nếu còn tại hoa đầu, ta nghĩ người cùng Sương Tuyền nếu không kế hiểm khích lúc trước vì hắn hộ giá hộ tống. Diệp Sương Nguyên nhíu mày, phụ thân yêu cầu này làm hắn làm khó, nếu như nữ nhi cùng Kiều Như Long hôn nhân vỡ tan. Từ đây bọn hắn liền trở thành người lạ, lẽ ra phân rõ giới hạn mới đúng. Nghĩ lại, cũng có thể hiểu được phụ thân vì sao nói như vậy, tại phụ thân xem ra, Kiều lão lưu lại một phần thật to ân tình cho bọn hắn. Lấy Kiều lão tu vi khẳng định có thể nhìn ra lần này Diệp gia cùng Kiều gia làm ra cắt chém nguyên nhân thực sự, không phải là bởi vì Kiều Như Long phản bội, mà là bởi vì Kiều lão lực ảnh hưởng không ngừng suy giảm. Diệp lão nói, Như Long thiếu Thanh Nhã, chúng ta thiếu Kiều gia. Ngươi vừa nói một mã thì một mã, ta cũng hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu, cha, ta sẽ ở chính sách cho phép phạm vi bên trong cho hắn lớn nhất chiếu cố. Diệp lão nói, còn có, Uông Chính Đạo người kia ngươi muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, ta từ trước đến nay không thích phía sau nói người, nhưng là người này ta không thích. Diệp Sương Nguyên nói, cha, người yên tâm hắn có mục đích gì ta thấy rõ ràng. Diệp lão ánh mắt rơi trên bàn một tấm hình bên trên. Tấm hình kia là Diệp, Kiều, Uông ba nhà người chụp ảnh chung, khi đó, bọn hắn còn chính vào tráng niên, Diệp lão cảm khái nói, trở về không được.
Diệp Sương Nguyên nói, đi qua đã qua, hiện tại chỉ có thể hướng về phía trước nhìn, ta tin tưởng Diệp gia khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Diệp lão từ nhi tử trong những lời này đã nhận ra cái gì, tại nhi tử trong lòng Kiều gia đã trở thành hoa cúc xế chiều, Kiều lão huy hoàng theo thời gian trôi qua dần dần ảm đạm, những này trẻ trung khỏe mạnh đời sau đã trải qua không còn đem lần trước đời để vào mắt, mặc dù bọn hắn không có biểu hiện được rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng nhất định là nghĩ như vậy. Diệp lão nhìn qua trong tấm ảnh Kiều lão, một mực để hắn tôn kính cùng tin tưởng bằng hữu, hiện nay giữa bọn hắn cũng trong lúc vô tình sinh ra ngăn cách, không có người so với hắn hiểu rõ hơn vị lão hữu này, Kiều lão tính bền dẻo vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, bất kỳ cái gì có can đảm coi nhẹ Kiều lão nhân, một ngày nào đó đều sẽ hối hận. Nhưng hiện tại bọn hắn thế hệ này hoàn toàn chính xác già, cho dù ngươi là một con mãnh hổ, làm ngươi già dặn răng rơi sạch, cũng không thể không đối diện hổ lạc đồng bằng vận mệnh. Diệp lão đã từng nhớ kỹ phụ thân đã từng nói, người không thể quá mức cường thế, nếu như một người phong mang quá lộ, có chút chuyện không tốt liền sẽ báo ứng đến hắn hậu đại trên thân, cho nên vô luận làm người làm việc đều phải để lại ba phân chỗ trống mới tốt. Kiều lão đi qua tính cách là cực kỳ cường thế, tại mình cùng Uông lão cùng ba người hắn ở giữa, cuối cùng đánh nhịp định án cái kia thủy chung là hắn, mặc dù Uông lão tuổi tác mới là lớn nhất cái kia, thẳng đến Kiều Viễn Sơn ra sự tình, Kiều lão tính cách mới xảy ra chuyển biến. Trở nên ôn hòa, trở nên điệu thấp, nhưng vẫn không đổi được thực chất bên trong quật cường. Lần này Kiều Như Long xảy ra chuyện, đối Kiều lão đả kích tuyệt không kém hơn năm đó Kiều Viễn Sơn đi không từ giã, Diệp lão thấy được Kiều lão già yếu, cũng lần thứ nhất từ trong ánh mắt của hắn thấy được bi ai cùng bất lực, cường giả địch nhân lớn nhất từ đầu đến cuối đều là vận mệnh, vô luận ngươi cường thế đến đâu, tại vận mệnh trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu.